Chương 1241, căn cứ Liễu Phong Sơn đổi chủ. Giơ chân đạp mạnh cửa, phút một cái, một bóng đen lao đi, một thứ tròn tròn, to bằng quả bóng bàn bốp một tiếng lao đến, tốc độ cực nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt đã lao đến trước mặt. Diệp Phàm đương nhiên nhìn thấy rõ, trong lòng thầm nghi ám khí, phi đao lao ra, người cũng nhanh chóng tránh qua một bên, bốp một tiếng, quả cầu và phi đao chạm vào nhau cùng rơi xuống đất, nhưng không có tiếng nổ, Diệp Phàm cũng thầm thở phào, chỉ sợ là lựu đạn thì nguy to. Vương Triều, anh không sao chứ? Diệp Phàm hô lên một tiếng rồi nhanh chóng tránh qua chỗ khác. Mẹ kiếp, bị thằng khốn đập cho một quả cầu, nhưng không sao. Hắn có lẽ vẫn trốn trong nhà vệ sinh. Vương Triều ở một góc kêu lên. Lại hai quả cầu nữa lao đến, nhằm vào Diệp Phàm và Vương Triều. Quả nhiên là ở trong nhà vệ sinh, Diệp Phàm lao người đi, tiện tay cầm lấy cái đệm ghế sofa đập về phía quả cầu, còn người thì lao sát mặt đất, giơ chân đạp dầm một cái, cửa nhà vệ sinh đã bị đạp tung ra. Bởi Diệp Phàm có ưng nhãn, trong bóng tối được hưởng lợi không ít, còn Vương Triều và đối thủ có lẽ đều không nhìn rõ tình hình nên đều rất thận trọng, chỉ có Diệp Phàm là dám hành động liều lĩnh. Păng păng. Hai tiếng súng vang lên, Diệp Phàm cảm thấy da chân bỏng rát, có lẽ là bị đạn sượt qua. Có súng, thằng khốn. Vương Triều gầm lên, cầm lấy một cái ghế ném về phía nhà vệ sinh, nhưng Diệp Phàm còn nhanh hơn, vứt liền bốn chiếc phi đao vào trong nhà vệ sinh, chỉ nghe thấy hự một tiếng, rồi rầm một tiếng, cửa sổ nhà vệ sinh đã bị đá hỏng. Định chạy sao? Diệp Phàm tuyệt đối không thể cho hắn thoát, lao người ra cửa sổ phòng khách. Păng păng păng. Lại là mấy tiếng súng nữa, Diệp Phàm không quay đầu lại, phát hiện một bóng đen từ cửa sổ nhảy ra, nhưng tên này rất xui xẻo gặp phải Diệp Phàm, ở trên không liền trúng phải ba mũi phi đao, rơi xuống đất liền lăn mấy vòng định chạy trốn, nhưng cả hai chân đều bị thương, tốc độ quá chậm, bị Diệp Phàm và Vương Triều tóm gọn. Lúc này cán bộ cảnh sát cả tòa nhà cũng kéo đến, bật đèn pin lên soi, mẹ kiếp, chính là Thanh Lang. Tên này mặt hung tợn, nghiến răng hừ nói. Ông mày coi như xui xẻo. Mẹ kiếp, mày làm cách nào nhìn thấy ông vậy, lẽ nào mắt mày là mắt mèo hay sao? Ha ha, mắt mèo thì không có, chỉ có mắt người thôi, nhưng mày làm bao việc ác, đương nhiên là không thể thoát được rồi. Đưa đến bệnh viện. Diệp Phàm ra lệnh, Thanh Lang bị còng rồi đưa đến bệnh viện. Vì sao lại định hãm hại Vương Triều? 10 giờ sáng, Thanh Lang được băng bó xong, cũng khôi phục lại chút tinh thần, chân tay đều bị còng vào trong giường bệnh. Diệp Phàm ngồi ở phía đối diện hừ nói. Không phải là hắn thì tao sao bị chúng mày bắt được, không chỉ có hắn, còn có mày cũng là đối tượng để tao giết, tao hận mày, chúng mày bắt tao trước mặt hàng nghìn công nhân công ty khoáng sản Dương Điền, tao không còn mặt mũi nào nữa. Thanh Lang gào lên. Không còn mặt mũi nào nữa, không còn mặt mũi thì có thể phạm pháp hay sao? Phạm pháp, ha ha ha. Thanh Lang cười điên cuồng, khiến chiếc giường bệnh cũng rung lên bần bật. Có gì đáng cười sao? Diệp Phàm hừ lạnh nói. Đương nhiên là buồn cười rồi, nếu nói là phạm pháp, làm quan như các người có ai là không phạm pháp, tham ô nhận hối lộ, mèo mả gà đồng, so với những việc chúng tao làm thì còn tàn ác hơn gấp trăm lần. Thanh Lang không cười nữa, hừ lạnh nói. Đó là một số quan chức cá biệt, điều đó cũng bình thường, ở đâu cũng có người tốt người xấu. Diệp Phàm hừ nói. Tao không cần biết mày nói gì. Hôm nay Thanh Lang tao đã rơi vào tay mày, mày muốn làm gì thì làm, 30 năm sau tao vẫn là một hảo hán. Thanh Lang nói đến đây cũng không thèm nháy mắt. Hảo hán, thằng hèn thì có. Mày xem, mày giết bao nhiêu người, một buổi tối giết 10 mạng người vô tội. Mày còn có mặt mũi nói là hảo hán hay sao? Hảo hán là kẻ giết người không ghê tay hay sao? Thật là buồn cười, đồ hèn, hèn vô cùng. Diệp Phàm khẽ lắc đầu, ánh mắt khinh bỉ. Nói láo, những người bị giết đó có quan hệ cứt gì với tao? Những thằng quan chúng mày không bắt được thủ phạm thực sự thì muốn đổ tội lên đầu tao, đừng tưởng tao không biết. Nhưng, dù sao cũng như nhau cả thôi, cứ đổ hết lên đầu tao đi, dù sao cũng chẳng thể sống được nữa. Thanh Lang gầm lên. Không sai, dù sao mày cũng đã phạm tội giết người, biết gì thì khai hết ra đi. Hôm đó mày làm cách nào trốn từ trong quân khu ra được? Ai giúp mày? Thành thật khai mau. Diệp Phàm hừ nói, nhìn Thanh Lang. Tao không biết. Thanh Lang lắc đầu. Thanh Lang, mày vừa nói là một hảo hán, bây giờ thì sao, không dám nói sự thật có phải không?
Diệp Phàm nghiêm mặt hừ nói, rồi lại nói. Nếu mày ở tại nhà của Phó Tư lệnh Tưởng ở Nguyệt Đàm thì chắc chắn là Phó Tư lệnh Tưởng đã cứu mày. Phó Tư lệnh Tưởng trước kia là Phó Tư lệnh phân quân khu Ngư Đồng, muốn cứu mày cũng rất dễ dàng. Ha ha, ông ta có thể cứu được tao hay sao? Thật buồn cười, một ông già sắp xuống lỗ đến nơi mà đòi đánh bị thương mấy cảnh sát, còn cứu người ra. Bí thư Diệp, lẽ nào mày ấu trí đến mức đó? Thanh Lang châm biếm, không ngờ còn cười lớn. Đó là ai? Diệp Phàm đột nhiên thi triển hóa âm mê thuật, dùng âm thanh tấn công. Là. Thanh Lang nói ra một chữ, rồi đột nhiên tỉnh lại, hừ nói. Là một mình tao trốn ra, với thân thủ của tao, khống chế mấy thằng cảnh sát không hề khó. Đây là cái gì, chắc mày biết rõ. Diệp Phàm giơ mảnh hóa thạch ở trong tay lên. Ha ha ha, không ngờ chúng mày cũng không tầm thường, có thể tìm thấy cái này. Muốn biết cũng được, tự đi tìm đi. Phạm vi ở trong khu mỏ Quảng Dương Điền. Thanh Lang cười quỷ dị, bộ dạng điếc không sợ súng. Sau đó Diệp Phàm hỏi thế nào cũng không thể biết được đá hóa thạch được khai thác ở đâu. Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm trọng, tay Thanh Lang này đúng là cứng đầu, cạy răng cũng không được nửa lời. Hơn nữa người này nghị lực còn kiên cường hơn rất nhiều so với người bình thường, lần trước Vương Triều thi triển phân cân thác cốt thủ mà hắn vẫn có thể chịu được sự đau đớn đó, không hé răng nửa lời, nên muốn kiếm được chút manh mối nào từ trên người hắn quả thực vô cùng khó khăn. Hơn nữa Diệp Phàm cũng cảm thấy thảm án 88 không phải do Thanh Lang làm. Người này cùng lắm chỉ là một kẻ to gan, nhưng không có đầu óc đạo diễn một vụ án ghê gớm như vậy. Không phải hắn, vậy rốt cuộc là ai làm? Vương Triều cũng không hiểu nổi. Thân thế của Thanh Lang điều tra rõ chưa? Diệp Phàm hỏi. Phó Cục trưởng Vĩ vẫn chưa về. Nghe nói Thanh Lang quê ở thành phố Hải Châu. Vương Triều nói. Lại mấy ngày nữa trôi qua. Đến ngày 28 tháng 6, hạn phá án ngày càng gần, vụ án vẫn chưa tìm được điểm đột phá nào. Quản Phi cũng được ra viện, kỳ lạ là Quản Nhất Minh vẫn chưa gây khó dễ gì cho Diệp Phàm, Quản Phi cũng không quan tâm đến công ty khoáng sản Dương Điền nữa, để mặc cảnh sát lục lọi trong đó, bay thẳng đến Thủy Châu, đàm phán hợp đồng với tập đoàn khoáng sản Đế Hoa. Diệp Cường, anh trai Diệp Phàm cũng ở tại Ngư Đồng, nhưng để tránh dị nghị, anh ta không ở cùng với Diệp Phàm. Sau khi tập đoàn Bàn Đế do anh ta nắm cổ phần khống chế rót vốn vào tập đoàn Đế Hoa Hoàng Triều thì đã trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn này, do vậy Đồng Oanh Oanh cũng rút lui về tuyến sau, trở thành phó chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Bàn Đế mới được thành lập. Khi Diệp Phàm quay về Thủy Châu, cùng bàn bạc với Lô Vĩ chuyện xây dựng tập đoàn Bàn Đế, đám người Hắc Mao Thương Thiên Đồ cũng nghe thấy phong thanh, mỗi người lấy ra mấy chục triệu góp cổ phần. Còn Tổng Giám Đốc Hầu ở Đức Bình cũng đã được điều về Thủy Châu làm Phó Tổng Giám Đốc, cá nhân đưa ra 20 triệu góp cổ phần, do vậy số vốn đăng ký của Tập đoàn Bàn Đế đã lên tới 600 triệu, Diệp Phàm chiếm số lượng lớn nhất, 300 triệu, Lô Gia bỏ ra 100 triệu, những người còn lại mỗi người mấy chục triệu. Đương nhiên là cổ phần của Diệp Phàm đều mang tên Diệp Cường, nhưng tất cả các cổ đông lớn của Tập đoàn Bàn Đế đều biết, Diệp Phàm mới là linh hồn của tập đoàn này. Mấy tòa biệt thự để không của tập đoàn Đế Hoa Hoàng Triều, Diệp Cường chiếm ngay lấy một tòa. Diệp Cường cũng đã tới Ngư Đồng được hơn một tháng nhưng hai anh em cũng rất ít khi gặp nhau, nếu có gặp nhau thì đều là do Diệp Phàm bí mật vào biệt thự của Diệp Cường. Còn Diệp Cường để tránh tai tiếng cũng rất ít khi xuất hiện ở nơi công cộng, do vậy chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Bàn Đế trong con mắt người ngoài vẫn còn rất thần bí. Nhưng so với tập đoàn hàng đầu như tập đoàn Dương Điền thì tập đoàn Bàn Đế vẫn còn ở trong giai đoạn mới xây dựng. Mấy ngày gần đây Hà Chấn Nam và Lý Quốc Hùng đều tỏ ra rất quan tâm tới thảm án 88, ngày hôm đó Triệu Sương Sơn nghiêm khắc nhắc nhở các lãnh đạo của Ngư Đồng, nhấn mạnh là Thủ tướng rất coi trọng vụ án này, nên ai cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Hà Chấn Nam và Lý Quốc Hùng đều hiểu rằng, nếu không thể phá được vụ án này, có lẽ tất cả đều bay mất ghế, do vậy, vì cái ghế quan, tất cả đều tạm thời bỏ qua bất đồng, cùng quan tâm tới Cục Công an thành phố. Thanh Lang bị bắt khiến các vị lãnh đạo lại thấy được chút hy vọng, còn việc Diệp Phàm và Vương Triều suýt nữa bị hại cũng khiến các vị lãnh đạo hiểu ra tính phức tạp và tính đáng sợ của thảm án 88, Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Diệp Phàm cũng đang bất chấp hiểm nguy làm việc. Thái độ của Hà Chấn Nam đối với Diệp Phàm cũng tốt hơn không ít. Ngày hôm đó, khi thấy chiếc Audi bẹp rúm của Diệp Phàm được đưa về Cục Công an, Hà Chấn Nam lập tức chỉ thị cho Lý Quốc Hùng cấp cho Diệp Phàm một cái xe mới.
Đến ngày thứ ba xe mới đã có mặt, hơn nữa còn là một chiếc Audi thế hệ mới nhất, còn cao cấp hơn cả xe của Hà Trấn Nam. Thứ hai, ngày 5 tháng 7 năm 1999. Cuộc đấu của lãnh đạo tỉnh cuối cùng cũng kết thúc, đồng chí Lỗ Đông Lai vượt qua Đới Duy Cường, tiến vào thường vụ tỉnh ủy. Còn cái ghế phó chủ tịch tỉnh mà Lỗ Đông Lai để lại, lãnh đạo các thành phố, khu vực ở phía dưới và lãnh đạo các sở trên tỉnh cũng tranh giành quyết liệt. Nhưng kỳ lạ là lần này thái độ của chủ tịch tỉnh Uông lại rất bình thản, không có mấy phản ứng trước việc Lỗ Đông Lai thăng chức. Chỉ có Diệp Phàm là đoán ra chút ít, có lẽ là những chứng cứ mình cung cấp cho Triệu Sương Sơn có thể lật đổ Đới Duy Cường, nhưng Triệu Sương Sơn lại không lật đổ ông ta, mà ngầm thỏa thuận với chủ tịch Uông, cuối cùng Lỗ Đông Lai thuận lợi thăng chức, còn vị trí của Đới Duy Cường không hề thay đổi. Thực ra, Diệp Phàm từ miệng của Đới Chí Quân biết được rằng, Đới Duy Cương đã nhận của một nhà thầu một món quà đồ cổ trị giá 500.000 tệ. Vì việc này Diệp Phàm cũng đã tốn rất nhiều công sức, nhân chứng vật chứng đủ cả, nhờ những chứng cứ đó hạ bệ Đới Duy Cường không có gì khó khăn cả. Nhưng để đưa Mai Công Lượng lên, Diệp Phàm đã có thỏa thuận với Triệu Sương Sơn, giao chứng cứ này cho Triệu Sương Sơn. Không ngờ Triệu Sương Sơn cuối cùng có lẽ là xử lý nội bộ Đới Duy Cường, chắc là đã kỷ luật cảnh cáo. Còn Triệu Sương Sơn cũng không nuốt lời. Cùng ngày Lỗ Đông Lai lên chức thì Mai Công Lượng cũng ngồi lên cái ghế tư lệnh căn cứ Liễu Phong Sơn. Trên đường nhậm chức, đi qua Ngư Đồng, Mai Công Lượng dưới sự tháp tùng của Mai Phán Nhi, Mai Diệp Thu và Mai Thiên Kiệt đã đi chào Diệp Phàm. Mai Công Lượng khi nhìn thấy Diệp Phàm, câu đầu tiên là: Bí thư Diệp, Mai Công Lượng tôi suốt đời này, ngoài Mai Gia Gia thì anh chính là người thân thiết nhất. Cũng không biết nói gì nữa, nếu sau này cần dùng đến tôi, xin hô một câu. Tôi tuyệt đối không từ chối. Ha ha, chúc mừng tư lệnh Mai, sau này rảnh rỗi lên căn cứ của anh xin bát cơm. Còn về việc của anh, thực ra tôi cũng không bỏ sức lực gì nhiều, đều nhờ Tổng Giám Đốc Mai chạy đi chạy lại cả, anh phải cảm ơn Tổng Giám Đốc Mai Phán Nhi mới phải. Tôi chỉ là người đưa tin mà thôi. Diệp Phàm khiêm tốn nói. Tôi bỏ công sức gì chứ, tôi chỉ là một người phụ nữ, chạy trọt gì. Công Lượng, đừng nghe Bí thư Diệp nói linh tinh. Việc này đều do anh ấy làm. Sau này, cháu phải nghe lời Bí thư Diệp. Mai Phán Nhi cũng có chút giận dữ với việc khoanh tay đứng nhìn của Mai Gia, do vậy không nhắc đến Mai Gia, mà nhắc Công Lượng phải nhớ ơn của Diệp Phàm, bởi qua việc lần này, Mai Phán Nhi cũng đã thấy được tiềm năng của hắn. Mai Gia muốn đưa Mai Công Lượng lên ghế tư lệnh căn cứ Liễu Phong Sơn cũng không phải là không thể, nhưng Mai Gia lại không đi làm, đó là bởi vì Công Lượng không phải con cháu hàng trực hệ của Mai Gia. Nếu sau này Công Lượng mà theo Diệp Phàm, chưa biết chừng còn có cơ hội. Mai Phán Nhi cảm thấy, ngày càng không thể nhìn thấu con người Diệp Phàm. Cháu sẽ nhớ. Mai Công Lượng cười đáp. Tư lệnh Mai, có việc phải nhờ đến anh. Diệp Phàm ngừng cười, có chút nghiêm trọng nói. Xin Bí thư Diệp cứ nói, chỉ cần Công Lượng có thể làm được, nhất định sẽ làm. Mai Công Lượng nói chắc chắn. Lần trước chuyện của công ty khoáng sản Dương Điền. Trung đoàn trưởng trung đoàn số 1 của căn cứ Liễu Phong Sơn Lâm Phong chắc chắn là tâm phúc của Lục Dũng, người này rất kiêu ngạo, ngăn cản cục công an điều tra công ty khoáng sản Dương Điền, còn phái quân đóng ở công ty khoáng sản Dương Điền, anh có cách nào chuyển chỗ của anh ta đi thì tốt. Diệp Phàm nói xong nhìn Mai Công Lượng một cái, lại nói. Ngoài ra giới thiệu với anh một người, trung đoàn trưởng trung đoàn số 2 của căn cứ Liễu Phong Sơn Thiết Trấn Thu không tồi, anh quan tâm đến anh ta một chút. Tôi quay về sẽ làm ngay. Mai Công Lượng sau khi chào hỏi xong liền cùng người của Mai ra đi về căn cứ Liễu Phong Sơn. Chương 1242, xuất hiện manh mối. Bí thư Diệp, người này tôi không thể nhìn thấu được, ông ta chỉ là một quan chức địa phương, cấp bậc cũng không cao, gia thế cũng bình thường, lại không phải là quan chức trong quân đội. Nhưng không hiểu bằng cách nào mà làm được những việc ngay cả Mai gia của chúng ta cũng không thể làm nổi. Cô nói thử xem, việc này phải chăng rất kỳ lạ. Mai Công Lượng có chút khó hiểu. Có những người anh không thể chỉ nhìn bề ngoài, năng lượng phía sau của người ta rất ghê gớm. Công Lượng, anh theo anh ta tuyệt đối không sai, sau này sẽ không phải hối hận đâu. Mai Diệp Thu biết thân phận trong tổ đặc nhiệm của Diệp Phàm nên nói chen vào, nhìn Mai Công Lượng một cái, lại nói. Hy vọng anh không oán hận Mai gia, ông và bố tôi cũng có cái khó của họ. Gia tộc lớn như vậy, những người cần giúp đỡ quá nhiều. Tôi không tức giận đâu, tôi biết vị trí của mình trong Mai gia. Mai Công Lượng bề ngoài bình thản,
nhưng thực ra trong lòng vẫn có chút oán hận. Tuy mình không phải trực hệ như Mai Diệc Thu, nhưng ít ra vẫn có quan hệ với Mai gia, không ngờ người của Mai gia lại dương mắt nhìn mà không thèm ra tay, mà chính là một người ngoài như Diệp Phàm lại ra tay giúp mình những hai lần, mà lần này lại còn thành công nữa. Ai nặng ai nhẹ, nhìn một cái là biết, Mai Công Lượng đương nhiên rất biết ơn Diệp Phàm. Công Lượng, việc mà bí thư Diệp giao cho cháu cố gắng làm tốt. Nếu không, cứ nợ người ta như vậy cũng không tốt. Mai Phán Nhi căn dặn. Có cơ hội cháu sẽ làm ngay. Mai Công Lượng nói. Cùng ngày, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy tỉnh Việt Đông Kim Thụ Dương điều lên nhận chức trưởng ban tổ chức thành phố Bắc Kinh. Việc này có lẽ là kết quả nỗ lực của người bạn học cũ của ông ta, Kiều Viễn Sơn. Tuy cấp bậc không thay đổi, nhưng Bắc Kinh là thủ đô, gần sát trung ương, địa vị so với Việt Đông thì cao hơn nhiều. Có lẽ Kim Thụ Dương làm mấy năm là sẽ vào được ban tổ chức trung ương, chỉ cần Kiều Viễn Sơn mà chưa đổ thì Kim Thụ Dương cũng sẽ còn tiến xa. Mục đích của Kiều Viễn Sơn đương nhiên là lôi Kim Thụ Dương vào ban tổ chức trung ương, tăng cường thế lực của mình trong đó. Ban tổ chức trung ương là một cơ quan đặc biệt, đó là cơ quan khảo sát đánh giá cán bộ, thậm chí có thể phân phối vị trí cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, do vậy các thế lực đều có vị trí trong đó. Mà Kiều Viễn Sơn cũng vừa lên chức, cái ghế vẫn chưa vững, những thứ trưởng có thế lực cũng vẫn chưa phục Kiều Viễn Sơn, do vậy Kiều Viễn Sơn vẫn đau đầu vì chưa sắp xếp được người của mình. Điều ông bạn học của Kim Thụ Dương lên Bắc Kinh chỉ là một bước chuyển tiếp, mục đích thực sự là cái ghế phó ban tổ chức trung ương. Kim Thụ Dương đi rồi, người kế nhiệm ông ta là Cổ Hoài. Người này vốn là bí thư thành ủy thành phố Hải Châu của tỉnh Việt Đông, trước kia cũng đã từng làm công tác tổ chức, nghe nói người này hồi còn ở Hải Châu cũng rất cứng đầu, có lúc thậm chí còn không nghe lời cả Triệu Sương Sơn. Triệu Sương Sơn rất tức giận, nhưng cũng chẳng thể làm được gì ông ta, mà bây giờ người ta còn chuyển lên tận tỉnh ủy, không bực mình mới lạ. Việc Kim Thụ Dương chuyển đi Triệu gia cũng đã sớm biết, Triệu gia cũng đã nhằm vào cái ghế trưởng ban tổ chức này. Nhưng tiếc là do phải đưa Lỗ Đông Lai lên nên đành phải từ bỏ vị trí này, không ngờ cuối cùng lại để Cổ Hoài lên. Vị trí bí thư thành ủy Hải Châu Hà Trấn Nam cũng rất thèm thuồng, gần đây cũng đã chạy đi quan hệ không ít, thậm chí còn lên cả Bắc Kinh, đương nhiên là tìm lãnh đạo cũ của mình. Nguyên bí thư tỉnh ủy Việt Đông đã chuyển lên Bắc Kinh đảm nhiệm chức chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia Lôi Đạo Toàn. Nhưng thành phố Hải Châu quá quan trọng, bởi Hải Châu là một trong những đặc khu kinh tế đã được Trung ương xác định. Thành phố cấp phó tỉnh, xếp hạng kinh tế cũng chỉ thua kém tỉnh lỵ Việt Châu và một đặc khu kinh tế khác là thành phố Thâm Đức. Phó Cục trưởng Vĩ Minh Phi cuối cũng đã quay về. Thấy anh ta mỉm cười, Diệp Phàm biết là đã có thu hoạch. Bí thư Diệp, lần này đến Hải Châu điều tra thanh lang, phát hiện ra một điều kỳ lạ. Vĩ Minh Phi vừa vào trong văn phòng của Diệp Phàm liền nói. Nói nghe xem nào. Diệp Phàm đích thân rót trà cho Lôi Minh Phi. Rồi ngồi xuống nói. Tên thật của Thanh Lang là Chu Thiên, vốn là người ở Hải Châu. Bố tên là Chu Bá Lâm, mấy năm trước là chủ tịch huyện Vân Lĩnh ở thành phố Hải Châu. Chu Bá Lâm là người rất chính trực, hết lòng vì công việc, nhưng vì thế mà đắc tội với bí thư huyện ủy lúc đó là Hoàng Sâm. Hai người đấu với nhau từ việc nhỏ đến việc lớn. Hoàng Sâm là người rất tham lam, nhúng tay vào mọi việc trong huyện, ăn chặn đủ kiểu. Chu Bá Lâm không chịu được nên phản ánh tình hình với lãnh đạo, nhưng kết quả thật đáng tiếc, cuối cùng cũng không biết tại sao, Chu Bá Lâm lại bị Hoàng Sâm cho vào tù. Càng kỳ lạ hơn nữa là Chu Bá Lâm trong lúc đang ăn cơm ở trong nhà giam được canh gác nghiêm ngặt lại có tranh cãi với một đám côn đồ, bị đám côn đồ đó đánh ngất, đưa lên viện một ngày sau thì chết. Lúc đó Thanh Lang mới hơn 20 tuổi, đang học võ ở Thiếu Lâm Tự, là một đệ tử tục gia của Thiếu Lâm Tự. Anh ta liền xuống núi tìm Hoàng Sâm báo thù. Nhưng rất đáng tiếc là Thanh Lang vừa tìm đến nơi ở của Hoàng Sâm, chưa kịp ra tay thì bị các đồng chí ở Cục Công an huyện Vân Lĩnh bao vây chặt, sau khi đánh bị thương mười mấy đồng chí cảnh sát thì bị tóm gọn. Lúc đó bị cảnh sát huyện Vân Lĩnh đánh gãy chân, gãy cả mấy cái xương sườn. Những người đó dưới sự chỉ đạo của Hoàng Sâm ra tay rất tàn độc. Xem ra tay Hoàng Sâm này năng lượng rất lớn, sớm đã chú ý đến Thanh Lang. Chỉ đợi anh ta tự chui đầu vào giỏ. Diệp Phàm hừ nói. Chắc chắn là như vậy, sớm đã bố trí hết cả rồi. Có lẽ Thanh Lang vừa rời khỏi Thiếu Lâm Tự thì người ta đã theo dõi rồi. Lúc đó võ công của Thanh Lang cũng chưa cao như bây giờ. Vĩ Minh Phi nói. Sau đó Thanh Lang sao có thể ra tù được? Diệp Phàm hỏi. Điều kỳ lạ chính là ở chỗ này,
chính tư lệnh Lô An Cương giúp Thanh Lang ra khỏi tù. Vĩ Minh Phi vừa nói xong, tay Diệp Phàm đang cầm cốc trà không khỏi run lên, vẻ mặt kinh ngạc. Ha ha! Vĩ Minh Phi cùng cười khổ mấy tiếng rồi mới nói. Lúc đó tôi nghe thấy tin này còn kinh ngạc hơn cả anh, cốc trà còn rơi cả xuống đất. Rốt cuộc là thế nào? Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm trọng nói. Lúc đó Lô An Cương là phó tư lệnh khu cảnh bị thành phố Hải Châu, em gái Thanh Lang là Chu Ninh Muội, gả cho một người họ hàng xa của Lô An Cương, cuối cùng tìm đến Lô An Cương, có lẽ ông ta vì nể tình nên ra tay giúp Thanh Lang, lôi anh ta ra khỏi tù. Hơn nữa Lô An Cương còn nhân cơ hội đó lật đổ bí thư huyện ủy Hoàng Sâm, gián tiếp giúp Thanh Lang báo thù. Có lẽ cái chết của chủ tịch huyện Chu Bá Lam cũng có liên quan đến Hoàng Sâm. Vĩ Minh Phi nói xong, vẻ mặt trở nên rất nghiêm túc. Việc này có chút kỳ lạ, tối hôm đó tư lệnh Lô cùng thẩm vấn Thanh Lang với chúng ta, nhưng ông ta có vẻ không quen Thanh Lang. Nếu ngày trước đã ra tay cứu Thanh Lang thì sao có thể không quen được chứ? Vương Triều ngồi bên cạnh cũng không khỏi lẩm bẩm. Có lẽ là tư lệnh Lô đã giúp quá nhiều người, làm việc tốt không để lại danh tính, hơn nữa Thanh Lang lại có liên quan tới tập đoàn Dương Điền, có thể coi là đồng bọn của tập đoàn Dương Điền. Tư lệnh Lô nghĩ đến tâm tư của bí thư Diệp nên làm ra vẻ không biết. Vĩ Minh Phi chậm rãi nói. Không loại trừ khả năng đó, nhưng việc này vẫn có chút khó hiểu. Lúc nào có cơ hội tôi phải thăm dò tư lệnh Lô mới được. Diệp Phàm buột miệng nói, nhưng trong lòng thì đang rất chấn động. Nếu tối hôm đó là tư lệnh Lô cho người cứu Thanh Lang ra thì việc này sẽ dễ giải thích hơn nhiều. Tiếc là hai cán bộ trực ban tối hôm đó đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Không thể biết gì hơn. Vương Triều nói. Tư lệnh Lô tại sao lại mạo hiểm cứu Thanh Lang ra? Ông ta và Thanh Lang không hề có quan hệ sâu nặng. Tư lệnh Lô hiểu rõ tính chất nghiêm trọng của việc này. Nếu mà bị phát hiện ra thì ông ta cũng không còn đường sống. Tôi cảm thấy việc này khó xảy ra được. Vĩ Minh Phi lắc đầu nói. Khó xảy ra nhưng cũng không thể loại trừ. Diệp Phàm hừ nói, nhìn Vương Triều và Vĩ Minh Phi một cái, dặn dò. Trước mắt việc này chỉ mấy người chúng ta biết thôi, không được để lộ cho tư lệnh Lô biết, nếu không sẽ mất lòng bạn bè. Việc này có lẽ không phải như chúng ta nghĩ đâu. Sau khi Vĩ Minh Phi đi, Vương Triều có chút bất mãn hừ nói. Bí thư Diệp, Lô An Cương có lẽ có vấn đề, nếu không thì không thể giải thích được. Vậy anh giải thích thế nào về việc Lô An Cương giải cứu Thanh Lang? Diệp Phàm hỏi, châm một điếu thuốc, nhìn Vương Triều. Việc này tôi không thể giải thích nổi, chỉ người ta mới biết. Nhưng chúng ta có thể bắt tay điều tra Lô An Cương. Vương Triều nói, điều tra tư lệnh Lô thì phải hết sức thận trọng, nếu không chúng ta không chỉ mất đi một đồng minh, mà còn tăng thêm một kẻ thù. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Vương Triều một cái, lại nói. Thế này đi, việc điều tra Lô An Cương chúng ta để Mã Hán làm. Anh và tôi đều không ra mặt. Nếu có chuyện gì chúng ta cũng dễ ăn nói. Nhưng nếu có chuyện thật thì cũng phiền phức to. Chuyện này để Mã Hán làm là thích hợp nhất. Vương Triều gật đập. Tổ điều tra của tỉnh ủy cuối cùng cũng đã quay về, Triệu Sương Sơn cũng chỉ dọa vậy thôi, kết luận một câu báo chí đăng không đúng sự thật là kết thúc, khiến bác bên đều cảm thấy khó hiểu, không biết Triệu Sương Sơn đang làm trò gì. Việc này Diệp Phàm đương nhiên cũng hiểu ra chút ít. Có lẽ là Triệu Sương Sơn muốn mượn tay mình để lôi vụ việc công ty xây dựng số 1 Ngư Đồng ra, lật đổ Đới Duy Cường, dọn sạch chướng ngại vật để đưa Lỗ Đông vào thường vụ tỉnh ủy. Sau đó mình đã giúp ông ta đạt được mục đích đó, tổ điều tra cũng không cần tồn tại nữa, do vậy liền quay về. Đương nhiên sau khi tổ điều tra báo cáo mọi việc với Triệu Sương Sơn xong, Triệu Sương Sơn cũng ra mặt phê bình Diệp Phàm mấy câu, nhưng không có văn bản chính thức nào, cũng không ghi gì vào hồ sơ cả. Chương 1243, hai đổi một cũng đáng. Nhưng trên cuộc họp thường vụ hôm đó Hà Chấn Nam vẻ mặt nghiêm trang chuyển lời cảnh cáo miệng của bí thư tỉnh ủy Triệu Sương Sơn cũng khiến cho phe của ông ta hớn hở ra mặt. Còn Diệp Phàm thì đương nhiên là ra vẻ đau khổ tiếp nhận lời phê bình của bí thư Triệu Sương Sơn. Nhưng hạng mục nhà thi đấu Ngư Đồng và hạng mục xây dựng cải tạo đường Ngư Triều thì vẫn chưa được giải quyết, Chủ tịch Lý Quốc Hùng gần đây cũng vô cùng dầu dĩ. Hai công trình có ảnh hưởng lớn như vậy bị ngăn trở, không dầu dĩ mới lạ. Cho nên, Diệp Phàm lại bị Lý Quốc Hùng mời đến văn phòng. Bí thư Diệp, hình như anh ban đầu có nói, có cách giúp thành phố giải quyết chuyện xây dựng nhà thi đấu thể thao, còn có hạng mục đường Ngư Triều, không biết hai hạng mục này có tiến triển gì không?
Lý Quốc Hùng vẫn rất khách khí hỏi. Tại sao Lý Quốc Hùng lại khách khí như vậy? Đương nhiên là do lần trước bí thư tỉnh ủy Triệu Sương Sơn đến Ngư Đồng câu cá, còn lấy danh nghĩa của thủ tướng ra, yêu cầu trong nửa năm phải phá được án. Mình bây giờ cũng không thể gây áp lực cho nhân vật chủ lực trong việc phá án được, khiến anh ta phân tâm. Nếu không, Diệp Phàm mà chạy đi phàn nàn mấy câu với bí thư Triệu Sương Sơn, chẳng phải mình sẽ trở thành người cản trở việc phá án hay sao? Cái tội này Lý Quốc Hùng đương nhiên không ngốc đến nỗi đi gánh chịu, do vậy Lý Quốc Hùng mới dùng giọng điệu khách khí như vậy. Huống hồ trong hội nghị thường vụ lần trước mình cũng đã đồng ý hạ Diệp Phàm, việc này cũng đã gây hại rất nhiều cho quan hệ của hai người. Diệp Phàm đương nhiên sẽ oán hận mình, chẳng qua là chưa thể hiện ra mà thôi. Lý Quốc Hùng trong thời khắc đặc biệt này cũng không muốn chọc giận Diệp Phàm. Hơn nữa, còn định hàn gắn mối quan hệ này nữa. Việc này tôi không hề quên, một khi đã hứa với Chủ tịch Lý thì sẽ đi làm. Diệp Phàm chậm rãi nói, rồi nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Nhưng trong cuộc họp thường vụ để xử lý tôi lần trước, Chủ tịch Lý và Phó Chủ tịch tôi đều đồng ý với ý kiến của Bí Thư Hà. Tôi lúc đó sắp bị cách chức điều tra, tôi đâu còn tâm trạng đi lo việc này nữa, nên cũng để lại đấy, ông nói có phải không? Diệp Phàm lấy chuyện này ra để thể hiện sự bất mãn trong lòng. Lý Quốc Hùng là người thông minh, vừa nghe là đã hiểu, mặt thoáng đỏ. Lúc đó để giành được ghế chủ tịch thành phố Thanh Châu, đã đồng ý trao đổi với Hà Trấn Nam, do vậy mới ra tay đè nén Diệp Phàm trong cuộc họp thường vụ. Việc cũng đã qua rồi. Tôi tin là bí thư Diệp sẽ không để bụng có phải không? Việc xây dựng nhà thi đấu Ngư Đồng là một việc lớn, hạng mục công trình đường Ngư Triều lại ảnh hưởng đến sự phát triển của Ngư Đồng, không thể chậm trễ được. Bí thư Diệp cũng là lãnh đạo cấp cao của Ngư Đồng, cũng đều vì Ngư Đồng có phải không nào? Lý Quốc Hùng định nói ngọt cho qua, nhưng Diệp Phàm không dễ mắc mưu, chậm rãi nói. Việc này không phải hạng mục do tôi phụ trách, nhiệm vụ cấp bách trước mắt của tôi là phá thảm án 88. Thủ tướng cũng đã để ý đến, tôi không phá án có được không? Sức lực có hạn. Đồng chí Diệp Phàm, hy vọng đồng chí có thể xét đến đại cục, nếu đồng chí đã có mối quan hệ này, tại sao lại không giúp thành phố giải quyết khó khăn này? Lý Quốc Hùng nhíu mày, bắt đầu tỏ uy quyền của Chủ tịch thành phố. Ha ha, mỗi thời mỗi khác, xin lỗi Chủ tịch Lý, tôi bây giờ không có thời gian. Nếu vì việc này mà làm lỡ chuyện phá thảm án 88, tôi không chịu nổi trách nhiệm. Ông cũng biết đấy, ngay cả ông cũng không lo nổi hạng mục này, tôi chỉ là một bí thư ủy ban chính trị pháp luật còn con, quả thực là vượt ngoài khả năng. Lo một hạng mục bị người khác cố ý làm khó còn khó hơn nhiều một hạng mục bình thường. Diệp Phàm không nóng vội, chậm rãi nói với Lý Quốc Hùng. Bí thư Diệp, lúc đó tình hình của Ngư Đồng cũng rất đặc biệt, do vậy tôi hy vọng anh có thể bỏ qua hiềm khích, cùng nỗ lực vì mục tiêu xây dựng Ngư Đồng. Anh cũng là một trong những thường vụ thành ủy. Việc của Ngư Đồng cũng là việc của anh, có phải không nào? Lý Quốc Hùng lại lấy lý do này ra. Ha ha, tình hình của Ngư Đồng lúc đó có chút đặc biệt cũng là do thảm án 88 tạo ra, do vậy tôi đang cố gắng phá án, nói như thủ tướng thì là, trả lại một bầu trời yên bình cho Ngư Đồng. Diệp Phàm không mắc mưu, khiến Lý Quốc Hùng tức giận, mặt đỏ bừng, nhíu mày nói. Tôi biết, việc ở hội nghị thường vụ lần trước anh vẫn còn có khúc mắc trong lòng. Việc này tôi và đồng chí Minh Khải cũng có chỗ không đúng, việc này tôi cũng rất khó xử. Dù sao thì Bí Thư Hà cũng là nhân vật số một ở Ngư Đồng này, thái độ của chúng tôi mà kiên quyết quá thì sẽ xa rời nguyên tắc tổ chức của đảng. Hừ, xa rời nguyên tắc tổ chức của đảng, tôi không nhìn ra đấy. Bí Thư Hà muốn xử lý tôi, rõ ràng là vì tôi không nghe lời ông ấy. Chủ tịch Lý, ông đang nói trái lòng mình. Người ta thường nói, không hợp nhau thì nói nửa câu cũng thừa. Nếu Chủ tịch Lý đã không có thành ý thì tôi xin cáo từ. Trong cục còn rất nhiều việc. Diệp Phàm nghiêm mặt nói. Vậy anh nói xem phải thế nào anh mới chịu giải quyết vấn đề nhà thi đấu Ngư Đồng và công trình đường Ngư Triều. Lý Quốc Hùng đã có chút không kiềm chế được. Rất đơn giản, đồng chí Vu Chí Hải sắp đi rồi, việc này chắc là ông biết. Diệp Phàm liếc Lý Quốc Hùng một cái, nói. Đương nhiên là biết, người của ban tổ chức tỉnh ủy đã xuống kiểm tra. Nghe nói đồng chí Vu thay thế vị trí của phó bí thư thường trực ủy ban kỷ luật tỉnh. Lý Quốc Hùng nói, mặt không thể hiện thái độ gì, đợi Diệp Phàm ra giá. Vậy thì tốt, đồng chí Vu mà đi, chẳng phải sẽ thừa ra một ghế phó bí thư hay sao? Có thể đưa đồng chí Chu Ngọc Minh lên vị trí đó được không? Diệp Phàm ra giá.
Sao có thể như thế được? Chu Ngọc Minh hiện tại chỉ là phó chủ tịch thành phố, còn chưa là phó chủ tịch thường trực, nhảy thẳng lên ghế phó bí thư thành ủy, việc này tôi tài giỏi mấy thì cũng không làm nổi. Nguyên tắc tổ chức của đảng không có phép nhảy vượt cấp, việc này chắc anh cũng rõ, trừ khi là trường hợp đặc biệt. Lý Quốc Hùng lập tức từ chối. Đương nhiên ý đồ của Lý Quốc Hùng là đưa Thôi Minh Khải lên vị trí của Vu Chí Hải, sao có thể để cho Chu Ngọc Minh được. Diệp Phàm cũng đã sớm đoán được, chẳng qua là tung hỏa mù mà thôi, lập tức lại nói. Vậy được, vậy thì đưa Chu Ngọc Minh lên tranh chức phó chủ tịch thường trực vậy. Việc này rất khó, Ngư Đồng do Bí Thư Hà khống chế, tôi chỉ quản lý bên chính quyền. Mà liên quan đến tổ chức nhân sự của Thường vụ Thành ủy, Bí Thư Hà cũng chỉ có quyền giới thiệu, quyền quyết định nằm ở tỉnh. Một chủ tịch thành phố như tôi nhìn thì có vẻ oai phong, nhưng anh cũng thấy đấy, về quyền nhân sự thì chẳng có mấy thực quyền. Lý Quốc Hùng vội từ chối, liếc Diệp Phàm một cái, nói. Đương nhiên, nếu Bí Thư Diệp có thể lợi dụng quan hệ của mình, giúp đồng chí Thôi Minh Khải lên chức phó bí thư thì vị trí phó chủ tịch thường trực mà anh ấy để lại, tôi cũng có thể giúp anh. Quả thực Lý Quốc Hùng cũng rất khôn ngoan, không dễ dàng nhận lời, càng không dễ dàng ra tay. Là chủ tịch thành phố, không có chỗ dựa ở trên tỉnh thì chẳng ai tin. Được, để tôi thử xem. Diệp Phàm nhanh chóng nhận lời, khiến Lý Quốc Hùng cũng thấy bất ngờ, không biết tên này rốt cuộc có ý gì. Theo lý thì Diệp Phàm dường như bị thua thiệt, phó bí thư và phó chủ tịch thường trực tuy cấp bậc như nhau, nhưng quan trọng là phó bí thư thành ủy có thể tham dự cuộc hội ý rút gọn của thường vụ, quyền lực nhiều thêm không ít, về mặt bố trí nhân sự cũng có thêm chút ít quyền lợi. Nhưng vẫn còn một việc, nếu phó chủ tịch Chu mà thăng chức, vậy sẽ thừa ra một ghế phó chủ tịch thành phố. Vậy mong chủ tịch Lý có thể ủng hộ đồng chí Túc Nhất Tiêu. Còn về việc trên tỉnh, tin rằng đồng chí Giả sẽ tự mình lo được, không cần chủ tịch Lý phải lo lắng. Lý Quốc Hùng mặt xám xịt, lúc này mới biết tên này là một con sói tham lam, không hề dễ dàng đối phó. Mình bắt tay với hắn cho được một người lên, nhưng hắn lại đưa những hai người, lần này thiệt lớn rồi. Nhưng Lý Quốc Hùng cũng rất nhanh liền nói. Tôi với anh nói vẫn không ăn thua, quan trọng là Hà Chấn Nam nói thế nào. Việc này tôi biết, tôi chỉ cần ông đảm bảo, đến lúc đó thái độ của Hà Chấn Nam thế nào, chỉ cần ông ủng hộ tôi là được. Diệp Phàm chậm rãi nói, dáng vẻ tự tin, khiến Lý Quốc Hùng không khỏi nghi hoặc, không biết tại sao tên này lại tự tin đến vậy, nhưng nghĩ đến hạng mục nhà thi đấu và đường ngư triều, đành bất đắc dĩ gật đầu. Được, nhưng tôi phải nhìn thấy hạng mục khởi động lại thì mới được. Được, cả hai ta đều không bị thiệt đâu. Diệp Phàm gật đầu đồng ý. Buổi tối, những người trong phe Diệp Phàm lại ngồi uống trà với nhau. Anh Túc, trên tỉnh đã lo xong chưa? Nói rồi, chắc đã nói với Hà Chấn Nam rồi, nhưng người ta làm quan, miệng nói nhưng tay có làm hay không thì cũng khó nói. Túc Nhất Tiêu vẻ mặt nghiêm trọng, việc này liên quan tới tương lai của mình, anh ta cũng rất lo lắng. Nếu mà hai bên cùng ra tay thì hy vọng chắc sẽ lớn hơn, quan trọng là mình phải giành được suất giới thiệu của thành phố. Còn trên tỉnh tin rằng người bà con của anh sẽ lo được. Diệp Phàm cười nói. Hy vọng như vậy. Túc Nhất Tiêu cười khổ, trong lòng cũng thấp thỏm không yên. Bí thư Diệp, phó bí thư Vu mà đi thì sẽ chống một vị trí. Tư lệnh Lô An Cương nói rồi liếc phó chủ tịch Chu một cái, việc này thực ra chẳng liên quan gì tới ông ta. Nếu anh Chu có thể lên được thì tốt biết mấy. Vu Chí Hải dáng vẻ quan tâm, nói. Không thể, tôi chỉ là phó chủ tịch, một bước nhảy lên phó bí thư, tôi cũng tự biết là không thể nào. Ôi! Chu Ngọc Minh liếc Diệp Phàm một cái, thở dài không nói nữa. Ha ha, anh Chu, mọi thứ đều có thể xảy ra. Diệp Phàm cười, thấy Chu Ngọc Minh có chút kích động, nói. Đương nhiên, muốn ngồi luôn lên cái ghế đó thì quá khó, nhưng nếu có thể ngồi lên ghế phó chủ tịch thường trực thì cũng tốt hơn nhiều vị trí hiện tại, thậm chí từ đó còn có thể ngồi lên ghế chủ tịch tỉnh nữa. Chương 1244, Phó Chủ tịch Chu tự chuốc nhục. Ý tưởng này rất hay, nhưng thành phố chúng ta hiện nay không thiếu phó chủ tịch thường trực. Lô An Cương sờ sờ cằm, lắc đầu nói. Không thiếu thì làm cho nó thiếu. Vu Chí Hải đột nhiên xen vào, khiến Lô An Cương và Chu Ngọc Minh đều không hiểu gì cả. Túc Nhất Tiêu nói. Lẽ nào trong tay phó bí thư Vu có chứng cứ gì có thể hạ bệ Thôi Minh Khải sao? Không có, nói thật, tôi sắp đi rồi, lo làm gì những việc phiền toái này.
Vu Chí Hải lắc đầu nói. Vậy thì lạ thật. Lô An Cương lẩm bẩm nói. Việc này Bí Thư Diệp đã có dự tính hết rồi, chỉ bằng nói ra cho mọi người cùng nghe, để anh Chu cũng biết mà mừng. Vu Chí Hải nói. Ha ha, một chút tính toán, tôi đã nói chuyện với Lý Quốc Hùng, sẽ cố gắng hợp tác đưa Thôi Minh Khải lên ghế do Phó Bí Thư Vu để lại. Ngược lại ông ta cũng sẽ giúp đỡ đẩy anh Chu lên vị trí của Thôi Minh Khải hiện tại, và giúp đưa anh Thúc vào trong thường vụ. Diệp Phàm chậm rãi nói. Ý hay lắm. Vu Chí Hải lên tiếng khen ngợi, rồi chợt ngẫm nghĩ một chút, nói. Nhưng cho dù chúng ta và Lý Quốc Hùng tạm thời lập thành liên minh nhưng Hà Chấn Nam mà không đồng ý thì cũng sẽ không xong. Tôi có cách để Hà Chấn Nam đồng ý việc này. Diệp Phàm cũng không giấu giếm, nói thẳng ra. Cảm ơn. Bí Thư Diệp, tôi mượn trà thay rượu, kính anh ba chén. Túc Nhất Tiêu xúc động đứng dậy, Chu Ngọc Minh cũng như vậy, nhưng vẻ mặt vẫn còn giữ được sự bình tĩnh, cũng muốn kính Diệp Phàm. Ba chén này tạm thời cứ để đấy, khi nào chúng ta ngồi được lên vị trí ấy rồi uống cũng không muốn, nhưng đến lúc đó thì không phải là trà mà là rượu, ha ha ha. Diệp Phàm cười thoải mái. Bí Thư Diệp, vụ án ở tập đoàn Dương Điền điều tra thế nào rồi? Bọn chúng cũng thật là ngông cuồng, dám tấn công cảnh sát thành phố. Lô An Cương có chút tức giận. Vẫn như mê cung, nhưng Thanh Lang đã bị chúng tôi bắt lại rồi. Nhưng tay này không đơn giản, hôm đó tôi và Vương Triều quay về, suýt nữa đã chết trong tay hắn. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc. Thanh Lang có khai gì không? Lô An Cương hỏi. Tay này rất cứng đầu, không nói gì cả. Sau đó tôi phái người đi điều tra Thanh Lang thì mới biết hắn là con trai một chủ tịch huyện ở huyện Vân Lĩnh của thành phố Hải Châu, hình như còn là đệ tử tục gia của Thiếu Lâm Tự, biết chút võ nghệ, khó trách hôm đó đánh bị thương mấy cảnh sát của thành phố. Diệp Phàm nói, ánh mắt kín đáo quan sát Lô An Cương, nhưng đáng tiếc là sắc mặt Lô An Cương không có gì thay đổi, thậm chí còn không nhíu mày. Anh nói vậy tôi mới nhớ ra, tay Thanh Lang này tôi còn từng giúp hắn, không ngờ lại giúp phải một người xấu. Sớm biết vậy thì đã không giúp nữa. Lô An Cương có chút buồn rầu, rồi lại nói. Bí Thư Diệp, hay để tôi đi khuyên hắn ta, có lẽ hắn sẽ khai ra điều gì chăng? Ồ, ông từng giúp hắn ta, việc này thật là trùng hợp, ông giúp hắn ta thế nào? Diệp Phàm ra vẻ ngạc nhiên hỏi. Đó là chuyện bao nhiêu năm trước rồi, lúc đó bố của Thanh Lang, cũng chính là chủ tịch huyện Vân Lĩnh của thành phố Hải Châu. Lô An Cương không giấu giếm gì kể hết ra mọi việc, không khác nhiều lắm so với kết quả điều tra của Vĩ Minh Phi. Không ngờ Thanh Lang còn có gia cảnh như vậy, tôi thấy tư lệnh Lô nói không sai, có thể để ông ấy thử đi xem sao, biết đâu Thanh Lang lại khai ra điều gì đó. Vu Chí Hải chậm rãi nói. Vậy thì phiền tư lệnh Lô đi thử xem. Diệp Phàm nói. Việc nên làm mà, chúng ta cùng một phe, cũng nên giúp đỡ nhau. Bí thư Triệu cũng đã ra thông điệp cuối cùng, nếu vẫn không phá được vụ thảm án 88, tất cả các thường vụ đều mất chức. Vậy thì giúp Bí thư Diệp cũng là giúp chính mình. Lô An Cương thẳng thắn nói. Khi quay về Túc Nhất Tiêu nói là lốp xe bị hỏng, nên ngồi cùng xe với Diệp Phàm. Anh Túc, để tôi đưa anh về nhà trước. Diệp Phàm vừa lái xe vừa nói. Không cần, người anh em, tôi đến chỗ anh ngồi một lúc. Túc Nhất Tiêu như có việc gì. Diệp Phàm còn cho rằng anh ta muốn nhờ mình vận động ở trong thường vụ nên cũng đưa anh ta về chỗ ở của mình. Về đến phòng, Diệp Phàm cười nói. Anh Túc, việc của anh tôi đã nói với Chủ tịch Lý Quốc Hùng rồi, còn bên Bí Thư Hà thì anh phải nhờ Bí Thư Diệp Đông nói với Hà Chấn Nam một câu. Nếu không, Hà Chấn Nam mà không đồng ý thì chúng ta cũng chẳng có cách gì cả. Dù sao ông ta cũng vẫn là nhân vật số một ở Ngư Đồng. Cảm ơn. Chuyện tôi muốn nói với anh không phải là chuyện ấy. Túc Nhất Tiêu bộ dạng khó nói. Nói đi, chúng ta là anh em, lại là đồng hương, có gì phải giấu giếm chứ? Diệp Phàm rót hai chén rượu, hai người ngồi xuống ghế vừa nói chuyện. Tôi nghe nói, hôm xảy ra thảm án 88 có người phát hiện ra có ba quân nhân vốn công tác tại phân quân khu Ngư Đồng đã xuất ngũ nhưng lại quay lại. Họ đến thăm Phó Tư lệnh Tưởng ở Nguyệt Đàm. Người này vốn là phó tư lệnh phân quân khu Ngư Đồng, sau khi nghỉ hưu không hiểu sao lại thích sống ở Nguyệt Đàm, dựng nhà nuôi gà vịt luôn ở đấy. Túc Nhất Tiêu nói, việc này cũng không có gì kỳ lạ cả. Quân nhân xuất ngũ đi thăm lãnh đạo cũ của mình là việc rất bình thường, nhưng ba người này tên là gì, người nói tin này cho anh có nói ra không?
Diệp Phàm trong đầu chợt lóe lên một ý, cảm thấy phó tư lệnh tưởng này ngày càng thần bí, Thanh Lang cũng ở đó, bây giờ lại còn có quân nhân đã xuất ngũ nữa, phải chú ý mới được. Ba người đó tên là Dịch Nhất Phàm, Trần Hữu Nguyên, Đinh Tùng Băng. Nghe nói ba người đó hồi còn ở phân quân khu đều là cao thủ đấm bốc, không hiểu sao lại bị bắt, sau đó nhờ tư lệnh Lô An Cương ra sức nên mới được thả ra. Túc Nhất Tiêu nói, vẻ mặt căng thẳng, anh ta biết Diệp Phàm và Vương Triều đã từng bị hại ở trên đường, suýt mất mạng, nên không thể không lo sợ được. Can dự vào việc này để rồi mất mạng thì thật không đáng. Ai nói cho anh biết, có thể nói cho tôi biết được không? Diệp Phàm hỏi. Việc này e là không được, tôi cũng vô tình nghe được người đó nói, người đó chỉ là một người làm ruộng, lúc đó đưa rau quả đến cho phó tư lệnh tưởng nên mới biết được. Con trai ông ấy là một tham mưu trong phân quân khu, lúc quay về nhà nghe bố buột miệng nói vậy, con trai ông ấy căn cứ vào miêu tả của bố mình, có thể khẳng định chính là ba người đó. Túc Nhất Tiêu nói. Ừ. Diệp Phàm gật đầu, nhắc Túc Nhất Tiêu. Việc này anh phải giữ kín trong lòng, để tránh phiền phức sau này. Con trai của phó tư lệnh tưởng là phó giám đốc sở tài chính tỉnh, quyền lực rất lớn. Túc Nhất Tiêu nghe xong liền đi. Dịch Nhất Phàm, Trần Hữu Nguyên, Đinh Tùng Băng, cả ba đều có quan hệ với phó tư lệnh tưởng, Thanh Lang cũng ở tại nhà ông ta, lẽ nào người đứng phía sau những việc này chính là ông ta? Ông ta làm như vậy, mục đích là gì chứ? Diệp Phàm vừa nhấp rượu, vừa ngẫm nghĩ, rồi gọi điện thoại cho Trương Hùng, bảo điều tra xem ba người này rốt cuộc vì sao lại bị bắt. Tuy cảm thấy việc này rất khó xảy ra, nhưng Diệp Phàm cũng không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào cả. Sáng ngày hôm sau có tin truyền tới. Nhờ Lô An Cương khuyên, Thanh Lang cuối cùng cũng mở miệng, khai ra việc tập đoàn Dương Điền lén lút khai thác đá hóa thạch buôn ra nước ngoài. Nhưng ngay cả Thanh Lang cũng không biết địa điểm khai thác cụ thể, nhưng cảm thấy Ngưu Quy Lĩnh ở cách thị trấn Mai Khê không xa rất có vấn đề. Diệp Phàm liền bố trí đám người Trần Quân bí mật điều tra Ngưu Quy Lĩnh. Nhưng kỳ lạ là vẫn không có phát hiện gì. Lẽ nào một công trường khai thác lớn như vậy lại có thể tàng hình được đi sao? Sáng ngày hôm sau, Phó Chủ tịch tỉnh Chu Phương Ninh phụ trách công nghiệp đến Ngư Đồng kiểm tra công việc. Buổi sáng nghe Phó Chủ tịch thành phố phụ trách công nghiệp Giang Thế Húc báo cáo công việc, khen ngợi mấy câu, buổi chiều dưới sự tháp tùng của Hà Trấn Nam và Lý Quốc Hùng đi thị sát mấy xí nghiệp khoáng sản lớn, khi đi qua công ty khoáng sản Dương Điền Phó Chủ tịch Chu nói là muốn vào xem. Nhưng sau khi nghe nói là công ty này do đánh phó chủ tịch thành phố, hành hung cảnh sát nên đang bị niêm phong, đến bây giờ vẫn chưa được khai công liền nghiêm mặt nói. Phó chủ tịch Túc có bị trọng thương không? Thôi Minh Khải tháp tùng ở bên cạnh đành phải trả lời. Phó chủ tịch Túc lúc đó chỉ bị thương nhẹ, nhưng mấy đồng chí ở cục đất đai, thủy lợi đi cùng bị gãy xương, hiện nay đã xuất viện, đang nghỉ dưỡng ở nhà. Cảnh sát thành phố thì thế nào? Phó Chủ tịch Chu lại hỏi. Cơ bản cũng khỏi rồi, có mấy người đã đi công tác trở lại. Thôi Minh Khải trả lời. Thế thì lạ thật, nếu mọi người đều khỏe cả rồi, xử lý thế nào thì xử lý đi, sao vẫn bắt một xí nghiệp hiệu quả cao như vậy phải ngừng sản xuất. Công ty khoáng sản Dương Điền làm không đúng, nhưng cũng có đóng góp không nhỏ cho Ngư Đồng có phải không nào, tạo công ăn việc làm cho biết bao nhiêu người, kích thích bao nhiêu xí nghiệp cùng phát triển. Lãnh đạo Ngư Đồng các anh lẽ nào không biết tính toán hay sao, đặc biệt là hai vị lãnh đạo chính quyền tỉnh, lẽ nào không nhìn thấy lợi ích kinh tế này hay sao? Huống hồ, việc này Cục Công an thành phố cũng là đương sự, lại đi xử lý thì có vẻ không hợp lý lắm. Anh tự xử lý việc của anh, rất khó khiến người ta tin rằng có thể làm việc một cách công tâm công bằng được hay không? Hơn nữa, bao lâu như vậy vẫn chưa cho sản xuất trở lại, nếu khiến cho công nhân cán bộ bất bình thì biết làm thế nào? Phó Chủ tịch Chu giọng điệu sắc bén, có ý nhằm vào Cục Công an thành phố. Chương 1245, ngượng ngùng quay về. Phó Chủ tịch Chu, chúng tôi cũng đang thúc giục Cục Công an thành phố phá án, cố gắng xử lý nhanh nhất việc của công ty khoáng sản Dương Điền, hy vọng công ty có thể sớm trở lại sản xuất. Nhưng nghe đồng chí Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Diệp Phàm báo cáo là việc này rất phức tạp, công ty khoáng sản Dương Điền chắc phải 2-3 tháng nữa mới có thể khôi phục sản xuất được. Là chủ tịch thành phố Ngư Đồng, tôi cũng rất lo lắng, nhưng Cục Công an phá án cũng hợp tình hợp lý, chính quyền cũng không thể can thiệp vào được. Lý Quốc Hùng trả lời rất thỏa đáng, thậm chí còn có ý nói đỡ cho Cục Công an thành phố. 2-3 tháng nữa, một chút việc như vậy mà kéo dài đến bao giờ nữa?
Lẽ nào đợi đến lúc hàng nghìn công nhân của người ta kéo lên tỉnh thì các anh mới chịu cho sản xuất trở lại hay sao? Đồng chí Diệp Phàm ở đâu, bảo anh ta lại đây. Tôi muốn nghe anh ta nói xem. Phó Chủ tịch Chu nhíu mày, rất không hài lòng. Lý Quốc Hùng và Thôi Minh Khải đưa mắt nhìn nhau, đều hiểu ra, chắc là Phó Chủ tịch Chu là do Quản Nhất Minh sai đến, gây khó dễ cho Diệp Phàm. Không lâu sau thì Diệp Phàm đến. Trước mặt mấy chục cán bộ tháp tùng, Phó Chủ tịch Chu rất oai phong, đứng trên bãi cỏ, lạnh lùng hỏi Diệp Phàm. Đồng chí Diệp Phàm, công ty khoáng sản Dương Điền là công ty lớn, có hơn 1.000 nhân công, hàng năm đóng góp không nhỏ cho ngư đồng, cho dù là trong phạm vi toàn tỉnh thì cũng là một công ty khoáng sản không nhỏ. Anh làm ăn thế nào vậy, điều tra vụ án thì niêm phong mỏ của người ta lại sao, hơn nữa lại còn mấy tháng, lẽ nào định ép người ta phá sản mới thôi hay sao? Chẳng phải là đánh người bị thương hay sao, cần bồi thường thì bồi thường, cần bắt thì bắt, nhưng sao vẫn chưa bỏ qua cho người ta? Tôi rất nghi ngờ động cơ của các anh có đứng trên lập trường của nhân dân hay không? Phó Chủ tịch Chu, tôi không hiểu ý của ông. Cục Công an thành phố điều tra phá án lẽ nào là sai hay sao? Công ty khoáng sản Dương Điền còn liên quan tới các vụ án khác, tạm thời chưa thể công bố được. Việc này nằm trong phạm vi quyền hạn của Cục Công an chúng tôi. Nếu Phó Chủ tịch Chu muốn chúng tôi công bố tình hình vụ án, chúng tôi cũng có thể công bố, nhưng tôi xin nói trước, nếu vì thế mà để lại hậu quả nghiêm trọng, xin Phó Chủ tịch Chu chịu mọi trách nhiệm. Nếu Phó Chủ tịch Chu đồng ý, chúng tôi lập tức cho người công bố tình hình vụ án. Diệp Phàm sớm đã biết tay này hôm nay do Quản Nhất Minh sai xuống, nên cũng không hề khách sáo. Láo toét. Phó Chủ tịch Chu tức giận, quay sang phía Lý Quốc Hùng, nói. Anh xem, cán bộ của ngư đồng các anh tố chất như vậy sao? Tôi hỏi một câu, anh ta cãi lại 10 câu, lẽ nào không có quan niệm lãnh đạo nữa hay sao? Việc này tôi quay về sẽ báo cáo lại với Bí Thư Triệu, tư tưởng quan niệm của một vài đồng chí ở ngư đồng chưa đúng đắn, tuy người ta đắc tội với anh, nhưng cũng không thể vì thế mà làm khó cho người ta lâu như vậy được. Chúng ta đều là cán bộ của dân, phải lo cho dân, vì nhân dân phục vụ. Cho dù là hy sinh lợi ích cá nhân thì cũng đáng. Chúng ta không phải là ông quan ở trên cao, chúng ta là công bộc của nhân dân, công bộc là thế nào, là người quản gia cho nhân dân. Do vậy, không thể cho rằng mình là cơ quan chấp pháp của quốc gia thì muốn làm gì cũng được. Vì một việc nhỏ như vậy mà khiến công ty người ta bị phá sản, cuối cùng chịu thiệt vẫn là nhân dân ngư đồng, và sự phát triển của kinh tế ngư đồng. Phó Chủ tịch Chu, tư tưởng của tôi rất đúng đắn, thảm án 88 chắc Phó Chủ tịch Chu cũng đã nghe qua. Đây chính là vì nhân dân phục vụ, trả lại cho ngư đồng một bầu trời bình yên, để nhân dân ngư đồng tối ra đường không phải lo sợ, cuộc sống bình yên. Do đó, tôn chỉ của Cục Công an không đổi, phá án cũng chính là vì nhân dân phục vụ. Diệp Phàm lấy danh nghĩa vì nhân dân phục vụ phản bác Phó Chủ tịch Chu. Anh vẫn chưa nhận thức được anh sai ở chỗ nào. Phó Chủ tịch Chu hừ lạnh, nhìn khắp lượt quan viên, nói. Ví dụ như công ty khoáng sản Dương Điền. Anh bắt người ta ngừng sản xuất mấy tháng liền, lại chẳng vì việc lớn gì, anh nghĩ xem, bao nhiêu công nhân vì ngừng sản xuất mà mất việc, cuộc sống của họ vất vả, lẽ nào chính là vì nhân dân phục vụ như anh nói hay sao? Không nói gì nữa, tôi yêu cầu Cục Công an ngư đồng trong 3 ngày phải kết thúc vụ án, cho công ty người ta có thể sớm hoạt động trở lại. Tôi sẽ cố gắng. Diệp Phàm bất đắc dĩ gật đầu. Không phải cố gắng, mà là bắt buộc. Phó Chủ tịch Chu hừ nói. Chắc anh không biết, trên bàn tôi có cả 100 bức thư tố cáo Cục Công an của các anh dùng bạo lực, tác phong hống hách, lẽ nào phải đợi tới lúc chúng tôi cử tổ điều tra xuống thì mới chịu dừng tay hay sao? Được, tôi chấp nhận chỉ thị của Phó Chủ tịch Chu, trong vòng 3 ngày xử lý xong vụ việc công ty khoáng sản Dương Điền. Diệp Phàm đứng nghiêm theo kiểu công an. Chu Phương Ninh rất hài lòng, cảm thấy mục đích lần này đã đạt được, thầm nghĩ người ta nói tay Diệp Phàm này cứng đầu cứng cổ, nhưng cuối cùng thì sao? Đứng trước quyền lực, mọi thứ đều trở nên hèn kém. Nhưng Phó Chủ tịch Chu vừa nghĩ như vậy thì Diệp Phàm đột nhiên bộ dạng khó xử nói. Phó Chủ tịch Chu, tôi kiên quyết quán triệt chỉ thị của ông. Rồi quay sang nói với Vương Triều đang đứng phía sau. Thấy chưa, tư tưởng của một vài đồng chí trong cục cần được nâng cao, phải hết lòng vì nhân dân phục vụ. Yêu cầu cán bộ chiến sĩ chuyển biến tư tưởng, nâng cao hiệu quả công việc. Anh lập tức quay về. Đích thân giải quyết tốt việc của công ty khoáng sản Dương Điền. Phó Chủ tịch Chu cho 3 ngày, để thể hiện rằng chúng ta đã chuyển biến tư tưởng,
tôi hạn cho các anh trong một ngày phải giải quyết xong. Lập tức đi làm. Rõ, tôi lập tức đi làm. Vương Triều giơ tay chào rồi bước đi. Xem ra tư tưởng của đồng chí Diệp Phàm thay đổi rất nhanh, tư tưởng sai lệch không đáng sợ, quan trọng là có thể chuyển biến được hay không. Sửa chữa lỗi lầm chưa bao giờ là muộn cả. Nếu biết là có sai sót mà còn không sửa chữa thì mới đáng sợ. Đồng chí Diệp Phàm có thể nhận thức được sai lầm của mình, tôi cũng rất vui mừng. Phó Chủ tịch Chu khen Diệp Phàm một câu. Vâng, tôi đã bước đầu nhận thức được những vấn đề về mặt tư tưởng của mình, vậy nên lập tức có chuyển biến. Phó Chủ tịch Chu nói rất đúng, quay về cục tôi sẽ dặn chính ủy Hoàng tổ chức cho cán bộ trong cục học tập lời phát biểu cả Phó Chủ tịch Chu, lĩnh hội tinh thần của lãnh đạo, chuyển biến tư tưởng. Diệp Phàm không ngờ còn nịnh Chu Phương Ninh, khiến ông ta rất hài lòng, nhưng khi còn đang say sưa trong cảm giác thắng lợi thì Diệp Phàm đột nhiên nhíu mày, nói. Phó Chủ tịch Chu, lần sau nếu Bí Thư Triệu lại xuống Ngư Đồng thì tôi sẽ nói với ông ấy chỉ thị của ông, nếu không e là sẽ có hiểu lầm. Hiểu lầm gì? Bí Thư Triệu đại diện cho đảng, cho tổ chức, tư tưởng của tôi đương nhiên là thống nhất với ông ấy, sao có thể có hiểu lầm được? Tư tưởng nhận thức của anh vẫn chưa chuyển biến nhanh, còn phải tiếp tục học tập. Chu Phương Ninh liếc Diệp Phàm một cái, ra vẻ bề trên lên giọng dạy dỗ. Thầm nghĩ hôm nay thể diện của tay này cũng bị mình làm mất hết rồi, quản nhất mình chắc sẽ rất hài lòng. Có lẽ sẽ có chút hiểu lầm, thời gian trước Bí Thư Triệu có tới Ngư Đồng, phát hiện Cục Công an thành phố phải đẩy mạnh công tác phá án, nên cũng đã nhắc nhở, nói là lần trước ông ấy quay về Bắc Kinh, Thủ tướng gọi ông ấy đến nói chuyện. Hỏi tình hình phá án ở Ngư Đồng thế nào rồi, yêu cầu chúng tôi trong vòng nửa năm phải phá án, trả lại sự bình yên cho nhân dân Ngư Đồng. Lúc đó có lãnh đạo thành phố cũng nói đến công ty khoáng sản Dương Điền, yêu cầu nhanh chóng giải quyết. Nhưng sau khi biết là có liên quan tới vụ án, Bí Thư Triệu chỉ thị phải quán triệt chỉ thị của Thủ tướng, coi việc này là việc lớn, do vậy Cục Công an thành phố cũng không muốn bỏ qua bất cứ nghi vấn gì. Diệp Phàm chậm rãi nói. Phát hiện ra sắc mặt Chu Phương Ninh đột nhiên xám xịt, khóe miệng không ngừng co giật, biết là tay này đang thầm run trong lòng. Cái gì, Bí Thư Triệu nói như vậy sao? Phó Chủ tịch Chu hỏi. Lúc đó chúng tôi đang họp thường vụ, Bí Thư Triệu đến, nhắc đến thảm án 88, và yêu cầu trong nửa năm mà không phá được án, tất cả lãnh đạo thường ủy phải giáng chức. Lý Quốc Hùng gật đầu khẳng định, lời nói rất nghiêm túc. Nếu Thủ tướng đã quan tâm tới vụ án này, Bí Thư Triệu lại có chỉ thị thì cứ làm theo chỉ thị của Bí Thư Triệu vậy. Phó Chủ tịch Chu đột nhiên thay đổi thái độ, vẻ mặt ngượng ngùng, nhìn Diệp Phàm một cái, lại nói. Quay về cố gắng phá án, tất cả vì phá án, những thứ khác đều là thứ yếu. Vậy việc của công ty khoáng sản Dương Điền. Diệp Phàm giả bộ khó xử nhìn Chu Phương Ninh, đợi chỉ thị. Chẳng phải đã nói với anh rồi sao, theo chỉ thị của Bí Thư Triệu. Vẻ mặt Chu Phương Ninh rất khó coi, biết Diệp Phàm đang cố tình dùng lời nói của mình để tát mình, nên ngữ khí cũng nặng thêm không ít. Vậy tôi sẽ đi làm ngay. Diệp Phàm giơ tay chào rồi nhanh chóng bước đi, để mặc Chu Phương Ninh vẻ mặt khó coi, còn Lý Quốc Hùng và Thôi Minh Khải đều cười thầm trong bụng, thầm nghĩ lão này cuối cùng cũng gặp phải đối thủ, cứ nghĩ quan chức của Ngư Đồng không ra cái gì hay sao. Còn Chu Phương Ninh cũng không còn tâm trạng gì để thị sát nữa. Diệp Phàm vừa đi thì ông ta cũng nsns chóng lên xe rời khỏi Ngư Đồng, lòng đầy nộ khí, còn Diệp Phàm đương nhiên cũng bị ông ta ghi hận trong lòng. Chương 1246, quyền lực luôn song hành với chức vụ. Hừ, tên nhãi danh, thật biết lợi dụng cơ hội, chỉ một câu của Triệu Sương Sơn là át hết mọi thứ khác, mà lão Triệu này cũng thật là, đang yên đang lành chạy đến Ngư Đồng câu cá làm gì chứ? Lẽ nào cá ở Ngư Đồng ngon hơn ở những nơi khác hay sao? Mẹ kiếp! Phó Bí Thư tỉnh ủy Quản Nhất Minh vẻ mặt hằm hằm ngồi trước bàn làm việc, sau khi nghe Chu Phương Ninh báo cáo lại tình hình suýt nữa đã đập vỡ nắp chén trà. Anh Quản, anh nói xem, Triệu Sương Sơn đang cố tình kiếm chuyện có phải không? Việc ông ta đến Ngư Đồng câu cá là cái cớ, mà mục đích chính là để nhằm vào công ty khoáng sản Dương Điền. Phó Chủ tịch tỉnh Chu Phương Vũ trong lòng cũng rất bất mãn, hôm đó trước mặt bao nhiêu người bị Diệp Phàm chơi xỏ một vố, thể diện mất sạch. Tiếc là không có cái hố nào ở đấy, nếu không chắc ông ta cũng nhảy luôn vào đấy mất. Cũng có khả năng, sao lại có thể trùng hợp như vậy? Tôi khó khăn lắm mới có thể thuyết phục được Hà Chấn Nam và Lý Quốc Hùng dùng chuyện của công ty khoáng sản Dương Điền để trấn áp tay Diệp Phàm đó. Vừa rồi tôi cũng đã nghe nói,
Trong cuộc họp thường vụ hôm đó, Diệp Phàm đã bị thường vụ biểu quyết thông qua tạm thời đình chỉ chức vụ, còn lấy hình thức quyết định của tập thể thường vụ thành phố Ngư Đồng để báo cáo lên tỉnh ủy. Nhưng người ta chưa họp xong thì Triệu Sương Sơn đã xuất hiện, lại còn lấy chỉ thị của Thủ tướng ra, vừa nghe thấy thế Hà Chấn Nam và Lý Quốc Hùng cũng không dám ho he gì nữa, lập tức mềm nhũn ra. Quản Nhất Minh hừ nói, liếc Chu Phương Ninh vẻ mặt đang xám xịt một cái, nói. Anh nói cũng không phải không có lý, lão Triệu biết rõ Quản Phi là cháu tôi, vậy còn lấy cớ đi câu cá để ra chỉ thị, chẳng phải là cố tình chống lưng cho Diệp Phàm, cố tình hại chết công ty khoáng sản Dương Điền hay sao? Lão Triệu đang ép tôi đây, khốn kiếp thật, lão này cũng bắt đầu dở trò rồi. Có lẽ lần trước anh phản đối đề nghị của Triệu Sương Sơn đưa Lỗ Đông Lai vào thường vụ tỉnh ủy nên ông ta mượn tay của Diệp Phàm để cảnh cáo anh đấy mà. Nếu không khó mà có thể giải thích được vì sao chỉ vì một chuyện còn con như vậy mà lại cố tình làm khó cho công ty khoáng sản Dương Điền. Triệu Sương Sơn là bí thư tỉnh ủy, lẽ nào không biết tầm quan trọng của phát triển kinh tế hay sao? Lẽ nào không biết sự đáng sợ của việc công nhân bãi công hay sao? Lẽ nào không biết hậu quả nghiêm trọng của việc này hay sao? Chu Phương Ninh nói liền ba chữ lẽ nào, phủ một tấm màn thần bí lên cho việc câu cá ở Ngư Đồng của Triệu Sương Sơn. Lão Triệu muốn biến tôi thành cá, hừ, nhưng lão vẫn còn hơi non tay. Quản Nhất Minh hừ lạnh rồi không nói gì nữa, chỉ cắm đầu hút thuốc. Chu Phương Ninh thầm thở dài trong lòng, quan hệ của lãnh đạo tỉnh ủy cũng rất phức tạp, không ai có thể nhìn rõ được. Quản Nhất Minh là cán bộ địa phương, vẫn luôn muốn thoát khỏi cái bóng của Triệu Sương Sơn và Uông Chính Tiền, xây dựng uy danh cho riêng mình, mơ tưởng xây dựng kết cục kiềng ba chân trong tỉnh ủy. Nhưng đáng tiếc thế lực lại không thể so sánh được với hai phe cánh kia, chủ tịch Uông Chính Tiền nền móng vững chắc, bí thư Triệu Sương Sơn tuy là nơi khác đến nhưng gia thế hiển hách, hơn nữa ông ta còn là ủy viên dự khuyết bộ chính trị, bí thư tỉnh ủy Việt Đông, cái danh đó ai nghe mà chẳng khiếp. Thực ra, anh quản ạ, muốn lật đổ thằng nhãi đó có thể tìm cách khác mà. Chu Phương Ninh nói, nhìn Quản Nhất Minh đang trầm ngâm không nói gì một cái. Cách gì, anh nói nghe xem nào. Quản Nhất Minh một lúc sau mới định thần lại, chậm rãi nói. Trước hết, hôm đó Vương Triều đánh Quản Phi, hoàn toàn có thể chụp cho Diệp Phàm cái tội lãnh đạo không tốt, quản lý không nghiêm. Thứ hai, nếu anh thực sự muốn lật tay đó sao không làm cuộc trao đổi với Triệu Sương Sơn, toàn lực ủng hộ ông ta một phen, mục tiêu là lật đổ thằng nhãi đó. Trước là làm cho thằng nhãi đó suốt đời không ngóc đầu lên được nữa, cũng để cho người ta thấy, uy danh của quản gia không thể nào xâm phạm được. Chu Phương Ninh đề nghị, thực ra là đang muốn mượn tay Quản Nhất Minh để lấy lại thể diện của mình. Anh Chu, anh thử nghĩ xem, lẽ nào Diệp Phàm không biết quan hệ của Quản Phi và tôi hay sao? Rõ ràng đã biết mà vẫn làm, vậy nhất định là có mục đích. Anh nghĩ xem, một tay bí thư ủy ban chính trị pháp luật của thành phố tại sao lại dám đối kháng với một phó bí thư tỉnh ủy phụ trách đảng quần chúng, trừ khi thằng đó bị điên. Quản Nhất Minh chậm rãi nói. Cũng đúng. Nếu thực sự mà chọc giận anh, chỉ cần một câu là hắn mất chức. Vậy tại sao hắn còn dám làm như vậy, hơn nữa, còn xúi bẩy Vương Triều đánh người, dường như không hề coi anh ra gì cả. Lẽ nào có người đứng đằng sau xúi dục hắn làm như vậy? Chu Phương Ninh có chút khó hiểu. Cũng chưa biết chừng, có mấy khả năng. Thứ nhất là phía sau hắn có người xúi dục hắn làm như vậy, nên hắn mới dám to gan lớn mật như vậy. Hơn nữa, người đó cấp bậc cũng không hề thấp hơn tôi. Anh nghĩ xem, ở Việt Đông này có ai cấp bậc bằng hoặc cao hơn tôi? Quản Nhất Minh vẻ mặt nghiêm túc nói. Trừ bí thư Triệu, chủ tịch Uông gia thì chỉ có phó bí thư Diệp Đông là có thể ngang cơ với anh. Còn những nhân vật khác, thứ hạng về đảng không thể nào so với anh được. Hơn nữa anh còn quản lý mảng đảng quần chúng, vai trò quan trọng hơn nhiều trưởng ban tổ chức tỉnh. Về mặt nhân sự của cả tỉnh, bí thư Triệu cũng phải nể mặt anh. Trước kia thái độ của Kim Thụ Dương còn khá ôn hòa, thường chỉ làm những việc cụ thể, thái độ trung dung, không đắc tội với ai. Thời đó Triệu Sương Sơn còn cảm thấy dễ thở một chút, nhưng nghe nói từ khi Cổ Hoài Điều đến thì khác hẳn, có lẽ Triệu Sương Sơn cũng phải đau đầu rồi. Nếu bây giờ anh mà phản đối nữa, vậy Triệu Sương Sơn muốn sắp xếp ai cũng khó. Do vậy, Triệu Sương Sơn muốn mượn tay Diệp Phàm cảnh cáo anh một phen. Cho nên... người phía sau Diệp Phàm có lẽ là Triệu Sương Sơn chứ không phải là chủ tịch Uông. Còn Diệp Đông thì có lẽ cũng không phải, ông ta mới chuyển đến chưa lâu, càng huống hồ Diệp Đông và anh cũng không có mâu thuẫn gì lớn,
người này từ khi chuyển đến Việt Đông cũng rất kín tiếng, thường chỉ quản mấy việc bên ủy ban kỷ luật, rất ít khi nhúng tay vào việc sắp xếp nhân sự. Ngay cả việc ở ủy ban kỷ luật ông ta cũng rất ít khi xuống mạnh tay, làm quyết liệt. Người này tôi nhìn không thấu, là một cao thủ khó đối phó. Chu Phương Ninh phân tích. Ừ, đây cũng là một khả năng, từ thái độ của Triệu Sương Sơn gần đây thì thấy cũng chưa chắc đã là ông ta chống lưng cho Diệp Phàm để muốn nhắc nhở tôi. Diệp Phàm chỉ là một quân cờ để ông ta lợi dụng mà thôi, hơn nữa, tôi cảm thấy ngay cả Diệp Phàm cũng không biết những rắc rối trong này. Ví dụ như việc Diệp Phàm bán tượng đồng lần trước, Triệu Sương Sơn chẳng phải cũng phái người xuống điều tra hay sao, nhưng kết quả thì thế nào, tay Diệp Phàm đó chẳng bị làm sao cả, nhưng thủ hạ của Hà Trấn Nam, An Lôi lại bị cách chức. Triệu Sương Sơn cao tay lắm, có thể lợi dụng mọi tình huống để tạo thành thế có lợi cho mình, lại còn nhân cơ hội nhắc nhở Hà Trấn Nam, gần đây chẳng phải Hà Trấn Nam cũng đã ngoan ngoãn hơn nhiều rồi hay sao. Còn Diệp Phàm, có lẽ vẫn còn chưa biết ngọn nguồn gì cả. Một thằng nhóc đáng thương. Quản Nhất Minh chậm rãi thở dài. Cho nên, Triệu Sương Sơn lại muốn diễn lại kịch cũ, muốn mượn tay Diệp Phàm để cảnh cáo anh, chẳng qua là muốn anh phải đi theo ông ta, ít nhất sau này trong cuộc họp thường vụ sẽ không lên tiếng phản đối ông ta nữa. Chu Phương Ninh vỡ lẽ. Cũng có khả năng đó, ngoài ra, việc này cũng có thể không phải do Triệu Sương Sơn làm, mà còn có người khác, người này hiện nay chúng ta chưa thấy được. Mục tiêu người đó nhằm vào chính là tôi. Còn Triệu Sương Sơn chẳng qua là gặp đúng thời kiếm chắc chút thôi. Nếu đúng là như vậy thì việc này sẽ rất rắc rối. Người đó là ai, tại sao lại muốn nhằm vào tôi? Từ những việc xảy ra từ khi Diệp Phàm chuyển đến Ngư Đồng thì có thể thấy người đó luôn nhằm vào tập đoàn Dương Điền, mà nhằm vào tập đoàn Dương Điền thì có thể là có thù oán với Quản Phi. Nếu không phải nhằm vào Quản Phi thì là nhằm vào tôi. Quản Nhất Minh nói đến đây lại thở dài một cái, nhìn Chu Phương Ninh một cái, lại nói. Do đó Diệp Phàm chỉ là cái bề ngoài, chúng ta cũng không cần phải động vào hắn. Chúng ta phải thông qua hắn để phát hiện ra đối thủ thực sự của tôi, nếu không, vĩnh viễn không biết đối thủ là ai, vậy tôi sẽ vĩnh viễn bị động. Cho dù tôi có lật Diệp Phàm xuống thì người đó sẽ đưa Diệp Phàm thứ hai, thứ ba lên, gây khó dễ cho tôi. Chỉ có trừ tận gốc thì mới yên ổn được. Nhưng tay Diệp Phàm này cũng phải cảnh cáo thích đáng một chút, để cho giống bình thường thì phải cảnh cáo, không cảnh cáo thì lại thành chuyện lạ, nhưng cũng không được ra tay mạnh quá. Việc này cũng thật là phức tạp, rốt cuộc là ai đang giở trò đây? Chu Phương Ninh lẩm bẩm, đưa mắt nhìn ra phía xa, cảm thấy một tấm lưới đang giăng ra ngay trên đầu, không nhìn thấy được, không sờ thấy được, khiến người ta vô cùng khó chịu. Lại nhìn Quản Nhất Minh, hỏi. Vậy còn về phía Triệu Sương Sơn thì phải làm thế nào? Triệu Sương Sơn, một kẻ từ ngoài đến mà muốn độc chiếm Việt Đông, quá ư tự đại. Ông ta đã muốn chơi thì chúng ta cũng cứ chơi. Kim Thụ Dương chẳng phải đã chuyển đi rồi hay sao? Chúng ta có thể tiếp xúc với Cổ Hoài, nếu trưởng ban tổ chức mà bắt tay với phó bí thư tỉnh ủy phụ trách đảng quần chúng là tôi đây thì chắc chắn thái độ của Triệu Sương Sơn sẽ rất thú vị đấy. Quản Nhất Minh mỉm cười nói. Ha ha. Chắc chắn thái độ lúc đó của Triệu Sương Sơn sẽ rất đáng xem. Nếu ông ta mà muốn bắt tay với anh thì cũng được, quyền lực vĩnh viễn song hành với chức vụ mà. Chu Phương Ninh vẻ mặt thoải mái hơn rất nhiều. Vương Triều, hôm nay anh xử lý xong chuyện của công ty khoáng sản Dương Điền đi, thông báo cho bọn họ là có thể hoạt động trở lại được rồi, nhưng phải sẵn sàng hợp tác với Cục Công an để điều tra lấy chứng cứ. Diệp Phàm châm một điếu thuốc, chậm rãi nói. Sao có thể thế được? Nếu để bọn chúng hoạt động trở lại, làm việc bí mật gì, chúng ta muốn điều tra sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Vương Triều không hiểu. Tôi không bảo các anh không điều tra nữa, cần chú ý, bề ngoài lơi lỏng bên trong phải thiết chặt, tôi vẫn luôn nghĩ tại sao chúng ta lại không điều tra ra điều gì, đó chính là vì bọn chúng không có động tĩnh gì cả. Quá im ắng thì cũng sẽ khó điều tra, chỉ cần có động tĩnh là có cơ hội. Vẻ mặt Diệp Phàm lộ ra nụ cười danh mãnh. Chương 1247, Ban Thư ký Văn phòng Trung ương Đảng là nơi vớ vẩn hay sao? Ừ, ngoài lòng trong chặt, ý tưởng hay lắm. Vương Triều gật đầu, vội vàng bước đi. Mấy ngày này, Diệp Phàm cũng thư thả hơn nhiều, đi một vòng quanh các cục công an tại các huyện và thành phố của Ngư Đồng. Bề ngoài thì rất nhàn tản, chẳng qua là đi thị sát công việc, nhưng thực ra lại đang gấp rút thực hiện các công việc quan trọng. Còn anh trai hắn... Diệp Cường cũng lấy thân phận là ông chủ của tập đoàn Bàn Đế,
đại cổ đông của công ty khoáng sản Dương Điền để đến dạo một vòng quanh công ty khoáng sản Dương Điền. Còn mấy trăm căn hộ do tập đoàn Đế Đô Hoàng Triều để lại thì vẫn nằm im một chỗ, hơn tháng nay vẫn chưa bán nổi mấy căn. Diệp Cường cũng vô cùng lo lắng, còn Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đồng Oanh Oanh cũng đứng ngồi không yên, dù sao cơ nghiệp đó cũng là do bố mẹ cô phấn đấu gây dựng nên, bây giờ mối thù của bố mẹ chưa báo được, công ty lại sắp phá sản, không lo lắng mới lạ. Khi gặp Diệp Cường, Đồng Oanh Oanh không ngờ rằng anh ta và Diệp Phàm là anh em, bởi thân hình Diệp Cường rất cao lớn vạm vỡ, còn Diệp Phàm thân hình bình thường, không giống gì so với Diệp Cường cả. Hai người dù có đứng cạnh nhau thì cũng khó mà nói là hai anh em ruột, chỉ có vẻ mặt là có nét giống nhau, nhưng Diệp Cường dạo này càng phát tướng, mặt béo phính ra nên rất khó mà phát hiện ra được. Diệp Cường ngay từ lần đầu gặp Đồng Oanh Oanh đã hiểu vì sao em trai mình lại muốn giúp cô gái đáng thương này, có lẽ cô gái này cũng đã có quan hệ gì đó với em trai mình. Diệp Phàm nói rất hùng hồn, nhưng sao có thể qua mặt được ông anh ruột của hắn chứ? Đương nhiên, Diệp Cường cũng phải thầm bái phục số đào hoa của ông em trai mình. Ngay ngày hôm sau, công ty khoáng sản Dương Điền đã trở lại sản xuất. Diệp Phàm cũng đã thả phó tổng giám đốc Miêu Thanh Mi ra, Miêu Thanh Mi đích thân đến công ty khoáng sản Dương Điền chỉ huy việc khôi phục sản xuất. Còn quản phi lại không hề lộ mặt, không biết đang bận làm việc gì, cũng không hề đến ngư đồng làm khó Diệp Phàm. Điều này khiến Diệp Phàm cảm thấy có chút kỳ quái. Thường thì những đại thiếu gia như quản phi sao có thể nuốt trôi cục tức như vậy chứ? Thật là kỳ lạ. Lại mấy ngày bình yên nữa trôi qua, Diệp Phàm từ sáng sớm đã lên Việt Châu. Việc đã hứa với Chủ tịch Lý Quốc Hùng thì sớm muộn cũng phải làm, nếu cửa của Đới Duy Cường đã không thể qua được thì Diệp Phàm liền chuyển sang cửa của Phó Chủ tịch Thường trực Lâm Phong vậy. Từ trên xuống dưới, đó chính là cách mà Diệp Phàm định làm. Diệp Phàm từ chỗ của Kiều Báo Quốc nghe được một tin nho nhỏ. Đó là con trai của Lâm Phong, Lâm Tử Nhuận tốt nghiệp Đại học Nhân dân, muốn ở lại Bắc Kinh, hơn nữa, muốn vào một đơn vị tốt. Lâm Phong tuy là phó chủ tịch thường trực của tỉnh Việt Đông, có thể hô mưa gọi gió ở tỉnh Việt Đông, nhưng đến nơi quan chức đầy rẫy như Bắc Kinh thì Lâm Phong cũng chẳng có mấy năng lượng. Ông ta cũng đã nhờ rất nhiều người nhưng rốt cuộc, các đơn vị tìm cho con trai vẫn chưa được như ý. Còn Lâm Tử Nhuận cũng không muốn quay về Việt Đông công tác. Việc này khiến Phó Chủ tịch Lâm cũng rất đau đầu. Đương nhiên, một Phó Chủ tịch thường trực của tỉnh như Lâm Phong, trên Bắc Kinh đương nhiên cũng có nhiều mối quan hệ, nhưng vì công việc của con mà đi nhờ và mấy ông quan lớn đó thì tuyệt đối không thể được. Không những lãng phí tài nguyên, lại còn khiến người ta bực mình. Thư ký của Lâm Phong tên là Tô Quốc Hưng, chính là con trai của Bí thư Thành ủy Việt Châu, Tô Thanh Vân. Lần trước Tô Thanh Vân ngấm ngầm đối đầu với Chủ tịch tỉnh Uông, cuối cùng lại Diệp Phàm phá hỏng. Tô Thanh Vân cũng tưởng rằng con trai mình sẽ không còn ở bên cạnh Phó Chủ tịch Lâm bao lâu nữa, nhưng kỳ lạ là Lâm Phong không hề đuổi Tô Quốc Hưng đi, từ đó Tô Thanh Vân có thể cảm nhận thấy Lâm Phong và Chủ tịch Uông dường như cũng đã có khoảng cách. Trước kia quan hệ của Lâm Phong và Chủ tịch Uông cũng không tồi, nhưng bây giờ chắc đã có chút lạnh nhạt, nếu không Lâm Phong sao dám tiếp tục dùng con trai của Tô Thanh Lâm làm thư ký cho mình, đó chẳng phải là đối đầu thẳng với Chủ tịch Uông hay sao? Do đó, từ một việc nhỏ luôn có thể phát hiện ra mối quan hệ phức tạp của các vị lãnh đạo trên tỉnh. Cái này, luôn cần phải quan sát, suy nghĩ. Vừa nhìn thấy Diệp Phàm, vẻ mặt mỉm cười của Tô Quốc Hưng liền trở nên lạnh lẽo như băng. Kiều Viên Viên ngả vào vòng tay của Diệp Phàm, tay này nhìn thấy Diệp Phàm đương nhiên là vô cùng oán hận. Anh đến làm gì? Tô Quốc Hưng hừ lạnh hỏi. Không biết Phó Chủ tịch Lâm có rảnh rỗi không, tôi xin được gặp ông ấy. Diệp Phàm chậm rãi nói, giả vờ không nhìn thấy vẻ kiêu ngạo của Tô Quốc Hưng. Không dỗi. Tô Quốc Hưng không thèm hỏi gì đã trực tiếp từ chối. Thư ký Tô, tôi có việc gấp xin gặp Phó Chủ tịch Lâm, nếu vì thế mà để lỡ việc, anh phải chịu mọi trách nhiệm. Diệp Phàm không chút nóng giận nói, rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa ở phòng đợi. Tô Quốc Hưng vẻ mặt trầm xuống, hừ nói. Ra ngoài, đây là chỗ anh có thể ngồi hay sao? Sao tôi lại không được ngồi, chỗ anh có quy tắc gì, tôi thực sự không biết. Diệp Phàm hừ nói, quyết định cảnh cáo tay này một chuyến, nếu không hắn càng ngày càng tinh tướng. Chưa được phép thì không được vào trong, ngay cả kiến thức cơ bản nhất cũng không biết, đúng là xuất thân từ nông thôn, toàn mùi nhà quê. Đây là chỗ nào, là nơi Phó Chủ tịch Lâm tiếp khách, bình thường tiếp toàn quan chức cấp cao, còn anh, ha ha, cấp bậc quá thấp, không có tư cách ngồi ở đây.
ra ngoài cho tôi, nếu không tôi phải mời anh ra ngoài đấy. Tô Quốc Hưng vẻ mặt khinh thường hừ nói. Lời nói của hắn đương nhiên cũng không phải là sự thực, Việt Đông lấy đâu là nhiều quan chức cấp giám đốc sở thứ trưởng bộ trưởng như vậy. Xin lỗi, tôi hôm nay nhất định phải gặp Phó Chủ tịch Lâm. Diệp Phàm dáng vẻ ăn vạ, thầm nghĩ, mày muốn chơi trò vô lại với tao, vậy tao cũng chơi trò vô lại với mày, xem ai giỏi hơn ai. Không đi phải không, vậy tôi cũng không khách khí nữa. Tô Quốc Hưng nói xong cầm điện thoại lên, hình như là gọi cho phòng bảo vệ. Hừ, Diệp Phàm liếc mắt một cái, thấy trên bàn có cái chén trà, cầm lấy chén trà đập mạnh xuống mặt bàn, tiếng đập rất to, khiến mặt bàn cũng phải rung lên. Đương nhiên, đó là do hắn đã cố ý dùng nội kình truyền vào chén trà, khiến cho âm thanh vang lên rõ. Quả nhiên, cửa phòng bật mở, Phó Chủ tịch Lâm Phong vẻ mặt hơi tức giận, liếc Tô Quốc Hưng một cái, hừ nói. Việc gì thế, ở đây xảy ra động đất hay sao? Phó Chủ tịch Lâm, là đồng chí này không biết quy củ, tôi không cho anh ta vào, anh ta cứ đòi vào, hơn nữa còn ngồi xuống không chịu đi. Anh ta còn cố tình đập chén trà nữa. Tô Quốc Hưng vẻ mặt xám xịt, suýt nữa đã nổi nóng, nhưng có Phó Chủ tịch Lâm ở đấy nên cũng không dám làm gì. Phó Chủ tịch Lâm, tôi là Diệp Phàm, đang làm công tác chính trị pháp luật, từ Ngư Đồng đến, có việc quan trọng xin được gặp ông, tôi chỉ xin 5 phút là đủ rồi, có được không ạ? Diệp Phàm vội bước lên giải thích. Diệp Phàm. Lâm Phong hình như đã từng nghe thấy cái tên này, ngẫm nghĩ một lát, đột nhiên nhớ ra, vẻ mặt khẽ biến đổi, hừ nói. Chính là đồng chí bán tượng đồng của Lâm Tắc Từ đại nhân có phải không? Dạ, việc này, Phó Chủ tịch Lâm, thật ngại quá, lúc đó tình hình đặc biệt, buộc phải làm như vậy. Diệp Phàm cố tình ra vẻ ngượng ngùng, còn Tô Quốc Hưng ở bên cạnh thì lộ rõ vẻ vui mừng. Không ngờ Phó Chủ tịch Lâm còn nhớ việc này, phen này có việc hay để xem rồi. Bị ép buộc, ai ép cậu, cậu nói rõ xem. Lâm Phong vừa nghĩ đến việc này là tức giận, tượng đồng Lâm Tắc Từ ở Cục Công an thành phố Ngư Đồng là do Hoa Kiều ở nước ngoài quyên góp. Hồi đó để tăng thêm phần long trọng, Phó Chủ tịch Lâm Phong còn đích thân cắt băng khánh thành, không ngờ ở Ngư Đồng có kẻ gan to bằng trời, dám đem tượng đồng đi bán. Lần đó tổ điều tra cũng đã tới Ngư Đồng. Nhưng đầu voi đuôi chuột, kết quả Diệp Phàm chẳng làm sao cả. Lần đó Lâm Phong cũng đã đoán ra ý tứ của Triệu Sương Sơn nên không nói gì, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu, do vậy Diệp Phàm vừa lộ diện, Phó Chủ tịch Lâm liền nhớ ra ngay. Có thể vào văn phòng của ông, tôi muốn báo cáo tường tận việc lần trước. Diệp Phàm có chút khiêm tốn, cúi người nói. Vào đây, tôi muốn nghe xem cậu giải thích thế nào. Lâm Phong xoay người đi vào trong văn phòng. Diệp Phàm xoay người đi theo, lúc đóng cửa thì phát hiện ra Tô Quốc Hưng đang ra hiệu ngón tay thối về phía mình, ý là lần này mày toi đời rồi. Nhưng Diệp Phàm chỉ mỉm cười đáp lại, rồi lắc đầu, khiến Tô Quốc Hưng như nuốt phải một con ruồi chết, giận dữ trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Nói đi, rốt cuộc là thế nào? Lâm Phong không khách khí, ngồi phịch xuống ghế, để Diệp Phàm đứng im như vậy, rõ ràng là có ý bắt Diệp Phàm đứng chịu phạt. Việc này chắc Phó Chủ tịch Lâm cũng biết rõ. Tôi lúc đó chẳng qua cũng bị cục tài chính ép mà thôi. Nếu đã qua rồi, tôi cũng không muốn nhắc lại thêm nữa. Hôm nay đến đây là vì việc khác, nghe nói công tử của Phó Chủ tịch Lâm đã tốt nghiệp, bây giờ đang tìm việc có đúng không? Diệp Phàm chậm rãi nói. Việc này cậu cũng biết, xem ra cậu đã rất kỳ công tìm hiểu chuyện riêng của các lãnh đạo đấy nhỉ? Hừ, Lâm Phong lên giọng châm biếm. Là cấp dưới, đương nhiên phải quan tâm việc của cấp trên. Việc của lãnh đạo không có việc nhỏ, quan tâm cũng là chuyện bình thường mà. Diệp Phàm cũng không thèm để ý sự châm biếm của Lâm Phong, vẫn chậm rãi nói. Ồ, quan tâm chuyện của lãnh đạo, tôi muốn nghe xem cậu quan tâm thế nào. Lâm Phong hừ nói, nhìn Diệp Phàm một cái, lại nói. Tử Nhuận muốn ở lại Bắc Kinh, lẽ nào cậu có cách hay sao? Đừng có lấy đơn vị vớ vẩn nào ra trêu đùa với tôi, nếu như vậy thì tốt nhất cậu hãy để tâm vào công việc. Ít quan tâm tới chuyện riêng của lãnh đạo thì hơn. Anh bạn trẻ, làm việc nghiêm túc có phải tốt hơn không? Ngư Đồng của cậu, nghe nói thảm án 88 vẫn chưa phá được, thủ tướng cũng đang rất quan tâm. Cậu hãy cẩn thận với cái ghế của cậu, nếu không không biết mất lúc nào đâu. Ha ha, nếu Phó Chủ tịch Lâm cho rằng Ban Thư ký Văn phòng Trung ương là đơn vị rẻ rách thì tôi cũng không biết nói gì hơn, xin lỗi, tôi xin cáo từ.
Diệp Phàm đột nhiên hừ lạnh, cúi chào Lâm Phong rồi định bỏ đi. Chương 1248, thái độ thay đổi hẳn. Khoan đã, cậu nói là đơn vị nào? Lâm Phong nhìn theo lưng Diệp Phàm, hỏi. Ban thư ký văn phòng Trung ương Đảng. Diệp Phàm không quay đầu lại, đáp. Ngồi đi, uống chén trà, bớt giận, ha ha. Thái độ của Lâm Phong thay đổi hoàn toàn, khiến Diệp Phàm cũng thực sự bất ngờ. Quay người lại, cũng không khách khí nữa, biết Lâm Phong bị cái tên ban thư ký văn phòng Trung ương Đảng làm cho chấn động, nên cũng yên tâm ngồi xuống. Lâm Phong không ngờ còn đích thân đứng dậy pha cho Diệp Phàm một tách trà, nhìn Diệp Phàm, nói. Nói xem, rốt cuộc là thế nào? Cậu quen người trong ban thư ký văn phòng Trung ương hay sao? Người này chắc ông đã từng nghe qua. Diệp Phàm rút một tấm danh thiếp ra, chỉ để lộ ra cái tên, số điện thoại bị hắn dùng ngón tay che đi, bởi đó là số điện thoại mà trưởng ban thư ký văn phòng Trung ương Đảng Trương Vệ Thanh đã cho hắn, bình thường không tiết lộ với người ngoài, không giống với các loại danh thiếp xã giao thông thường. Trương Vệ Thanh. Lâm Phong lẩm bẩm cái tên này, rồi lại lôi từ trong ngăn kéo bàn làm việc ra một cuốn sổ lớn tra cứu, có lẽ là danh sách tên và số điện thoại của lãnh đạo các cơ quan quan trọng ở Bắc Kinh. Lật đi lật lại một hồi, hình như đã tìm thấy. Ông ta hình như là trưởng ban thư ký văn phòng Trung ương Đảng, hơn nữa còn là tổ trưởng tổ thư ký chuyên trách của đồng chí phó chủ nhiệm văn phòng Trung ương Đảng Hứa Chính Dương, có đúng không? Lâm Phong cuối cùng thận trọng nói. Đúng thế. Diệp Phàm gật đầu, liếc Lâm Phong một cái, có chút ngượng ngùng nói. Xin lỗi, số điện thoại của anh ấy tôi không tiện tiết lộ, việc này. Không sao. Ai cũng có quy củ riêng, việc này bình thường. Lâm Phong xua tay, ra vẻ thông cảm, lại nói. Cậu thực sự có cách đưa Tử Nhuận vào trong ban thư ký văn phòng Trung ương Đảng hay sao? Ha ha, nếu tôi không có cách thì dám đến đây lừa ông hay sao? Xin lỗi, để tôi gọi điện thoại thử xem. Diệp Phàm để thể hiện, hoặc nói chính xác hơn là chứng minh, lập tức gọi điện ngay trước mặt Lâm Phong. Anh Trương, tôi là Diệp Phàm. Gần đây vẫn khỏe chứ, ha ha ha. Diệp Phàm mỉm cười, giọng điệu khiến Phó Chủ tịch Lâm không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ quan hệ của tay này và trưởng ban Trương quả thực là thân thiết. Tốt gì chứ, bận tối mặt tối mũi. Thằng nhóc nhà cậu, lần trước về Bắc Kinh cũng không nói một câu, không nhìn thấy mặt mũi đâu cả, có phải sợ anh Trương của cậu không mời nổi cậu bữa cơm hay không? Trương Vệ Thanh tỏ ra rất thân mật. Việc này đương nhiên là cũng có nguyên nhân của nó. Lần trước Trương Vệ Thanh đi tham gia buổi gặp mặt của đám người Thiết Chiêm Hùng, phát hiện ra năng lượng của Diệp Phàm, hơn nữa, từ trên người Phượng Khuynh Thành còn ngầm ngẫm nghĩ ra, Diệp Phàm có khả năng còn là rể quý trong tương lai của Phượng gia, do vậy, quan hệ với Diệp Phàm cũng được thắt chặt hơn rất nhiều. Cũng không thể nói là Trương Vệ Thanh vụ lợi, chẳng qua đó là việc rất bình thường. Nếu anh không có năng lượng gì thì người ta chỉ coi anh là tên tiểu đệ để sai vặt, nhưng bây giờ thì khác. Trương Vệ Thanh đã coi Diệp Phàm là người cùng cấp với mình, đối đãi đương nhiên là khách khí hơn nhiều. Xin lỗi, lần trước việc bận quá, lần sau lên Bắc Kinh tôi mời anh Trương. Diệp Phàm cười nói. Sao thế được, ở Bắc Kinh tôi cũng được coi là chủ nhà rồi, đương nhiên phải để tôi mời. Trương Vệ Thanh cười nói. Vậy được, để anh Trương mời, đến Việt Đông thì tôi mời. Diệp Phàm cười, hàn huyên thêm mấy câu. Rồi đột nhiên trở nên nghiêm túc hỏi. Anh Trương, không biết ban thư ký của anh có còn cần người nữa không? Cậu muốn vào hay sao? Trương Vệ Thanh chưa trả lời, mà hỏi mục đích của Diệp Phàm trước, đó chính là nghệ thuật của lãnh đạo. Ý tứ rất rõ ràng, nếu anh thực sự cần thì không có vị trí cũng có thể vào, quan hệ của anh và tôi không tốt thì có vị trí anh cũng đừng có mơ. Là thế này, có một người bạn, tốt nghiệp Đại học Nhân dân, muốn vào công tác ở chỗ của anh. Một người bạn rất thân, không biết có vinh dự ấy không? Diệp Phàm hỏi. Thực sự là bạn rất thân. Trương Vệ Thanh hỏi lại một lần nữa, giúp người cũng phải giúp những người thực sự thân thiết, bạn bè khắp thiên hạ, không thể ai cũng giúp được. Cậu đợi một chút nhé. Trương Vệ Thanh nói xong dập điện thoại, Diệp Phàm liếc Lâm Phong một cái, Lâm Phong rút ra một điếu thuốc đưa cho hắn, hai người trầm ngâm ngồi hút thuốc. Nhưng đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm phá hiện ra. Cơ mặt của Lâm Phong vẫn khẽ giật giật, xem ra, vẫn khó mà giữ được sự bình tĩnh thường ngày của một phó chủ tịch thường trực tỉnh ủy. Ban thư ký văn phòng Trung ương làm những việc gì nào? Phụ trách công tác văn thư của văn phòng Trung ương Đảng,
công tác kiểm tra giám sát việc quán triệt thực hiện công tác quan trọng của Trung ương Đảng, chuyển tiếp, đôn đốc giám sát việc thực hiện các chỉ thị của lãnh đạo Trung ương Đảng, phụ trách các công tác vận chuyển, chuyển giao các văn kiện, tài liệu cơ mật của Trung ương Đảng, phụ trách công tác bảo vệ, y tế, chăm sóc sức khỏe cho các lãnh đạo Trung ương Đảng, phụ trách sắp xếp lịch các hoạt động lớn của các lãnh đạo Trung ương. Nếu may mắn được lãnh đạo nào đó để mắt đến thì chẳng mấy chốc sẽ thăng quan. Quyền lực ở đó lớn hơn nhiều so với ở địa phương, khó trách Phó Chủ tịch Lâm cũng không giữ nổi sự bình tĩnh vốn có. Không lâu sau Trương Vệ Thanh gọi điện đến, nói. Chú em, là bạn bè thân thiết thực sự chứ? Câu hỏi này Trương Vệ Thanh hỏi rất thận trọng, lại lặp lại một lần nữa. Diệp Phàm vừa nghe đã biết việc này có hy vọng. Nói thật với anh, thực sự là bạn của tôi, hơn nữa bố cậu ta còn là lãnh đạo của tôi, vô cùng thân thiết, ha ha ha. Lúc này thái độ phải vô cùng kiên định, thứ nhất là phải kiên định sự sắp xếp của Trương Vệ Thanh. Tuy đều vào trong ban thư ký văn phòng Trung ương Đảng cả, nhưng cũng có sự phân biệt thân sơ. Thứ hai là Phó Chủ tịch Lâm vẫn đang nhìn vào, phải kiên định thái độ, khiến ông ta trong lòng cảm kích mới được. Lãnh đạo, lẽ nào là con trai bí thư thành ủy của cậu? Trương Vệ Thanh vừa nghe đã hiểu ra, cái gọi là bạn bè này chỉ là cái cớ, chủ yếu vẫn là con của lãnh đạo. Không phải, là con trai của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Việt Đông, Lâm Phong. Diệp Phàm cũng trả lời rất thành thật. Thế này đi, nếu cậu ta là bạn cậu, nếu cậu thực sự muốn giúp cậu ta thì đưa cậu ta đến gặp tôi. Trương Vệ Thanh xem ra cũng muốn giúp một phen, nên thái độ vô cùng thận trọng. Được, anh Trương, tôi đang muốn lên Bắc Kinh xin anh bữa cơm đây. Tối nay thế nào? Diệp Phàm hỏi. Được, cậu đến thì gọi điện thoại cho tôi. Tối nay chắc là rảnh rỗi, đương nhiên là nếu không có gì đột xuất. Trương Vệ Thanh nhanh chóng nhận lời. Hai người nói xong liền dập điện thoại, vừa đặt điện thoại xuống, Diệp Phàm đã hỏi. Phó Chủ tịch Lâm, không biết Tử Nhuận hiện nay đang ở đâu? Nó đang ở Bắc Kinh. Lâm Phong trong lòng thầm mừng, biết là việc này có hy vọng rồi. Thế này đi, trưởng ban Trương nói là muốn gặp Tử Nhuận rồi tính, tôi đã đồng ý là hôm nay sẽ đến, nếu có thời gian. Diệp Phàm thăm dò ý kiến của Lâm Phong. Vậy tôi lập tức cho người đặt vé máy bay, có lẽ vẫn còn vé, chúng ta lập tức xuất phát. Lâm Phong không nói gì thêm, lập tức gọi Tô Quốc Hưng vào, nghiêm mặt hừ nói. Đồng chí Diệp Phàm là bạn của tôi, sau này cậu phải chú ý một chút, đối với người khác phải lễ phép, đi đi, lập tức đặt cho tôi hai vé máy bay đi Bắc Kinh, tôi và bí thư Diệp cùng đi. Tôi biết rồi. Tô Quốc Hưng tuy trong lòng rất không thoải mái, nhưng trước mặt Lâm Phong cũng chỉ biết gật đầu, quay người bước đi, vẻ mặt rất khó coi. Buổi chiều đã đến Bắc Kinh, hai người tìm một khách sạn nghỉ chân. Không lâu sau, một thanh niên có nét giống Lâm Phong, cũng không đẹp trai lắm đi tới khách sạn, có lẽ chính là Lâm Tử Nhuận. Tử Nhuận, vị này là bí thư ủy ban chính trị pháp luật thành phố Ngư Đồng, việc của con chính là nhờ cậu ấy lo giúp. Thái độ của Lâm Phong thay đổi hẳn, rất thân mật giới thiệu. Bí thư Diệp. Vẻ mặt Lâm Tử Nhuận thoáng chút kinh ngạc, có lẽ là bởi tuổi tác của Diệp Phàm. Cần biết rằng bí thư ủy ban chính trị pháp luật thành phố Ngư Đồng phải là cán bộ cấp phó giám đốc sở, Lâm Tử Nhuận không ngạc nhiên mới lạ. Vị bí thư Diệp này xem tuổi tác cũng tương đương với mình, so sánh với người ta, mình để kiếm được một công việc ở Bắc Kinh đã chạy khắp nơi, còn người ta thậm chí đã có thể giúp mình, so sánh ra thì thật là hụt hẫng. Ha ha, gọi tôi là Diệp Phàm là được rồi. Hai ta tuổi tác cũng tương đương mà. Diệp Phàm cười thân mật. Bí thư Diệp, người có tài thì đứng hàng trên, tôi vẫn cứ gọi anh là bí thư Diệp vậy. Ấn tượng Lâm Tử Nhuận để lại cho Diệp Phàm cũng không tồi, không hề có vẻ kiêu ngạo của con trai phó chủ tịch thường trực tỉnh, thái độ đối với Diệp Phàm cũng rất cung kính. Đương nhiên, đó cũng là nhờ năng lượng mà hắn thể hiện, nếu không có năng lực đó, Diệp Phàm đã không được Lâm Tử Nhuận kính trọng đến vậy. Bí thư Diệp, buổi tối tôi mời, sao có thể để trưởng ban Trương mời được, như vậy, tôi không biết để mặt mũi vào đâu được nữa. Lâm Phong thái độ rất chân thành, bước đầu cũng đã chấp nhận Diệp Phàm. Vậy, cũng được. Diệp Phàm trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Không biết trưởng ban Trương thích đi chỗ như thế nào? Lâm Phong hỏi. Hải Vương Tinh cũng không tồi. Diệp Phàm nói, nhìn Lâm Phong một cái, lại nói. Cùng với trưởng ban Trương đến đó mấy lần, chỗ đó cũng không tồi. Vậy thì được,
Hải Vương Tinh. Lâm Phong nói xong rút điện thoại ra gọi điện cho ai đó. Ha ha, anh Diệp, đến Bắc Kinh mà không nói với tôi một câu, phải chăng là sợ tôi ăn hết tiền của anh? Thật đúng là keo kiệt nhé. Diệp Phàm vừa nghe điện thoại thì đã thấy tiếng cả Lang Phá Thiên truyền tới. Tay này lần trước cùng Diệp Phàm đi giải quyết chuyện của Đỗ Gia ở thành phố Phố Hải cũng đã kiếm được một quả lớn, được chia 20 triệu, trước mặt vợ cũng tinh tướng được một thời gian, vẫn luôn muốn kiếm cơ hội báo đáp Diệp Phàm, nhưng đáng tiếc là chưa có cơ hội. Lạ thật, sao cậu biết tôi đến Bắc Kinh, lẽ nào sai người theo dõi tôi? Việc này không được đâu nhé, xem ra lần sau tôi phải cẩn thận, không thì bị người khác nhòm ngó đến túi tiền mất thôi. Diệp Phàm trêu đùa. Cảm thấy ngồi cùng với Thiết Chiêm Hùng, Lang Phá Thiên rất thân mật. Chương 1249, Uông Gia. Tôi nào dám. Gặp phải sếp Trương, anh ta nói cậu đi Bắc Kinh rồi, thế nào, tối nay tôi làm chủ nhé, còn đi đâu là do cậu chọn. Lang Phá Thiên hỏi, Diệp Phàm như bừng tỉnh. Buổi tối chỉ e là không được, có anh người làm chủ bữa tiệc, nếu không tôi đến giúp vui cho anh, việc xong xuôi thì tôi đi, gần đây vụ án rất gấp rút. Không quay về không được ấy chứ. Diệp Phàm cười chua xót nói. Được. Lang Phá Thiên cười sảng khoái rồi nói, gã còn đảo mắt nói thêm. Nếu không thì gọi cả anh Thiết tới, bằng không thì chắc chắn tôi bị mắng chết mất. Chắc chắn mà, sao lại có thể thiếu anh ấy được, đến Hải Vương Tinh, khoảng chừng lúc 5 giờ rưỡi. Diệp Phàm cười nói. Diệp Phàm, xem ra ở thủ đô này anh có không ít bạn bè. Lâm Tử Nhuận không nhịn được liền thốt lên với vẻ hâm mộ. Cũng nhiều, đều là anh em cả, khó mà gặp được một lúc. Nhân dịp này thì đêm nay ngồi cùng nhau vậy. Diệp Phàm cười nói, liếc mắt nhìn Lâm Tử Nhuận một cái. Hắn biết thằng nhãi này còn có điều muốn nói nên hắn cũng không bóc trần ra mà chờ y ra bài. Anh Diệp à, không biết tôi có thể được điều đi đâu. Lâm Tử Nhuận không nén nổi liền hỏi. Tuy cha y có nói là có khả năng đến cục thư ký văn phòng trung ương, trong chốc lát y mừng như điên. Tuy nhiên, khi Diệp Phàm chưa mở miệng hứa hẹn điều gì thì trong lòng y vẫn không yên được. Chuyện này thì tạm thời tôi cũng không rõ lắm. Diệp Phàm lắc lắc đầu, đảo mắt nói. Chắc là đêm nay có quyết định, đừng nóng vội, chỗ đó chắc cũng không đến nỗi đâu. Vâng, cảm ơn anh. Lâm Tử Nhuận nói. Con nhìn xem, không phải ba đã sớm nói với con rồi ư? Việc này anh Diệp nhất định sẽ sắp xếp đâu vào đấy, con vẫn không chịu kiên nhẫn, cứ chờ đợi là được. Anh Diệp đồng ý sắp xếp chẳng lẽ lại là nơi không tốt ư, thật là. Lâm Phong cố ý trách móc, thật ra mục đích là hướng về phía Diệp Phàm. Ông ta thốt ra lời này thì Diệp Phàm không thể để cho Lâm Tử Nhuận phải rơi vào chỗ không tốt được. Ha ha! Diệp Phàm thản nhiên cười không trả lời, đồng thời hắn cũng suy nghĩ về tâm tư của Phó Chủ tịch tỉnh Lâm. Diệp Phàm à, nếu không ngại thì có thể đưa tôi cùng đi gặp bạn bè anh được không? Lâm Phong hỏi rồi liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, thở dài nói. Gần đây ở tỉnh cũng bận rộn, rất khó có cơ hội lên thủ đô một chuyến. Tôi cũng đã lâu không có cơ hội gặp gỡ bạn bè. Diệp Phàm biết rằng Lâm Phong cũng muốn chứng tỏ thế mạnh của mình, nếu không, đôi bên cùng kết giao, nếu không đúng trình tự thì sẽ bị người khác xem nhẹ. Hắn chợt gật đầu, cười nói. Không sao, tối nay đều là bạn bè gặp nhau cả, đến thêm càng nhiều người thì càng vui mà, ha ha. Đương nhiên, việc này cũng có mức độ, không thể ai cũng mang đi cùng được. Chuyện đó nói như vậy Lâm Phong sẽ hiểu được ngầm ý. Người Lâm Phong đưa đi cùng thì năng lực không ít, cũng có thể biết một số người trong cuộc gặp mặt. Diệp Phàm bớt chút thời gian tự mình lướt qua một vòng ở Hồng Diệp Bảo, hắn thấy mọi thứ đều bình thường. Bây giờ tam đệ Diệp Tử Kỳ đã đến Hồng Diệp Bảo. Gã vừa thấy Diệp Phàm đã tỏ ra rất thân thiết. Quản gia Hồng Diệp Bảo là Cổ Bang quay sang báo cáo với Diệp Phàm về một số chuyện vặt vãnh trong việc quản lý Hồng Diệp Bảo. Không có gì rắc rối là tốt rồi, Cổ Bang à, tiền còn đủ dùng không? Diệp Phàm hỏi. Đủ ạ, tôi cũng nói thật, tiên sinh cấp số tiền nhiều hơn nhiều so với các nơi khác. Cổ Bang thật may mắn được làm việc cho tiên sinh, rất vinh hạnh. Cổ Bang cười nói. Trên mặt thoáng vẻ cung kính chân thành. Ha ha, tiền không thành vấn đề, chỉ cần bảo đảm mọi thứ đều bình an là tốt rồi. Đương nhiên, nếu có kẻ muốn gây sự thì cậu cứ gọi điện trực tiếp cho tôi. Diệp Phàm giải thích kỹ càng xong, Cổ Bang biết điều liền lui ra chỗ khác. Sao lại không thấy Thiến Thiến ở đâu nhỉ?
Diệp Phàm phóng tầm mắt tuần hành một vòng rồi hỏi Diệp Tử Kỳ. Đang trang điểm. Diệp Tử Kỳ cười nói. Trang điểm ư, ha ha, đúng là phụ nữ. Diệp Phàm lắc đầu, có chút cảm thán. Cô ấy nói gặp anh nhất định phải trang điểm đàng hoàng, cô ấy có vẻ sợ anh. Diệp Tử Kỳ cười nói. Sợ anh ư, anh có phải là con hổ muốn ăn thịt người đâu cơ chứ? Diệp Phàm hơi ngạc nhiên, hắn không thể tưởng tượng được rằng không ngờ mình lại gây ấn tượng không hay đối với bạn gái Tống Thiến Thiến của Diệp Tử Kỳ như vậy. Vậy nên hắn cảm thấy hơi chạnh lòng. Không phải vậy đâu, cô ấy nói anh rất có khí phách. Diệp Tử Kỳ lắc đầu, cười nói. Khí phách ư, xong rồi, xem ra trong mắt Thiến Thiến thì anh giống như một tên bạo chúa, hoặc là như một tên hòa thượng, ha ha. Diệp Phàm cười sang sảng. Anh hai, anh đã tới. Giọng nói thẹn thùng của Thiến Thiến vang lên bên cạnh. Là Thiến Thiến hả, ha ha. Đây là của anh hai tặng cho em cầm lấy đi. Diệp Phàm lấy từ trong cặp ra một cái hộp, bên trong là viên hậu cung ngọc nhan hoàn. Sắc mặt Thiến Thiến ửng đỏ, sau khi cô cầm lấy thì đứng im không nhúc nhích. Mở ra xem đi, xem anh hai có rộng rãi không. Rốt cục là anh ấy đưa cái gì vậy? Diệp Tử Kỳ cười nói. Em mở ra anh hai nhé. Tống Thiến Thiến rất biết lễ nghĩa, đầu tiên cô hỏi ý kiến Diệp Phàm trước đã. Tử Kỳ nói như thế nào thì cứ thế ấy, em thương là vợ của Tử Kỳ đương nhiên phải nghe lời Tử Kỳ chứ. Diệp Phàm cười nói. Anh, ha ha, bọn em còn không có. Diệp Tử Kỳ hơi xấu hổ, lấy tay xoa đầu. Em còn chưa nghĩ xem có nên lấy anh ấy không, hừ. Tống Thiến Thiến liếc mắt bạn trai Diệp Tử Kỳ một cái, trong lúc nhất thời, thiếu chút nữa cô xem Diệp Tử Kỳ như một tên ngốc. Được được, thằng nhóc này không ngoan, em cứ mắng, anh cho em làm theo ý mình. Diệp Phàm ra vẻ người làm anh, cố ý cho em trai một bài học. Không lâu sau, Diệp Phàm tặng cho Tống Thiến Thiến viên hậu cung ngọc nhan hoàn, một giờ sau hiệu quả đã thấy rõ. Tống Thiến Thiến mừng đến nỗi không bận tâm giữ ý tứ với Diệp Phàm, cô chạy đến chỗ Diệp Phàm, ôm hắn hôn chụt một cái. Diệp Phàm nhìn có chút cảm thán, bụng nghĩ nếu đó là Phượng Khuynh Thành thì tốt rồi. Hắn cũng chạy đến hôn một cái. Trước mắt hắn lại hiện ra cảnh cô đang nằm trên chiếc ghế trúc ở đập nước Thiên Thủy. Trong lòng hắn xúc động, liền cầm lấy điện thoại rồi lại buông xuống, mấy lần như vậy mà rốt cục hắn vẫn không gọi điện thoại. Ôi, thôi vậy, cần gì phải phiền não như thế, chân đứng hai thuyền là có vẻ không đúng. Sau đó thì kết cục sẽ như thế nào chứ, thật sự là khó có thể lường được hậu quả. Không bằng bây giờ quyết định thật nhanh, dứt khoát luôn đi. Trong lòng Diệp Phàm ra quyết định. Tuy nhiên với quyết định này thì trong lòng thằng nhãi này cũng thiếu tự tin. Hắn không thể kiên trì được lâu, chuyện này đàn ông ai cũng hiểu được, chỉ dùng ý chí để hành động mà thôi. Tử Kỳ, tối nay cùng mang Thiến Thiến theo, anh đưa cậu đến gặp mấy người bạn. Sang năm cậu sẽ tốt nghiệp, ở thủ đô mà biết được vài người thì cũng có người giúp đỡ. Nếu không, anh ở quá xa cậu, có khi muốn chiếu cố cũng ngoài tầm với. Diệp Phàm thuận miệng nói. Em nghe lời anh. Cảm ơn anh. Diệp Tử Kỳ nói, vẻ mặt y bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng cảm thấy hết sức ấm áp. Chúng ta là anh em, nói sao khách khí vậy? Diệp Phàm thản nhiên cười nói, ba người cùng nhau đi. Cha con nhà họ Lâm chờ đợi mãi, rốt cục cũng tới 5 giờ rưỡi chiều. Thiết Chiêm Hùng và Lang Phá Thiên đến lúc 5 giờ. Cục trưởng Trương Vệ Thanh đến sau đó chừng 10 phút, ba người cùng đến gặp Diệp Phàm uống trà trò chuyện. Diệp Tử Kỳ và Tống Thiến Thiến đều ở cạnh giỏng tai lên nghe họ nói chuyện. Lúc này, Lâm Phong sau khi nhận được một cuộc điện thoại liền đứng lên bảo Lâm Tử Nhuận mở cửa bước ra ngoài. Diệp Phàm cũng đứng lên, phỏng chừng khách của Phó Chủ tịch tỉnh Lâm tới. Lâm Phong vội vã nói. Diệp Phàm, anh cùng trò chuyện với Cục trưởng Trương, tôi xuống là được rồi. Bởi vì Diệp Phàm chỉ giới thiệu Lang Phá Thiên và Thiết Chiêm Hùng là bạn bè nên Lâm Phong cũng không để tâm đến hai người đó. Ông ta xem ra hai người này tuổi chưa đến 40, nhiều lắm là ở bộ chỉ có thể có được cái chức phó giám đốc sở là tốt lắm rồi. Vậy nhé, thật ngại quá, ha ha. Diệp Phàm tỏ vẻ khiêm nhường, hắn cũng không khăng khăng kỳ kèo. Một chiếc Audi màu đen dừng lại ở bãi đỗ xe của nhà hàng Hải Tinh Vương, từ trên xe hai người đàn ông bước xuống. Người già hơn mặt béo tròn, phỏng chừng 50 tuổi. Người còn trẻ tuổi không đến 30, vẻ mặt có vẻ kiêu ngạo.
Lâm Phong vừa nhìn thấy liền bước ngay tới. Đầu tiên không ngờ ông ta giơ tay về phía người trẻ tuổi, miệng nhiệt tình kêu lên. Là Uông thiếu gia à, thật đúng là khách quý, không thể ngờ được, ha ha. Không ngờ trên mặt Lâm Phong có vẻ khiêm tốn và hơi cung kính. Uông thiếu tên là Uông Kiếm Dương, trai y là Uông Bác Minh, phó thường vụ đảng ủy công an quốc gia, đường đường là quan to cấp bộ trưởng. Thế nên khó trách Uông thiếu gia vẻ giống như là chủ nhân nơi này vậy. Mà Uông Bác Minh chính là hậu trường của Lâm Phong. Lâm Phong quay đầu sang người đàn ông bên cạnh nói. Chào bạn học cũ, đã lâu không gặp, ha ha. Đúng vậy, 2 năm rồi, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt ở thủ đô. Mấy lần trước anh đến thủ đô họp đều vội vội vàng vàng. Người đàn ông già hơn tên là Trần Nhất Minh, là bạn học cũ của Lâm Phong, hiện đảm nhiệm chức phó cục trưởng thường trực ban tổ chức trung ương cục cán bộ 2, cấp bậc giám đốc sở. Bởi vì vị trí của ông ta là một vị trí đặc thù nên tuy chỉ là một cán bộ cấp giám đốc sở nhưng tuyệt nhiên Lâm Phong không dám xem nhẹ ông ta. Khéo lúc gặp được sếp Trần, tiện thể cùng đến ăn cơm. Uông Thiếu thản nhiên nói, liếc mắt nhìn Lâm Tử Nhuận, con trai của Lâm Phong. Xin chào anh Uông, tôi tên là Lâm Tử Nhuận. Lâm Tử Nhuận nhanh chóng bước tới chào hỏi. Ừ, Uông Thiếu hơi gật đầu, thái độ lạnh lùng. Ông ta quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Phong một cái rồi nói. Lên lầu cái đã, lót dạ một chút, tôi hơi đói bụng. Vậy chúng ta cùng lên nhé. Lâm Phong gật đầu, dẫn hai người cùng đi lên lầu. Họ vào đến phòng, Diệp Phàm đứng lên. Thiết Chiêm Hùng, Lang Phá Thiên và Trương Vệ Thanh chỉ thản nhiên ngồi cất tiếng chào mà không đứng lên. Uông Kiếm Dương có vẻ không hài lòng, liền hừ một tiếng nói. Các vị đây là ai? Là bạn bè của Diệp Phàm, vị này là cục trưởng Trương Vệ Thanh, công tác ở cục thư ký văn phòng trung ương, hai vị còn lại là Thiết Chiêm Hùng, Lang Phá Thiên, họ đều là bạn bè của Diệp Phàm. Diệp Phàm là người trẻ nhất trong đảng ủy công an tỉnh Việt Đông, thành phố Ngư Đồng chúng tôi. Lâm Phong bước ra giới thiệu. Xin chào. Diệp Phàm cũng gật gật đầu, đưa tay ra định bắt. Tuy nhiên Uông Kiếm Dương hiển nhiên là khinh thường Diệp Phàm. Hoặc nghĩ là Diệp Phàm trẻ tuổi quá nên không ngờ cố ý không đưa tay ra bắt, chỉ hơi gật gật đầu xem như thay cho bắt tay. Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Phong ở đây, Diệp Phàm cũng không tức giận, người như thế hắn cũng đã quen gặp rồi. Vậy nên hắn cũng không so đo làm gì mà thản nhiên rút tay lại. Ngay sau đó, thằng nhãi Uông Kiếm Dương liền đưa tay về phía Trương Vệ Thanh, miệng cười nói. Xin chào sếp Trương, cứ gọi tôi Kiếm Dương là được rồi, tôi có khả năng biết ba cậu. Dù sao, Trương Vệ Thanh cũng là cục trưởng cục thư ký văn phòng trung ương, tuy nói cấp bậc chỉ như giám đốc sở nhưng lai lịch lại không nhỏ. Mặc dù Uông Kiếm Dương có kiêu căng như thế nào cũng phải coi trọng Trương Vệ Thanh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1250, hạng người vô danh. Biết ư, Trương Vệ Thanh thấy vẻ cao ngạo của Uông Kiếm Dương, trong lòng rất khó chịu, gã cũng không buồn giơ tay ra bắt. Ba của Uông Thiếu gia là Uông Bác Minh, thuộc Đảng ủy Công an Trung ương. Lúc này, Lâm Phong bên cạnh liền giới thiệu. Sao, là Uông Thiếu à, ừ. Trương Vệ Thanh thản nhiên gật đầu, nói. Ngồi đi. Nói như vậy nhưng Trương Vệ Thanh cũng không đưa tay ra. Đương nhiên gã làm vậy là muốn Diệp Phàm hả giận. Khá lắm, đại công tử Uông Thiếu của Phó Thường trực Đảng ủy Công an Uông Bác Minh. Hừ, Lang Phá Thiên ngồi bên cạnh đã sớm tức giận. Lạnh lùng thốt ra một câu. Ông anh này là ai vậy? Uông Thiếu rõ ràng là không hài lòng, y nhíu nhíu mày, liếc mắt ngắm Lang Phá Thiên một cái. Lang Phá Thiên, một tiểu bối vô danh, ha ha. Lang Phá Thiên nói với giọng châm chọc, y cười nói. Lang Phá Thiên ư, họ Lang này tôi chưa hề nghe nói đến, thật đúng là đặc biệt. Uông Thiếu cố ý nhấn mạnh chữ, lang, tất nhiên là với phép ẩn dụ so sánh Lang Phá Thiên như một loài lang thú. Cậu lang, thấy không, cậu như là một con thú đến từ phương Bắc, ha ha. Thiết Chiêm Hùng bên cạnh nói to, cố ý mỉm cười. Ông anh là ai đây, sao cười chói tai thế? Uông Thiếu ra lại hừ một tiếng, nghiêng mắt nhìn Thiết Chiêm Hùng một cái. Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Phong bên cạnh lòng lo lắng, thái độ của Uông Thiếu ra kia thật quá đáng. Hình như không thoải mái là không chịu rút tay lại. Tuy nhiên Lâm Phong cũng khó mà nói được. Đối với loại người ỷ vào gia thế quyền quý như thế này thì ông ta không có cách nào giải quyết cả.
cho nên trên mặt ông ta chỉ thể hiện vẻ chua xót, thản nhiên cười bồi vào. Thiết Chiêm Hùng cũng là hạng người hoàn toàn không có danh phận gì, là anh em của Diệp Phàm. Thiết Chiêm Hùng thản nhiên hừ nói. Anh Thiết, anh Lang, hai người các anh nói như vậy thì tôi có chút xấu hổ đấy. Diệp Phàm bên cạnh gượng cười. Người anh em có ý gì vậy? Lang Phá Thiên cố ý thể hiện vẻ mặt khó hiểu, còn liếc mắt nhìn Uông Thiếu một cái. Ha ha, không có gì, uống rượu thôi, mời. Diệp Phàm thản nhiên cười, tiếp đón mọi người ngồi xuống uống rượu. Lâm Phong khẩn trương đóng vai trò con lừa xuống sườn núi, tiếp đón mọi người vừa đến. Tuy nhiên, trong khi uống rượu, Uông Thiếu gia có vẻ như không được vừa lòng. Bởi vì ngoài Lâm Phong, Lâm Tử Nhuận và Trần Nhất Minh ngẫu nhiên cùng uống với y mấy chén thì hình như Diệp Phàm, Lang Phá Thiên, Thiết Chiêm Hùng không hề chạm cốc với y. Ngay cả Trương Vệ Thanh cũng lười chạm cốc với y. Uông Đại Thiếu gia biết là người ta không cần gặp mình, mặt y dần dần tối sầm lại, sự tức giận nhanh chóng lan tới yết hầu. Trong lòng Lâm Phong cười khổ, ông ta biết kiểu gì cơn tức giận của Uông Đại Thiếu gia cũng dễ bùng phát. Nhưng việc này lại khó mà nói được, ông ta liền nhanh chóng đưa mắt hỏi ý của bạn học cũ Trần Nhất Minh. Kiếm Dương, chúng ta làm mấy chén nào, ha ha. Trần Nhất Minh khẽ cười nói. Hơn nữa, Trần Nhất Minh có quan hệ không tồi với Uông Bắc Minh, cha của Uông Kiếm Dương, cho nên ông ta đối đãi với Uông Kiếm Dương với tư cách là bậc tiền bối. Chỉ có điều gia thế của nhà họ Uông rất bề thế nên trong chuyện kết giao này thì Trần Nhất Minh có vẻ kém thế hơn nhiều. Không uống nữa, mất cả hứng rồi, xin cáo từ. Uông Thiếu phát giận, bình thường khi đến nhà ai y cũng được tung hô, vậy mà bữa tiệc rượu hôm nay thật kỳ lạ, một viên công an từ Ngư Đồng tới với ba tên cản rỡ vô danh tiểu tốt không ngờ lại thèm để ý đến y, ngay cả đôi nam nữ trẻ ngồi cạnh cũng không thèm nhìn y. Cho nên Uông Thiếu khó mà chịu được. Thật ra tối nay Uông Kiếm Dương đồng ý tới tham dự bữa tiệc này là vì trước đó Lâm Phong mời bố y là Uông Bắc Minh. Nhưng Uông Bắc Minh làm sao lại có thể tham gia kiểu gặp gỡ như thế này được. Tuy nhiên, ông ta cảm thấy làm như vậy cũng không hay, Lâm Phong tốt xấu gì cũng là một vị cán bộ cấp phó tỉnh, con mình con trẻ, có biết thêm một vài bạn bè thế hệ mình cũng tốt. Vậy nên ông ta liền sai con mình theo Trần Nhất Minh tới tham gia bữa tiệc. Không tiễn. Rốt cục Diệp Phàm không nín được, đưa mắt nhìn tên này một cái, lạnh lùng hừ nói, không hề có vẻ khách khí. Lúc trước hắn còn nể phó chủ tịch tỉnh Lâm Phong, tuy nhiên, người này càng lúc càng không biết điều, không ai chịu nổi. Huống chi Diệp Phàm cũng là hạng người khá nóng tính. Anh có cái quái gì mà dám nói với bố anh như vậy chứ? Uông Thiếu phát hỏa, nghiêng người quay sang phó chủ tịch Lâm Phong hừ một tiếng nói. Phó chủ tịch tỉnh Lâm, người như thế này mà cũng gọi đến tiệc rượu ư. Hôm nay Uông Kiếm Dương tôi muốn người này ngồi vào chỗ của mình. Phó chủ tịch tỉnh Lâm, tôi không thích một số con chó con mèo cũng được mời đến, ngồi cùng nhau nhiều mất hết cả vui, xui xẻo. Thằng nhãi này rõ ràng muốn Lâm Phong đuổi người ta đi, vậy là y đẩy phó chủ tịch tỉnh Lâm vào nơi đầu sóng ngọn gió rồi. Vốn là ông ta đi theo Diệp Phàm đến cầu cạnh cục trưởng cục thư ký văn phòng trung ương Trương Vệ Thanh giải đường giúp con mình. Không thể tưởng tượng được Uông Đại Thiếu gia đột nhiên trở chứng như thế, còn muốn đám người phe Diệp Phàm khẩn trương đi đi, nhưng Lâm Phương khó có thể làm như vậy. Tuy nhiên, nhà họ Uông rất có thế lực, mà Uông Bác Minh chính là hậu trường của ông ta, đối với ông ta giống như là nhân bánh bích quy vậy. Chuyện này khiến cho Lâm Phong đường đường là một phó chủ tịch thường trực tỉnh Việt Đông cũng phải vã hết cả mồ hôi chán. Vừa thấy tình hình như vậy, Diệp Phàm liền đứng lên giải vây nói. Phó chủ tịch tỉnh Lâm, chúng tôi đi trước, sau này có rảnh thì nói chuyện sau vậy. Trên mặt Lâm Phong hiện lên một tia cảm kích, mà Lang Phá Thiên và Thiết Chiêm Hùng, Trương Vệ Thanh tuy hơi có vẻ không muốn đi nhưng nếu Diệp Phàm mở miệng nói như vậy thì cả ba người đều đứng lên bước đi. Về phần Diệp Tử Kỳ đã sớm tức giận nhìn chằm chằm Uông Thiếu gia. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng liếc mắt nhìn Uông Thiếu một cái, cười nói. Có như thế nào thì cũng mặc kệ. Tổng thể so với anh cũng dài hơn một chút, ha ha. Lời nói này của Diệp Phàm khá là thâm hiểm, người nào mà lông không dài thì chẳng khác nào thái giám. Mẹ nó chứ, mày dám mắng. Uông Thiếu đập bàn cái rầm, mắng mỏ. Tuy nhiên y vừa mới mắng nửa câu thì trong mắt Diệp Phàm đột nhiên bắn ra tia lửa giận, hắn nhìn chằm chằm Uông Thiếu ra, hừ nói. Anh còn dám rông dài, tôi dám cam đoan rằng hôm nay anh không ra khỏi đây được. Này cậu quý tử, có muốn thử hay không đây?
Uông thiếu gia ngược lại bị ánh mắt của Diệp Phàm nhìn chằm chằm khiến y ớn lạnh, không ngờ y lùi ra sau một bước. Đúng lúc này vang lên tiếng gõ cửa. Lâm Tử Nhuận, con trai của Lâm Phong khá là thông minh, gã vội vàng bước ra mở cửa, đang trông mong có vị cứu tinh đến giải quyết trường hợp này. Xếp lang, tôi đến hơi chậm, vừa rồi bên kia tôi vừa mới giải quyết xong một vụ mới tới được đây, xin lỗi, xin lỗi. Một người thanh niên khá to lớn bước vào, vừa tiến đến chỗ Lang Phá Thiên vừa thốt lên lời xin lỗi. Diệp Phàm liếc mắt một cái, hơi ngạc nhiên một chút. Hắn có cảm giác như đã từng gặp người này ở nơi nào rồi liền lục lại trí nhớ nhưng không thể nhớ nổi là đã gặp ở đâu. Trung Lương, chúng tôi không dám ngồi ở đây uống rượu, có người đuổi chúng tôi đi. Lang Phá Thiên xem xét người nọ rồi liếc mắt một cái, hừ một tiếng. Là ai vậy? Lông mày người thanh niên tên là Trung Lương dựng đứng cả lên, đưa tầm mắt ra nhìn khắp phòng. Khi nhận thấy Uông thiếu gia gã cũng hơi có vẻ ngạc nhiên một chút, đang muốn mở miệng nhưng Uông Kiếm Dương lại mở miệng trước, nói. Trấn, tham mưu trưởng Trấn, ngài cũng đến đây à? Tuy nhiên, Uông Kiếm Dương vốn kiêu ngạo là thế vậy mà khi nói những lời này thì đột nhiên nét mặt trở nên lo lắng, mặt hơi có vẻ sượng sùng. Ha ha, chính là người không có lông mao này đuổi chúng tôi đi đấy. Lang Phá Thiên dài giọng, hơi có vẻ tức giận, nói. Hơn nữa, trên mặt lộ ra một tia cười mỉm. Rốt cục sao lại thế này anh Lang? Trung Lương có chút nghi hoặc, liếc mắt nhìn Uông Thiếu một cái. Rất đơn giản, chúng tôi uống rượu đang vui vẻ như vậy thì vị Uông Thiếu không có lông mao này chơi bài đùa giỡn, mắng cậu em Diệp Phàm của chúng tôi là lông mao ngắn, sau rồi cậu Diệp mắng anh ta không ra gì. Cho nên Uông Thiếu ra đuổi chúng tôi đi. Ha ha. Lão Lang tôi đây ở thủ đô này chưa hề gặp kẻ đuôi mù không có lông mao như thế này đấy. Lang Phá Thiên một câu nói đến từ không có lông mao, hai câu cũng không có lông mao, vậy mà dưới ánh mắt sắc bén của tham mưu trưởng Trung Lương thì Uông Thiếu gia không ngờ không dám cãi lại, thật là quỷ dị. Uông Kiếm Dương, mau quay sang xin lỗi xếp Lang và Diệp tiên sinh đi. Trấn Trung Lương hướng về phía Uông Kiếm Dương nói. Trấn, tham mưu trưởng Trấn, việc này. Mặt Uông Kiếm Dương lập tức chuyển sang màu gan lợn, y liếc mắt nhìn mọi người một cái, cảm thấy dù sao đi nữa cũng không thể nói gì được, quá mất mặt. Hừ, Trấn Trung Lương hừ lạnh một tiếng, không ngờ Uông Kiếm Dương sợ run lên, miệng mấp máy lẩm bẩm. Được rồi, rất xin lỗi. Uông Kiếm Dương, cậu nói xem, bình thường Trấn Trung Lương tôi đối đãi với cậu thế nào? Trấn Trung Lương hừ một tiếng, nói. Rất tốt, giống như anh em vậy. Uông Kiếm Dương hơi cúi đầu, nói. Vậy là tốt rồi, bình thường cậu gọi tôi là anh Trấn, cậu cũng biết, cục trưởng Lang đây tôi cũng phải gọi anh ấy là anh Lang. Trấn Trung Lương mặt nhăn mày nhó, hừ một tiếng. Đúng ạ, rất xin lỗi anh Trấn, tôi không biết bọn họ là bạn anh. Uông Kiếm Dương nói, liếc mắt nhìn phó cục trưởng thường trực cục cán bộ hai ban tổ chức trung ương Trần Nhất Minh một cái. Trần Nhất Minh đành phải kiên trì đến cùng, ông ta mở miệng. Kiếm Dương, vị này là lãnh đạo của tham mưu trưởng Trấn, thật là thất kính. Tham mưu trưởng Trấn, tôi là Trần Nhất Minh, công tác ở Cục Cán bộ hai ban tổ chức Trung ương. Vốn hôm nay tôi là khách mời của Chủ tịch tỉnh Việt Đông Lâm Phong, anh ấy cũng mời cả cha của Kiếm Dương là Uông Bác Minh. Tuy nhiên Uông Bác không đến được nên bảo Kiếm Dương cùng tôi đến gặp Phó Chủ tịch Lâm. Không ngờ lại có chuyện hiểu lầm với xếp Lang và Diệp tiên sinh đây. Chén rượu này tôi mời mọi người. Mọi người bỏ qua nhé. Anh Lang, anh thấy thế nào? Trấn Trung Lương liếc mắt hỏi ý kiến Lang Phá Thiên. Cậu Diệp à, cậu thấy thế nào? Lang Phá Thiên không trả lời mà đưa mắt nhìn Diệp Phàm. Anh Thiết, anh Trương, các anh thấy thế nào? Diệp Phàm lại hỏi Thiết Chiêm Hùng và Trương Vệ Thanh. Hay là vẫn cậu Diệp quyết định đi? Thiết Chiêm Hùng nói, Trương Vệ Thanh gật đầu. Vòng vo như vậy, cuối cùng lại đến tay Diệp Phàm. Hắn nhìn Uông Đại Thiếu Gia, lại nhìn Lâm Phong rồi nói. Nếu như vậy thì mọi người cùng làm một ly nhé, Phó Chủ tịch Lâm, anh thấy thế nào? Diệp Phàm nói như vậy một mặt để trưng cầu ý kiến Lâm Phong, thực ra câu đầu tiên đã thể hiện ý hắn rồi. Trong lòng Lâm Phong rất cảm kích, ông ta biết lời nói của mình trong mắt Trương Vệ Thanh chẳng là gì cả, chính ông ta sao lại dám làm điều đó? Nếu Trương Vệ Thanh là bạn bè Diệp Phàm đã đồng ý rồi. Sau đó lại hỏi ý kiến ông ta như vậy, vừa để bạn bè hắn cùng đồng ý nhưng đồng thời cũng tôn ông ta lên. Lâm Phong nhanh chóng gật đầu nói.
tất cả mọi người đều là bạn bè, đêm nay tôi làm chủ, mời mọi người cùng ngồi xuống uống với nhau vài chén nhé. Chương 1251, chuyện của đàn ông còn ít xen vào thôi. Chính bởi vì hắn không chần chừ nên tôi mới cảm thấy Trương Vệ Thanh là một người đáng để kết giao. Diệp Phàm nói, liếc nhìn Kiều Viễn Sơn một cái. Đáng kết giao, thật không? Chẳng qua là nhìn thấy anh, Viên Viên có chút giao tình, chuyên doanh mà thôi. Kiều Viễn Sơn lại tỏ rõ giọng mỉa mai. Thiên hạ thương sinh đều có lợi, chỉ là chuyện chữ lợi, cùng nhau được nhiều lợi hơn là được rồi. Không thể nói ai đang kinh doanh ai. Kỳ thực, thưa trưởng Ban Kiều, về chuyện này, nói một câu thật lòng là tôi chỉ là tự ra chủ trương, đến giờ vẫn chưa có đề cập với Trương Vệ Thanh. Mặc dù anh ta có biết mối quan hệ giữa tôi và Viên Viên, nhưng anh ta lại không đoán ra được những chuyện này, và cũng không nhắc đến chuyện này trước mặt tôi. Chỉ là, tôi cảm thấy anh ta là một người đáng kết giao thôi, hơn nữa, đến bây giờ, không những anh ta mà đến cả Hứa Chính Dương cũng đều không có chính kiến, không thể gọi là cỏ đầu tường hoặc trần trừ được, có phải không? Giọng của Diệp Phàm càng chân thành hơn. Tôi dựa vào gì để tin anh chứ? Kiều Viễn Sơn lạnh nhạt nói. Rồi ngồi thẳng người dậy, nhìn Diệp Phàm một cái. Tin hay không là ở ông, tôi không thẹn với lương tâm là được rồi. Ông cũng không phải lo tôi có chuyện gì phải cần đến Kiều ra đâu. Trước đây, khi chưa quen Viên Viên, dù có bị bác gái làm khó dễ thì chí ít tôi cũng đã ngồi lên được cái ghế chủ tịch của một huyện. Cho dù là hiện tại, tôi cũng không nghĩ sẽ nhất định phải dựa vào nhà họ Kiều hay gì cả, chỉ là tôi cảm thấy Viên Viên là bạn của tôi. Trương Vệ Thanh đã có khuynh hướng này thì tôi cũng muốn giúp anh ta một tay, anh ta tất sẽ ghi nhớ thôi. Thái độ Diệp Phàm bình tĩnh, không tự kiêu cũng không giận dữ. Khá lắm, không dựa vào Kiều gia chúng tôi, khá lắm, chàng trai trẻ, cậu nhớ lấy lời nói hôm nay đấy. Hôm nay tôi cũng sẽ giữ những lời này để nói lại với Viên Viên. Sau này, cậu không lên tới được cấp phó tỉnh bộ thì đừng bước vào cửa nhà họ Kiều này. Cậu đã có thể kiên cường như thế thì tôi cũng muốn xem cái kiên cường này của cậu xuất phát từ đâu. Là kẻ khua môi múa mép hay là làm bộ làm tịch, thực lực mới là thứ vũ khí tốt nhất khiến người ta tín phục. Người trẻ, làm người không nên quá phù phiếm, nếu không có thực lực thì nên khiêm tốn cho tôi một chút, nếu không cậu sẽ là người chịu thiệt đấy. Kiều Viễn Sơn nhíu mày mỉm cười nói. Ba, thế này là yêu cầu cao quá. Đợi Diệp Phàm lên được cấp phó tỉnh bộ thì dâu cũng đã trắng hết cả rồi, không được, cái yêu cầu này thật quá khó, sửa thành cấp giám đốc sở thế nào. Kiều Viên Viên bước đến bên Kiều Viễn Sơn, giọng nói có vẻ tức giận. Kiều Viên Viên đương nhiên là lo rồi, nếu Diệp Phàm không thể bước vào cửa Kiều gia thì làm sao mà có thể cưới cô được. Lời cha cô nói lúc nãy là chặn hết đường của Diệp Phàm rồi, thế thì cô và Diệp Phàm chẳng phải là không thể rồi sao? Nếu thật sự phải đợi đến lúc Diệp Phàm lên được cấp phó tỉnh bộ thì biết đến bao giờ. Cô có đợi được không? Khéo chưa đến lúc đấy cô đã thành bà lão rồi, huống hồ Diệp Phàm cả đời này có hy vọng lên được phó tỉnh bộ hay không cũng còn khó nói. Bởi vì, trước tiên đường qua Kiều gia này đã bị bịt kín rồi, không có nhà họ Kiều giúp, Kiều Viên Viên đương nhiên lo Diệp Phàm bước không đến được cái độ cao ấy. Đương nhiên điều Viên Viên lo lắng nhất là cha mình đẩy Diệp Phàm đến nhà họ Phượng. Chuyện của đàn ông con xen vào ít thôi, con lên lầu trước đi, ở đây không có việc của con. Kiều Viễn Sơn bắt Kiều Viên Viên phải đi lên tầng. Con đi ra cửa đợi Diệp Phàm, có chút chuyện muốn bàn với anh ấy. Kiều Viên Viên không vừa ý cãi lại, quay ngoắt một cái đi ra phía ngoài cửa. Này chàng trai, hãy nhớ đấy, kể cả cậu cũng không được lợi dụng Viên Viên để đến Kiều gia xin việc. Kiều Viễn Sơn bỗng nhiên như nhớ ra chuyện gì. Đến cả con đường qua Kiều Viên Viên cũng bịt chặn lại. Ông yên tâm, Diệp Phàm tôi không vô liêm sỉ vậy đâu. Vậy xin cáo từ. Diệp Phàm xoay người bước đi. Tôi gọi Trương Vệ Thanh qua một chuyến, cậu không phải đến nữa. Giọng Kiều Viễn Sơn từ phía sau nói đến. Yên tâm, lần sau, khi tôi đến nhà họ Kiều, nhất định ông sẽ phải mở cửa lớn mà nghênh đón, cáo từ. Vừa bước ra khỏi cửa, trên khuôn mặt kia đã xuất hiện một tia hận. Thâm tâm nguyền một câu, lão già thật không phải là cóc. Diệp Phàm, anh không nhịn được hay là lại nổi tính lên rồi. Nét mặt Kiều Viên Viên rất khó coi, rõ là điệu bộ thật đáng thương. Viên Viên, anh cả đời này chính là như thế này, cái tính này không sửa được, em nên suy nghĩ kỹ, nếu muốn tiếp tục với anh thì phải nhẫn nhịn. Nếu không,
lời ba em nói lúc nãy em cũng nghe thấy rồi, không lên được cấp phó tỉnh bộ thì đứng bước chân lần thứ hai vào nhà em. Vừa rồi, anh đã đồng ý những lời này của ông ấy, bao gồm cả việc không mang em ra làm quân bài. Vì thế, sau này em cũng không phải đến chỗ anh nữa, đến anh cũng không gặp đâu, còn nữa, em phải suy nghĩ kỹ đấy. Nếu thật đợi anh đến chức phó tỉnh bộ chắc chẳng biết đến bao giờ, em có thể dứt bỏ nhà họ Kiều không? Diệp Phàm nghiêm túc nhìn thẳng vào Viên Viên mà nói. Hừm, có phải anh là muốn đá em, muốn đến nhà họ Phượng rồi đúng không? Kiều Viên Viên tức giận, nhìn Diệp Phàm một cách giận dữ. Không phải, lời ba em nói ban nãy em không nghe rõ sao? Có phải thật em muốn anh lên được cấp phó tỉnh bộ rồi đến cưới em không? Đây là vấn đề hiện thực, nên ý anh là hỏi em là có rời bỏ nhà họ Kiều được không? Diệp Phàm hắng giọng nói. Anh, đời này em dựa cả vào anh rồi. Kiều gia không nhận anh, em sẽ trèo tường ra cùng anh, em sẽ cùng anh đến nhà họ Tống. Kiều Viên Viên không chút do dự, kéo tay Diệp Phàm hướng đến phía chiếc xe. Tuy nhiên, Diệp Phàm phát hiện, lúc Kiều Viên Viên quay lung đi, trong đôi mắt kia có giọt nước long lanh nơi khóe mắt, lại còn cứ nhìn mãi khuôn viên nhà họ Kiều rồi mới quay đi, điều này có lẽ là quyết định mà Kiều Viên Viên vừa mới nảy ra. Chuyện này cần dũng khí tương đối lớn, nếu Kiều Viên Viên đi theo Diệp Phàm thì tất phải ra khỏi nhà họ Kiều, thật là để làm được điều này, nếu không có dũng khí hẳn không làm được. Ôi, Diệp Phàm thở dài, hai tay nắm chặt, ôm lấy Kiều Viên Viên rồi bước vào xe. Em cũng không phải lo lắng quá nhiều, dựa vào tốc độ thăng chức của anh, có lẽ 10 năm sau là lên được cấp phó tỉnh bộ, đến lúc đó anh cũng 33 tuổi, lúc ta kết hôn cũng chưa phải là muộn, ha ha, cũng chỉ là kết hôn muộn sinh con muộn. Nào, mỉm cười cái đi, có phải không? Diệp Phàm xích lại một chút rồi cười. Ai nói là sẽ lấy anh chứ? Kiều Viên Viên cuối cùng cũng đã cười, trên khuôn mặt đó còn đọng lại giọt nước lăn từ mắt xuống, đánh nhẹ vào người Diệp Phàm một cái. Nếu mọi chuyện xong được thì có lẽ tối nay sẽ làm lễ đính hôn, đến lúc ấy anh sẽ mời một vài người bạn đến. Diệp Phàm cười lớn rồi lái xe đi. Thế anh định sẽ làm ở đâu, người nhà Thiến Thiến có vừa lòng hay không? Kiều Viên Viên hỏi. Tổ chức ở nhà chúng ta, sẽ làm cho họ vừa lòng. Diệp Phàm cười đáp. Nhà của chúng ta, ở đâu? Sao em không có nghe nói đến, lẽ nào anh mua nhà ở Bắc Kinh rồi? Trên mặt Kiều Viên Viên hiện lên một tia mong chờ, cũng hơi có chút đỏ mặt. Bí mật trước đã, đến tối sẽ nói. Diệp Phàm cười ra vẻ thần bí trả lời. Hức! Kiều Viên Viên không nhịn được hừ một câu, khoảnh khắc thật quyến rũ, khiến người ta phải nhìn vào. Viễn Sơn, ông yêu cầu thế này có phải là quá đáng không? Đợi Tiểu Phàm lên được cấp phó tỉnh bộ thật thì chắc dâu cũng trắng rồi, lẽ nào muốn đợi đến lúc Viên Viên già rồi mới được kết hôn sao? Bà xã Kiều Viễn Sơn, Diệp Dung giọng có vẻ trách móc, lườm chồng một cái. Nếu Tiểu Diệp cả đời này không lên được đến cái chức ấy, lẽ nào ông muốn Viên Viên cả đời sống một mình sao? Không đến được cái chức ấy thì có tư cách gì mà bước vào nhà họ Kiều này? Không bằng chia tay luôn đi. Kiều Viễn Sơn giọng lạnh nhạt nói. Vẻ chẳng có chút tình người nào. Ông thế này thật chẳng có tình người, Viên Viên là con gái ông, không phải là nhặt về đâu. Diệp Dung có chút tức giận. Cái này thì có liên quan gì đến việc nhặt về hay sinh ra, tôi là muốn tống cổ cái tên ngông cuồng ấy, cái thằng nhóc ngông cuồng này, gặp tôi mà còn khoe khoang một mớ lý luận thối rắm. Cho rằng còn trẻ mà đã lên được chức phó giám đốc sở mà đã lên mặt. Kiều Viễn Sơn tôi nói cho hắn biết. Có thể che ô dù cho hắn thì đương nhiên cũng có thể kéo cái ô ấy xuống được. Không có sự giúp đỡ của nhà họ Kiều, hắn đâu làm được cái gì, nghe nói đến cả báo quốc hắn cũng chửi, cầm được ít tiền, cố nhiên cũng phải nghiêm mặt về báo. Thằng nhóc không biết sợ này, không cho nó một bài học thì nó coi Kiều gia chúng ta thành cái gì. Kiều Viễn Sơn có cách nhìn của riêng mình. Có lẽ bản tính cậu ta đã là như vậy, cậu ta có thể không sợ ông, như thế không phải là càng tốt sao? Chẳng lẽ ông lại thích một người cứ nhìn thấy ông là sợ khúm núm? Loại người ấy, tôi không thích, hơn nữa, trước đấy khi hắn chưa quen Viên Viên chẳng phải cũng đã ngồi trên ghế chủ tịch của một huyện rồi sao? Nghe Viên Viên nói Diệp Phàm làm chủ tịch huyện năm 21 tuổi, ông đã từng gặp ai mới 21 tuổi mà đã làm chủ tịch huyện chưa? Hơn nữa, chuyện báo quốc lần trước nếu không phải là cậu ấy,
mà là ông mang cái mặt già này đi cầu xin Uông Chính Tiền thì xem cái mặt ông còn chỗ nào mà che lấp nữa. Diệp Dung trực tiếp tỏ thái độ. Hắn có bỏ ra chút sức, nhưng tôi cho hắn nhiều hơn. Bà thì hiểu cái gì chứ, lúc trước cái mũ chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật chính là tôi cho hắn. Sau này, Triệu Sương Sơn muốn bắt hắn khai đao, còn không phải lực lượng ẩn nhà họ Kiều chúng ta đang ảnh hưởng đến Triệu Sương Sơn. Bằng không, trong cái vụ quần chúng làm loạn ấy, hắn đã bị người khác hy sinh rồi, còn ngồi được trên ghế phó giám đốc sở. Một tên thằng nhóc không biết báo ân, không gõ hắn lẽ nào để hắn cao bay mất. Diệp Dung, bay càng cao, ngã càng đau. Hơn nữa, Viên Viên cũng mới chỉ 22 tuổi, còn trẻ, cứ nói trước, nếu không được thì lại đổi người khác. Thanh niên bây giờ, tình cảm đâu có kiên định như thời của chúng ta, thay đổi thất thường lắm. Kiều Viễn Sơn hừ giọng nói, nhấp một ngụm trà rồi nhìn ra cửa sổ. Đấy chỉ là cách nghĩ của ông có nghĩ đến suy nghĩ của Viên Viên không? Nếu theo cái lý luận của ông, đợi Diệp Phàm lên được chức phó tỉnh bộ rồi mới lại được bước chân vào nhà họ Kiều thì lúc ấy Viên Viên không chờ được, nó lại muốn làm hành động gì đó dại dột thì sao? Kiều Viễn Sơn ông có thể không cần con gái nữa không? Diệp Dung tôi không thể mất Viên Viên. Diệp Dung càng nói càng không giữ khách khí nữa. Nó dám, xem tôi có bẻ gãy xương cốt của tên nhãi đấy không, muốn đem Kiều ra ra làm trò đùa sao? Kiều Viễn Sơn ngồi thẳng người dậy. Thực sự có chút khiến người ta sợ. Chỉ tiếc là, bây giờ hắn lại phải đối diện với Diệp Dung, người vợ đã cùng ông nắm tay đi qua mấy thập niên rồi. Chương 1252, một đôi quỷ sắc già. Đâu có bị hắn làm cho sợ hãi, Diệp Dung nói. Thủ đô là của Kiều gia chúng ta rồi, ông làm vậy không phải đẩy người ta đi sao? Tôi lại cảm thấy thằng nhóc này không tồi, có nguyên tắc và chủ kiến của riêng mình. Mặc dù là nhìn thấy ngươi của ủy viên bộ chính trị cũng không sợ, cái này gọi là gan dạ sáng suốt. Ông không nhìn thấy, đến cả quan to cấp tỉnh bộ này thấy ông, toàn thân cũng chẳng tự nhiên được chút nào. Nói khó nghe chút, lần trước có ông chủ tịch tỉnh đến nhà chúng ta, mông chỉ dám ngồi một nửa sofa. Sau khi tôi pha trà, hắn vì không cẩn thận, thiếu chút nữa liền đánh rơi xuống dưới sofa. Người ta là chủ tịch tỉnh, còn sợ ông như vậy. Thế mà Diệp Phàm, một cán bộ cấp phó giám đốc sở, sự gan dạ sáng suốt kia lại càng không có gì để nói. Người như thế, tôi cảm thấy hắn có một cái gốc kiêu hùng. Diệp Dung nhìn người cũng nhìn tương đối chuẩn, dù sao cũng là phu nhân của Kiều Viễn Sơn. Nếu bà biết cậu ta có một cái gốc kiêu hùng, vậy bà cũng biết, kiêu hùng kết cục cuối cùng đều phải bước lên đoạn đầu đài, năm đó mấy bá chủ ở Phổ Hải, người nào không phải kiêu hùng, nhưng cuối cùng thế nào? Không một ai có kết cục tốt. Cho nên, tôi hiện tại đang tôi luyện cậu ta, chính là muốn cậu ta kiềm chế bạo khí, kiềm chế mới là tố chất tốt để lên cao thêm một cấp lãnh đạo. Diệp Dung, không cần xem khả năng kiềm chế của thằng nhóc này, không phải người bình thường có thể làm được. Hắn khi nào hỏa hậu đến, thì có thể bước vào cửa Kiều gia. Ở cương vị phó giám đốc sở tính khí có chút bốc đồng còn được, đến khi là giám đốc sở rồi, quản lý cả một thành phố. Kiềm chế là tố chất bắt buộc phải có. Bằng không, một thành phố, mấy triệu nhân khẩu đều trong tay mình, mỗi tiếng nói mỗi cử động của mình, đều là khuôn mẫu, tấm gương cho toàn thành phố. Toàn thành phố mấy triệu dân nhìn vào, có lẽ chỉ một câu nói không đúng cũng có thể khiến đối thủ nắm được thóp, mà khiến cho bao nhiêu cố gắng của mình đổ xuống sông xuống biển. Ngọc không mài không sáng, thằng nhóc này, hiện tại góc cạnh còn nhiều lắm, chưa dùng được đâu. Để đến lúc hắn vào nhà tù lại hại Viên Viên, không bằng đánh trước một phen, mài đến lúc thật không được thì bỏ, khỏi đến lúc hại người hại cả mình. Kiều Viễn Sơn nói thế nhưng đúng là tình hình thực tế, Diệp Dung nghe xong cảm thấy cũng có chút có lý. Tuy nhiên, tấm lòng cậu ta vẫn không tồi, ông xem, chúng ta chưa làm gì cho cậu ấy, mà cậu ấy một lòng lại nghĩ cho Kiều gia chúng ta. Năng lực của Trương Vệ Thanh tuy tôi không rõ ràng lắm, nhưng... Người có thể ngồi vào cái vị trí kia như cậu ấy tuyệt đối là một người tài, giơ tay không đánh khuôn mặt tươi cười của người khác, lão Kiều, ông cũng nên kiềm chế một chút. Tôi cảm giác vừa rồi ông còn có điểm giống một lãnh đạo nhà nước thượng tọa, hống hách thật sự. Thực ra, trong lòng ông lúc nào chẳng tồn tại ý nghĩ về sự ưu việt của nhà họ Kiều. Chỉ có điều người trong cuộc không bằng người tỉnh táo ngoài cuộc. Diệp Dung thản nhiên nói. Thôi vậy, việc này về sau nói sau. Trương Vệ Thanh thật sự là một nhân tài, chuyện này cậu ta xử lý không tồi, tôi cho cậu ta thêm 5 điểm.
Kiều Viễn Sơn khoát tay áo, khép hờ mắt thưởng thức trà, Diệp Dung cũng không hé răng, biết chồng phiền lòng rất nhiều chuyện, vị trí càng cao, càng khó vững chắc chỗ ngồi. Đây là cái gọi là chỗ cao không thắng hàn sở trí. Cho nên, yên lặng hãm trà cho chồng. Cha của Tống Thiến Thiến, Tống Bạch An là một tiểu thương nhân, mở một quán rượu nhỏ, đương nhiên không bằng các nhà hàng loại sao, nhưng gia sản cũng có chừng vài triệu. Ở thủ đô cũng chỉ có thể xem như nhà có chút tài sản. Cho nên, Tống gia cũng sống trong tứ hợp viện, hai tầng, gạch hồng ngói hồng có vẻ vừa tao nhã lại xa hoa, hơn nữa tường vây, diện tích khoảng chừng có 300-400 mét vuông. Diệp Phàm lái xe đến Land Rover rồi dừng xe trước cửa. Tống Thiến Thiến và em trai Diệp Tử Đệ đến cửa nghênh đón, Tống gia cũng phái người con cả cùng đến, cũng chính cán bộ đương đảm nhiệm khu ban tổ chức trưởng phòng Tống Ninh Kiệt. Anh hai, anh ấy là đại ca của em Tống Ninh Kiệt. Tống Thiến Thiến nhiệt tình giới thiệu nói, tuy rằng Tống Thiến Thiến chỉ biết Diệp Phàm ở thành phố Ngư Đồng đảm nhiệm chức chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật, nhưng luôn cảm giác anh có năng lượng lớn. Cho nên, sau khi về nhà cũng thận trọng yêu cầu người trong nhà phải nhiệt tình với Diệp Phàm một chút. Tuy nhiên, lời nói Tống Thiến Thiến hiển nhiên không làm cho người của Tống gia coi trọng. Người của Tống gia luôn cảm thấy chính mình là người thủ đô, nhà lại có chút tiền, hơn nữa Tống Ninh Kiệt cũng là một ông quan. Hơn nữa nhậm chức ở ban tổ chức cán bộ, so với Diệp gia đến từ Cổ Xuyên kia thì cao quý nhiều lắm. Diệp gia muốn cùng Tống gia dạm hỏi, đũa mốc đòi chọc mâm son, cho nên, còn phải xem Tống gia thái độ thế nào, quyền chủ động là của Tống gia. Xin chào trưởng phòng Tống. Diệp Phàm nhiệt tình đưa tay ra bắt. Ừ, xin chào. Tống Ninh Kiệt sau vài giây ngạc nhiên đã lấy lại bình tĩnh, lịch sự bắt tay Diệp Phàm, không mặn không nhạt. Đây là bạn gái tôi, Kiều Viên Viên. Diệp Phàm giới thiệu nói, Kiều Viên Viên cũng cùng Tống Ninh Kiệt chào hỏi nhau, rồi mấy người đi vào trong viện. Phát hiện sân đại sảnh của Tống gia tương đối lớn, bên trong bày 4 chiếc bàn tròn lớn, đến cả chỗ đất trống trong khuôn viên có trồng đại thụ cũng bày 5 chiếc bàn như thế. Đã có một nửa khách đến, đang ngồi ở bàn trên nói chuyện phiếm nịnh hót nhiệt liệt, đúng là phồn hoa. Gặp Diệp Phàm đang cùng đi với Tống Ninh Kiệt, các vị khách đều bắt đầu chú ý Diệp Phàm. Tuy nhiên, hiển nhiên, điểm sáng của Diệp Phàm đều bị Kiều Viên Viên lấy đi rồi, nhóm đàn ông kia ánh mắt đều tập trung vào đại mỹ nữ Kiều Viên Viên, nên Diệp Phàm bị bỏ qua. Kiều Viên Viên vừa thấy, liền bước gần Diệp Phàm hơn. Làm ra bộ dạng yểu điệu vô cùng hạnh phúc đi nép vào Diệp Phàm bước vào đại sảnh. Đi vào đến đại sảnh, Tống Ninh Kiệt hướng đến chiếc bàn tròn ở giữa mà bước trước. Diệp Phàm cùng Kiều Viên Viên theo ở phía sau, Diệp Tử Kỳ và Tống Thiến Thiến theo sát sau đó. Toàn bộ khách khứa đều nhìn chằm chằm vào đám người đang đi đến này, đôi tiếng xì xào không biết họ đến từ đâu. Đúng lúc này, bên ngoài có một chàng trai bước vào, có chút bộ dạng tương tự Tống Ninh Kiệt. Đoán nếu không phải huynh đệ thì cũng là anh em họ. Chàng trai này từ xa đã liền hô. Anh, Chủ tịch quận Mai tới rồi, Chủ tịch quận Mai tới rồi. Chủ tịch quận Mai tới rồi. Nhóm khách khứa lập tức sôi bàn tán, trong mắt nhiều người đều là hâm mộ, cũng có người là đố kỵ. Mà những người lớn tuổi ban đầu ngồi ở trên bàn cùng với Tống gia đều đứng lên, mà tốc độ của Tống Ninh Kiệt lại càng không chậm, vài bước đã bước ra đến cửa, theo phía sau là tốp người ngồi ở bàn chính. Diệp Phàm và Kiều Viên Viên dừng bước, quay đầu nhìn lại, cũng muốn nhìn một chút Chủ tịch quận Mai là ai. Không lâu sau, một người có cái mặt tròn, bụng bia ưỡn ra, tuổi tầm trung niên phúc hậu chậm rãi bước vào đại sảnh như một ngôi sao. Lúc này, Tống Thiến Thiến vừa nhìn thấy mặt người đàn ông bên cạnh đi theo một người thanh niên trên mặt đầy những nốt tàn nhang, thì thân mình có chút run rẩy và lại càng hướng về phía Diệp Tử Kỳ, giống như có chút sợ hãi. Sao thế Thiến Thiến? Có phải không thoải mái không? Diệp Tử Kỳ cũng cảm giác được bạn gái mình đang run, nhẹ nên hỏi nhỏ. Không, không có gì. Tống Thiến Thiến nói, tuy nhiên, Diệp Phàm đã chú ý tới ánh mắt Tống Thiến Thiến có chút khinh ghét. Theo ánh mắt nhìn lại, phát hiện người thanh niên có tàn nhang kia cũng đang nhìn Tống Thiến Thiến. Ban đầu là vẻ mặt tươi cười, vừa thấy Diệp Tử Kỳ, thì nụ cười kia tắt lại. Chủ tịch của quận nào? Diệp Phàm nhẹ giọng hỏi Tống Thiến Thiến. Phó Chủ tịch quận Triều Dương, thực ra nên gọi là Phó Bí Thư Mai mới đúng, bởi vì hắn là Phó Bí Thư quản lý đảng quần chúng quận Triều Dương, là lãnh đạo của đại ca em. Vừa rồi anh họ em không hiểu này, cho nên, kêu loạn lên Thiến Thiến nói. Phó Bí Thư Mai, mời ngồi. Tống Ninh Kiệt mặt tươi cười,
nhiệt tình địa tiếp đón Phó Bí Thư Mai mời lên trên an tọa, đi theo Phó Bí Thư Mai còn có hai người đàn ông trung niên cùng với một cậu thanh niên mặt lắm tàn nhang, tổng cộng bốn người, đều được Tống Ninh Kiệt tiếp đón trong đại sảnh và mời lên thượng tọa. Mà Diệp Phàm, tự nhiên bị Tống Ninh Kiệt tạm thời lãng quên. Chính xác là đã quên, bởi vì Tống Ninh Kiệt còn đang để mắt đến cái vị trí cục phó trưởng phòng. Mà vị Phó Bí Thư Mai này là phân công quản lý tổ chức công tác Phó Bí Thư chuyên trách, hiển nhiên ý kiến của ông ta lớn lắm. Không thể tưởng được vị đại thần này bình thường khinh thường mình lắm mà hôm nay không ngờ lại đến Tống gia, thực sự chút vẻ vang cho kẻ hèn này, cảm giác vui mừng lắm. Tống Ninh Kiệt đương nhiên là được sủng ái mà đâm ra lo sợ, cúi gập người xuống, tận tâm thể hiện sự cung kính, phục vụ ông ta. Sắp xếp xong đoàn của Phó Bí Thư Mai. Người kia thanh niên mặt lắm tàn nhang kia đột nhiên quay sang Tống Thiến Thiến cười nói. Thiến Thiến, đã lâu không gặp, đến bên này ngồi đi. Người thanh niên vỗ vào một bên còn trống. Thấy Tống Thiến Thiến không nhúc nhích, Tống Ninh Kiệt sắc mặt có vẻ khó coi, liền nói với em gái. Thiến Thiến, Bỉ Văn bảo em ngồi thì em cứ ngồi, cũng vừa hay còn trống một chỗ. Không cần đâu, em ngồi cùng với các bạn của anh hai được rồi. Tống Thiến Thiến lắc lắc đầu. Lúc này, cha của Tống Thiến Thiến Bạch An quay sang phía Diệp Phàm nói. Bàn bên cạnh còn có chỗ trống, các người đi sang bên cạnh ngồi đi. Thiến Thiến ngồi ở lại, ba người bọn họ tự mình ăn là được. Để tôi sang ngồi cùng họ. Tống Thiến Thiến kiên quyết đi cùng Diệp Phàm tới bàn bên cạnh. Kiều Viên Viên mặt trầm xuống đã muốn phát hỏa, tuy nhiên, cánh tay bị Diệp Phàm nhẹ nhàng nắm lấy, nên cũng liền nhịn xuống. Lợi thế quỷ. Kiều Viên Viên không kìm nổi cào nhào nhỏ một câu. Thôi nào, mọi người đều như thế. Diệp Phàm thản nhiên cười cười, cũng không để ý. Dù nói Tống gia không tiếp Diệp gia chúng ta, Diệp gia chỉ có cưới Tống Thiến Thiến, về sau Tống gia, Diệp gia tôi không quen cũng tốt, đỡ cho lúc ấy chuyện phiền toái càng nhiều hơn. Phó Chủ tịch quận Mai kia ánh mắt dõi theo Diệp Phàm, đến Kiều Viên Viên thì dừng lại hồi lâu mới thu trở về. Về phần cậu thanh niên mặt đầy tàn nhang kia, ánh mắt dừng ở người Kiều Viên Viên hồi lâu mà vẫn không kiềm chế để thu trở về, y như mắt của con sói ác vậy, nhíu mày thẳng với Kiều Viên Viên rồi mới thu ánh mắt về. Bày đồ ăn lên, một con dê già và một con dê trẻ. Kiều Viên Viên không kìm nổi lại cào nhau một câu. Ha ha, cho thấy Viên Viên nhà ta có chút sắc đẹp, làm mê muội lũ đàn ông trong thiên hạ. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, cảm giác chân bị kẹp đau nhức. Nhíu nhíu mày, nhưng đành phải nhịn. Cái này, đương nhiên là tác phẩm của Kiều Viên Viên. Cô nàng này biết Diệp Phàm có nội kình trong người, cho nên, ra tay tuyệt không chút lưu tình, ra sức cắn răng nhéo một cái. Phỏng chừng đến cả một khối thịt lớn cũng phải xanh tím. Chương 1253, tôi nói anh đấy, thì đã làm sao? Ăn uống xong một hồi, bàn bên này của Diệp Phàm đều là người nhà Tống gia, Diệp Phàm không quen biết. Chỉ cứ thế nâng cốc bình thường mà uống. Kiều Viên Viên ngồi bên Diệp Phàm rót rượu, khiến cho cả bàn khách đều nhìn vào mà đằng đằng sát khí. Nhưng bắt gặp ánh mắt thản nhiên của Diệp Phàm, những ánh mắt đằng đằng sát khí này cũng dần dịu lại. Cuối cùng, toàn bộ thực khách trên bàn đều lấy rượu đổi thành vũ khí, luân phiên nhau chúc lấy Diệp Phàm ép hắn phải uống không ngớt. Tuy nhiên, chín đồng chí này phải thất vọng rồi, Diệp Phàm nhất nhất không từ chối, thản nhiên cười đáp lại. Chín đồng chí đã có chút mềm nhũn thì trái lại, Diệp Phàm vẫn làm như không sao cả. Thực ra, hắn cũng đã say rồi, chỉ là da vẻ vẫn ổn mà thôi, nói trắng ra là cố gắng chống đỡ thôi. Qua 3 tuần rượu, đồ ăn đã được mang lên 8 món. Phó Bí Thư Mai mở miệng cười nói. Ông Chủ Tống, hôm nay tôi đến đây là có chuyện muốn thương lượng với ông. Mời Bí Thư Mai cứ nói, cha của Tống Thiến Thiến, Tống Bạch An vẻ mặt xu nịnh. Điệu bộ cung kính hỏi. Tống Bỉ Văn là cháu trai của tôi, điều này ông cũng biết, Bỉ Văn với Ninh Kiệt là chỗ bạn bè, mà Bỉ Văn là lại bạn học cùng trường với Thiến Thiến nhà ông, cũng coi là đồng môn được, mặc dù nói không phải là cùng khóa nhưng Bỉ Văn lại có tình cảm với Thiến Thiến, vậy nên, hôm nay tôi mạo muội đến đây là để nói về vấn đề này. Bỉ Văn hơn Thiến Thiến vài tuổi, mặc dù Thiến Thiến còn trẻ nhưng bây giờ cũng có thể nói đến chuyện đính ước được rồi đúng không? Mai Tùng Vân làm ra vẻ đang lãnh đạo tiết mục này. Chuyện này. Nụ cười trên mặt Tống Bạch An như cứng đơ lại, nhìn sang Diệp Phàm ở bàn bên cạnh, thật khó mở miệng nói. Sao vậy, có phải là có khó khăn gì không? Mai Tùng Vân hừ một tiếng,
nhìn Tống Ninh Kiệt một cái rồi cố ý thêm vào. Nghe nói trong bộ đang chống vị trí phó trưởng ban, ha ha, Ninh Kiệt, cậu phải cố gắng đấy. Lời này của Mai Tòng Vân đến cả thằng Đần cũng hiểu, Tống Ninh Kiệt trong lòng lập tức vui vẻ, cười nói. Nếu anh Bỉ Văn đã có ý với em gái tôi, mà Thiến Thiến lại là bạn cùng học với anh, đương nhiên là cũng có ý với anh rồi. Ba xem sao lại không nhân cơ hội hôm nay mọi người đều có mặt đông đủ mà làm lễ đính hôn luôn. Ba xem có được không? Sắc mặt của Tống Ninh Kiệt thay đổi còn nhanh hơn cắt. Tôi không đồng ý. Tống Thiến Thiến lập tức đứng dậy, nói lớn, khiến mọi người đều ồ lên, sau đó cô nói. Tôi và Bỉ Văn tuy có là bạn cùng học nhưng tôi và anh ta không có qua lại với nhau mấy. Ba, anh, hôm nay là ngày đính hôn của con với Tử Kỳ, xin không nói thêm lời nào nữa. Đính hôn, chúng ta đã đồng ý rồi sao? Khuôn mặt của Tống Bạch An có chút đỏ lên nhưng không mở miệng nữa. Nhưng Tống Ninh Kiệt lại có vẻ mặt dày hơn, liền nói lớn. Bây giờ tự do hôn nhân, con đang trưng cầu ý kiến của mọi người. Tống Thiến Thiến tiếp tục nói, cũng không nghĩ đến thẹn thùng, anh em trong đại sảnh liền xì xào cả lên. Tự do, em có phải người nhà Tống gia không, em còn có muốn bước về cái nhà này không? Tống Ninh Kiệt mặt bừng bừng lên, lấy giọng của huynh trưởng mà giáo huấn nói. Ninh Kiệt, có gì muốn nói cũng đừng to tiếng với em con. Lúc này, Tống Bạch An không đành lòng đã phải cất tiếng. Ba xem, đều do ba chiều nó quá, bây giờ được chiều thành ra cái gì rồi. Đến cả lời con nói cũng không nghe, sang năm mới tốt nghiệp đại học mà giờ đã vênh vênh váo váo rồi, sau này, không biết còn thế nào. Tống Ninh Kiệt oán giận nói. Thật đúng là vô liêm sỉ. Lúc này, Kiều Viên Viên không nhịn được nữa cũng đã vào cuộc. Cô gái này, cô nói ai? Tống Ninh Kiệt vốn cảm thấy quyền uy bị khiêu chiến, vốn đã khinh thường Diệp gia ở Cổ Xuyên, lại cảm thấy Diệp gia gọi một người đến nhắc chuyện thành thân, thật là không coi Tống gia ra gì. Tống Ninh Kiệt bao năm là ở ban tổ chức cán bộ, cũng đã hình thành được chút cuồng ngạo của người thanh niên. Tôi nói anh đấy, làm sao nào? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Nhìn thẳng vào Tống Ninh Kiệt, Kiều Viên Viên thấy Diệp Phàm đã ra mặt nên cũng không mở miệng nữa, chỉ làm một khán giả trung thực. Một kẻ chui ra từ một nơi xó xỉnh, là cái thá gì mà lại dám sủa trong nhà họ Tống này. Người thanh niên mặt đầy tàn nhang là Tống Bỉ Văn, vừa nãy thấy Tống Thiến Thiến thân thiết với Tử Kỳ, trong lòng đã cuộn lên nỗi chua xót. Sau lại thấy bên cạnh Diệp Phàm có một mỹ nữ đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, nên lại càng ghen ghét dữ dội. Mà y vốn coi mình là người nhà họ Mai của thủ đô này nên dáng vẻ bệ vệ, kiêu căng cũng hơn người lắm. Cho nên, mở miệng liền mắng mỏ, kỳ thực mà nói, Mai Tòng Vân cũng có chút dính dáng đến nhà họ Mai, nhưng là bà con xa lắc rồi, không còn có máu mủ trực hệ nữa. Bình thường nhà họ Mai có việc gì trọng đại mời khách, Mai Tòng Vân cũng có nhận được tấm thiệp mời, nhưng dựa vào thân phận của y cũng chỉ là được ngồi ở một góc mà nhìn mọi người vận áo đủ màu long sắc thôi. Nhưng ở bên ngoài, nhà Mai Tòng Văn vẫn lấy danh nhà họ Mai để sống ở thủ đô, đúng là tự khoác ra hổ lên thanh danh nhà mình. Mà Mai Bỉ Văn hắn chưa đến 28, nhưng thằng nhãi này cũng có chút thông minh, một bên châm ngòi cuộc chiến, nếu có thể khơi mào cho Diệp Phàm đại chiến với Tống Ninh Kiệt, thì chính y chẳng phải ngư ông đắc lợi sao? Chó kêu gì thế? Đột nhiên có một tiếng nói lớn, hình như có bóng dáng người thoáng qua, mọi người ngẩng mặt lên nhìn, lập tức sững lại. Bởi vì Mai Bỉ Văn nãy nói to như điên cuồng ấy lúc này đang bước hung hổ về phía Diệp Phàm. Hơn nữa lại ném xuống đất, Mai Bỉ Văn a một tiếng rồi bị lăn xuống đất, chân bị người ta giẫm một cái đã bị sưng lên. Mà người chặn người đó thân thể cường tráng, cơ bắp chắc khỏe, chắc chỉ kém suốt Schwarzenegger một chút thôi, người này là Lý Tùng, nguyên là đội viên chính thức tổ đặc nhiệm A, thân thủ bậc tứ đẳng. Nhưng trong một lần chiến đấu đã bị trọng thương, công lực rớt xuống nhị đẳng. Không có hy vọng khôi phục, đành phải chuyển công tác về địa phương. Nhưng tiền lương một tháng ở địa phương đâu đủ để gã dùng. Mà lần trước sau trận đánh đấm với Diệp Tử Kỳ, Diệp Phàm tìm được Lý Tùng, lấy điều kiện là giúp gã khôi phục công lực lên tứ đẳng đã lôi kéo được gã về Hồng Diệp Bảo làm đội trưởng đội cảnh sát. Đương nhiên, mức lương hàng năm cũng phải là một trong những điều kiện đúng ý muốn của Lý Tùng. Trước mắt, Diệp Phàm bỏ hết tâm trí vào eo tài. Cũng mới chỉ giúp Lý Tùng khôi phục được đến giai đoạn bắt đầu của tam đẳng. Bởi vì đã không còn thịt chăn để chế ra lôi âm cửu long hoàn, Diệp Phàm cũng không thể là gì được, chỉ có thể kiên trì chậm chậm ra kế sách thôi.
mà Lý Tùng ở cùng Diệp Phàm một thời gian cũng đã dần dần bị Diệp Phàm thu phục. Bây giờ nhất nhất một lòng trung thành với Diệp Phàm. Vừa rồi thấy có người công khai làm nhục Diệp Phàm, nên không nhìn được nữa, thấy Diệp Phàm mỉm cười gật gật đầu, liền giơ một bước thật lớn ra, khiến cho Mai Bỉ Văn biến thành bộ dạng thế này. Muốn làm gì, mau thả người ra. Mai Tống Vân và Tống Ninh Kiệt đồng thanh hô lên. Đồ chó biết nói thì đáng bị trừng phạt. Diệp Phàm lạnh lùng hừ một tiếng, thảnh thơi gắp một miếng thịt bò rồi nhai chậm rãi. Mà Mai Tòng Vân cùng người nhà họ Tống thấy cơ bắp của Lý Tùng thế kia cũng đều biết là người ta là người giỏi võ, nếu muốn động đến chân tay thì tuyệt đối sẽ bị thu thê thảm, cho nên từng người một liền rụt cổ lại không dám bước lên phía trước mà chém giết nữa. Phó Bí Thư Mai, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát. Một đồng chí cán bộ bên cạnh Mai Tòng Vân cầm lấy điện thoại chuẩn bị gọi. Khoan đã, không cần thiết, nếu muốn dùng đến võ thì tôi muốn xem. Tên này có bao nhiêu năng lượng để động đến được người nhà họ Mai ta ở kinh thành này, đừng tưởng có nắm tay lớn là đã có thể thế này thế nọ. Mai Tòng Văn hừ một tiếng rồi cầm điện thoại lên gọi, sau khi nói vài câu thì bỏ xuống, hai mắt lành đầy sát khí nhìn vào Diệp Phàm và Lý Tùng. Ôi! Diệp Phàm khẽ thở dài, còn lắc lắc đầu, như thể thịt bò không ngon miệng, lại còn dẫm dẫm lên mặt Mai Bỉ Văn, dùng chân chấm chấm lên mũi y, như thể đang tìm một vị trí nào đó. Kỳ lạ là Mai Bỉ Văn sau khi ông chú Mai Tòng Văn gọi điện đi thì mặt mày sáng lên, mặt lạnh lùng nhìn Diệp Phàm không thèm hé răng. Nhìn đi, thực tế một chút, Lý Tùng cảm thấy bị miệt thị, liền dùng chân đá một cước xuống, mồi hôi trán của Mai Bỉ Văn toát cả ra, có vẻ rất đau đớn. Nhưng được vài phút thì phía ngoài truyền đến những âm thanh đầy sát khí, hình như là viện binh của Mai Tòng Vân đã đến. Là kẻ nào đã động đến người nhà họ Mai ta? Bố cho xương cốt nhà chúng mày đi đứt hết. Giọng nói oang oang từ phía ngoài vọng vào, Diệp Phàm giỏng tai lên nghe, lập tức liền không nói gì nữa. Bởi vì cái giọng ấy thật quá giống giọng của Mai Thiên Kiệt, nghe nói hắn không phải là đã đến tỉnh Nam Phúc, Thủy Châu công tác rồi sao mà lại về kinh lúc nào rồi. Lão già họ Mai này thật là có chút năng lực, quan chức của Trung Quốc này chúng muốn ngồi vào cái ghế nào thì ngồi vào ghế đó, toàn thành đều trở thành sân sau của nhà y. Thiên Kiệt, Bỉ Văn bị đánh rồi, còn mau tới đây. Mai Tòng Văn lấy lại khí thế, cả người đứng thẳng lên. Mai Thiên Văn bước đi mạnh mẽ oai vệ, gần đây được Diệp Phàm dạy dỗ cũng đã lên được khai nguyên tam đẳng, chỉ có mấy bước đã đến trước mặt Lý Tùng, nhìn Mai Bỉ Văn đang bị dẫm dưới chân một cái rồi liên nhíu nhíu mày. Hừ nói, hãy xưng tên ra, sao lại đánh người họ Mai chúng tôi? Lẽ nào không biết Mai ra ở kinh thành này sao? Thực ra, hai chú cháu Mai Thiên Văn với Mai Bỉ Văn không có chút thân thiết, chỉ là ban nãy có uống chút rượu, vừa nghe có người đánh người nhà họ Mai nên liền đến đây, muốn kiếm cớ để tung ra vài chiêu cước thôi. Hai người đi theo sau Mai Thiên Kiệt cũng bước lên một bước sẵn sàng đến kéo Lý Tùng. Bản lĩnh đấy nhỉ, mấy tháng không gặp có phải là xương cốt muốn hoạt động rồi, lại đây, đến mà đánh vào người tôi này. Diệp Phàm lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng sắc mặt lại kèm theo một cái mỉm cười. A, à, sư phụ, sao mà ngài? Mai Thiên Kiệt sợ tới mức thân cốt giãn cả ra, quay mặt sang một bên nhìn, đúng là đại sư phụ Diệp Phàm. Thằng nhãi này thân mình lập tức thu ngắn lại cả một cái đầu, chạy qua phía Diệp Phàm, làm điệu tư thế thỉnh ân, lại còn rút từ ngực ra một bao thuốc, mở ra rồi mời về hướng Diệp Phàm. Thiên Kiệt, có người mắng sư phụ cậu là chó, cậu lại là đệ tử của tôi, thế thì cậu chẳng phải là cũng trở thành cái gì rồi sao? Cậu nói xem, nên xử lý thế nào đây? Sau khi Diệp Phàm nhận điếu thuốc xong, Mai Thiên Kiệt rắc rắc một tiếng châm lửa, rồi khẩn trương gật đầu nói. Mẹ nó, dám chửi sư phụ tao, đâu còn được nữa, tao sẽ lột da mày ra làm vỏ trống. Mai Thiên Kiệt vốn được chiều chuộng, nét mặt già nua của Mai Tòng Vân kia liền đỏ lên, lẩm bẩm nói. Thiên Kiệt, Bỉ Văn bị thuộc hạ của vị này đánh rồi. Chương 1254 Mai thiếu gia ra tay. DNS cái rắm, dám mắng sư phụ của tao như thế, mày ăn tim gấu gan báo rồi hay sao mà ngu xuẩn vậy? Mai Thiên Kiệt cảm thấy chưa hết giận, đi lên phía trước nhìn vào Mai Bỉ Văn rồi lại hung hăng đá xuống mấy phát. Thôi, đá chết lại thêm phiền toái. Diệp Phàm khoát tay, hướng mắt nhìn về phía Lý Tùng cũng buông lỏng chân ra. Mai Bỉ Văn, mau xin lỗi sư phụ tao. Mai Thiên Kiệt chỉ vào Mai Bỉ Văn dưới chân mình mà nói, rồi lại xoay người nói với Mai Tòng Vân.
Còn ông nữa, cũng phải nói. Thiên Kiệt, cậu thế này là giơ cổ ra cho người ngoài đập đấy, chúng ta là người nhà họ Mai, sao cậu lại có thể giúp người ngoài? Mai Tòng Vân giận đến cả gân cốt cũng run lên nhưng cái giọng nói tranh luận kia đã có chút bất lực. Biết Mai Thiên Kiệt chính là đích tôn của nhà họ Mai, được ông cụ Mai yêu thương chiều chuộng, cái mũ quan mình đang đội kia cũng là của nhà họ Mai để cho, nên lại nào dám đắc tội với Mai đích tôn. Nhưng vì giữ thể diện cho cái mặt già này dù sao cũng phải cãi cọ một chút. Không nói đúng không, không nói cũng được, sau này các người không phải bước chân vào nhà họ Mai nữa. Mai Thiên Kiệt cũng không nhúc nhích, lạnh lùng hừ một tiếng. Xin lỗi. Mai Bỉ Văn với vẻ mặt bị lăng nhục nói ra câu nói đấy. Còn ông? Mai Thiên Kiệt nhìn chằm chằm vào Mai Tòng Vân, lão già này sau hồi do dự, cuối cùng lý trí đã chiến thắng ý nghĩ bị lăng nhục, miệng mấp máy nói. Xin lỗi Diệp tiên sinh. Nói xong hai chú cháu nâng nhau dậy, dẫn theo một đám người mặt mày xám xịt chỉ muốn bỏ đi. Khoan đã. Diệp Phàm đột nhiên mở miệng. Diệp tiên sinh, lỗi chúng tôi cũng đã xin rồi, còn muốn. Mặt Mai Tòng Vân đỏ bừng lên, hanh tiếng nói. Không có liên quan đến chuyện này, tôi muốn nói với ông một tiếng, Tống Thiến Thiến là vợ của em trai tôi, hy vọng các ông sau này không đến làm phiền cô ấy nữa. Diệp Phàm thản nhiên nói. Người nào còn dám động vào Tống gia là muốn gây khó dễ cho Mai Thiên Kiệt ta, hừm. Mai Thiên Kiệt ở một bên nói phụ vào, thằng nhóc này tỏ ra có vòng có điểm, tương đối trung thành, khiến cả Diệp Phàm cũng cảm thấy có chút dị thường, trong lòng nghĩ có phải tên này lại định muốn chấm mút gì từ mình. Biết rồi, Bỉ Văn sẽ không thế nữa. Mai Tòng Vân nói, còn nữa, Phó Bí Thư Mai cũng là Bí Thư Đảng Quần Chúng Quận Triều Dương vậy thì việc Tống Ninh Kiệt, anh trai Tống Thiến Thiến có lên được chức Phó Cục Trưởng không đều nhờ cậy ở Bí Thư Mai cả vậy. Thiết nghĩ chuyện này với ông không phải chuyện khó, xét cho cùng, ông cũng là người lớn tuổi trong nhà họ Mai đúng không? Diệp Phàm bình tĩnh nói, những lời kia vừa ra khỏi miệng đã khiến mọi người trong sảnh đều mắng thằng nhãi này thật vô liêm sỉ đến cực điểm rồi. Đánh người ta lại còn bắt người ta phải giúp việc, thiên hạ còn có giống người vô liêm sỉ thế này không? Có, đó chính là đồng chí Diệp. Xin lỗi Diệp tiên sinh, việc này Mai Tòng Vân tôi không thể đáp ứng được, để bạt cán bộ có tổ chức trình tự. Không phải là tôi muốn là được, quận Triều Dương còn đang có rất nhiều vị lãnh đạo khác. Các cơ trên mặt Mai Tòng Vân đều đang run lên, đến mức sắp không kiềm chế được nữa. Sư phụ bảo ông làm thì ông phải làm, chú Mai, nếu đến cả việc này chú cũng không làm được thì thật mất mặt người nhà họ Mai quá, nếu thế thì về sau chú cũng không phải đến tìm ông nội nữa. Mai Thiên Văn lạnh lùng nói. Vậy, thôi được, nếu Mai Thiên Kiệt đã nói thế, tôi sẽ cố gắng hết sức. Mai Tòng Vân bị ép đến mức muốn đâm đầu vào tường. Không phải tận lực, mà là không thể không được, mà phải làm nhanh, trong vòng 3 tháng phải làm xong hết. Mai Thiên Kiệt hoàn toàn giống như một đại thiếu gia kiêu ngạo, mặc kệ suy nghĩ của Mai Thiên Kiệt, cứng đầu đè ép xuống. Mai Tòng Vân bất đắc dĩ phải gật đầu, không hé răng nửa lời nữa, liếc nhìn Diệp Phàm một cái thật lâu rồi đỡ cháu lên, cùng với đám người của mình đi ra ngoài. Ha ha! Sư phụ, đến kinh thành lúc nào mà cũng không lấy một tiếng, đồ đệ muốn hiếu kính người mà cũng không tìm thấy ở đâu. Mai Thiên Kiệt cười gượng liên tiếp, y như một đứa trẻ trong bộ dạng người lớn. Nhớ tôi, không phải chứ, cậu lại nghĩ tới cái gì thôi đúng không nào? Diệp Phàm thản nhiên nói. Thông gia, chuyển chiếc bàn kia đi, chúng ta bắt đầu lại buổi tiệc, có được không? Tống Bạch An mặt dạn mày dày tiến lên, thân thích nhà họ Tống cũng đứng cả dậy. Tất cả đều mỉm cười mời đến mời Diệp Phàm. Không cần nữa, ban nãy cũng thật không tồi, hôm nay đến đây là có việc muốn thương lượng với mọi người một chút. Chuyện em trai tôi, Diệp Tử Kỳ và Thiến Thiến nếu mọi người đồng ý thì tối nay ở nhà tôi Hồng Diệp bảo có làm mấy mâm coi như lễ đính hôn, nếu không đồng ý. Diệp Phàm mới nói đến đây, Tống Bạch An đã ngắt lời nói. Đương nhiên đồng ý rồi, xã hội hiện đại, hôn nhân tự chủ, chỉ cần Thiến Thiến đồng ý. Làm cha như ta đương nhiên không phản đối, không trách móc, đúng không? Tống Bạch An thật thông minh, còn hỏi con gái trước, thật chẳng phải để che đậy sao? Ba, việc này ba làm chủ là được rồi. Tống Thiến Thiến đỏ mặt nói. Ha ha, tốt, tốt, ba làm chủ, vậy cứ làm thế đi, làm theo những gì bên thông gia nói, sẽ tổ chức ở Hồng Diệp Bảo, bên tôi chắc sẽ có 4 bàn. Tống Bạch An ha ha cười nói.
Thông gia, không biết Hồng Diệp Bảo là ở đâu, để chúng tôi còn tiện sai người mua chút đồ qua đó chuẩn bị. Lúc này, Tống Ninh Kiệt cũng mặt dày mày dạn bước đến. Mua đồ, cái này không cần đâu, chúng tôi đã sắp xếp bên ấy ổn thỏa rồi. Diệp Phàm nói với ông ta không chút sụt rè, cảm giác là dù ít tuổi hơn nhưng lại có thế lực hơn, hắn quay đầu sang phía Viên Viên cười nói. Viên Viên, em mang xính lễ ra đây. Xính lễ? Viên Viên hơi sửng sốt, lập tức phản ứng lại, lấy tứ trong túi ra một tấm phiếu 60.000 đưa sang phía Tống Bạch An cười nói. Một chút lòng của Diệp gia Cổ Xuyên, xin hãy nhận lấy. Không cần, xã hội hiện đại còn dùng cách này làm gì? Tống Bạch An sửng sốt, nhưng không giơ tay ra đón. Nhận lấy đi, đây là một chút lòng của Diệp gia. Diệp Phàm đưa tay ra cầm tấm phiếu nhét vào tay Tống Bạch An, lúc này ông ta cũng đã nhận lấy, ha ha cười nói. Chỗ này tôi cứ giữ trước, đến lúc kết hôn sẽ đưa cho Thiến Thiến, để nó muốn mua gì thì sẽ mua. Tống Bạch An cười rồi tiện tay đưa sang cho một người phụ nữ trung niên bên cạnh, có lẽ là mẹ của Thiến Thiến. Bà đưa tay nhận lấy, nhìn liếc qua, bỗng ngây người vài giây, nói. Thông ra, nhiều quá rồi. Không nhiều, ha ha, Diệp Phàm thản nhiên cười, cảm thấy đã tạm ổn rồi nên liền đứng dậy cáo từ. Cả nhà họ Tống đều đứng cả dậy tiễn hắn, đúng lúc này, một tên tiểu tử chạy đến, trán còn nhễ nhại mồ hôi, đưa cho Mai Thiên Kiệt một cái hộp khảo cứu. Sư phụ, một chút tấm lòng của đồ đệ, xin hãy thay đồ đệ tặng cho nhân vật chính của ngày hôm nay, Mai Thiên Kiệt vẻ mặt thần bí, cười nói. Cái gì vậy? Diệp Phàm quay đầu hỏi. Mở ra xem đi. Mai Thiên Kiệt cười nói. Diệp Phàm tiện tay nhận chiếc hộp rồi đưa cho em trai Diệp Tử Kỳ, cười nói, đã là tấm lòng của Mai Thiên Kiệt, thì hai em cứ nhận lấy đi, mở ra xem là cái gì, dù sao tôi cũng có chút tò mò. Diệp Phàm, anh làm anh mà quản nhiều quá, thế này không tốt, đã là tặng cho hai em ấy rồi thì để hai em ấy quyết định. Kiều Viên Viên ở bên cạnh làm ra bộ dạng oán trách, cười nói. Không sao đâu chị dâu, thôi để Thiến Thiến mở đi. Diệp Tử Kỳ cười nói, quay người lại cảm ơn Mai Thiên Kiệt. Cảm ơn Mai thiếu gia. Gọi tôi là anh Mai là được rồi, anh hai cậu là sư phụ của tôi, chúng ta đều là An Hem cả, sau này ở thủ đô có việc gì cứ đến tìm tôi là được. Đây là danh thiếp của tôi, Mai Thiên Kiệt cười tủm tỉm đưa danh thiếp, Diệp Tử Kỳ nói câu cảm ơn rồi cầm lấy. Tử Kỳ, cái này giống với lục bảo thạch quá. Tống Thiến Thiến kinh ngạc kêu lên, đưa hộp chìa ra. Em gái, loại này gọi là đá quý mắt mèo xanh, chất lượng đạt mức thượng phẩm, em xem, đường mắt mèo này nhỏ mà hẹp, giới hạn rõ ràng, dưới ánh mặt trời mắt nhắm mở rất linh hoạt, rất có sức sống, màu sắc và bố cục của mặt mèo hình thành nên vẻ rất cân đối, tầng lớp mạnh mẽ, hơn nữa đường mắt mèo ở giữa mặt, hơn nữa thêm vào khuôn khảo cứu nạm vàng này, độ màu này, thợ khéo này, phỏng đoán phải là đồ cổ từ thời nhà Thanh. Thạch quang mắt mèo này trọng lượng chắc khoảng 6 carat, giá trị hẳn là không nhỏ. Viên Viên làm ra vẻ một người am hiểu và biết giám định đồ cổ, cầm lấy hai miếng đá quý rồi thốt ra như thế. Viên Viên, anh cảm thấy em sắp thành người buôn đồ cổ rồi đấy, ha ha, Diệp Phàm thản nhiên cười nói, rồi quay sang phía Mai Thiên Kiệt nói. Giá trị bao nhiêu, hẳn là vật bảo gia truyền nhà họ Mai, đừng để mang ra đây rồi quay về bị nghe mắng đấy. Không sao. Là cô Phán Nhi nghe nói xong liền lấy từ trong số trang sức của cô đưa cho bảo tôi mang đến tặng, loại nhẫn này là một đôi, gọi là Uyên Ương Miêu Nhĩ, đúng là tổ tiên Mai gia truyền lại, nhưng Phán Nhi cô có thể không chỉ có một bộ, đôi nhẫn này cũng chỉ xem là hạng trung phẩm, nói đến giá tiền thì trần tục quá, ha ha. Mai Thiên Kiệt cười gượng một tiếng. Thật sự là tổng giám đốc Mai đưa cho, cậu không lừa tôi đấy chứ, cô ấy giờ đang ở đâu, sao có thể chọn được đôi nhẫn mắt mèo quý giá này. Diệp Phàm thản nhiên hừ nói, như cười như không cười nhìn Mai Thiên Kiệt. Thật là cô ấy đưa cho mà, tôi đâu có tiền mua đồ tặng người khác, hơn nữa nếu có thật thì cũng bị mẹ tôi giữ hết, không cho chúng tôi tiêu linh tinh, chắc phải đến lúc lấy vợ mới được nhìn thấy. Hai. Mai Thiên Kiệt lại thở dài. Thông ra, đôi thạch bảo mắt mèo này ít nhất đáng giá con số này. Lúc này, một thân thích co để dâu nhà họ Tống. Vốn là nhà giám định đấu giá đồ cổ bước lên sờ vào thạch bảo, sau một hồi quan sát liền đưa hai ngón tay. 200.000, thật là không rẻ, món lễ này thật nặng quá, Thiên Kiệt, cậu nói với tổng giám đốc Mai, gia đệ không thể nhận.
Diệp Phàm lập tức từ chối nói, nghe Diệp Phàm nói thế, đôi mắt phu nhân nhà họ Tống không khỏi lóe lên, miệng chậc một tiếng. Không phải 200 ngàn, nếu lão đoán không sai thì sẽ là 2 triệu, Mai công tử, có đúng không? Ông lão kia vuốt vuốt bộ râu, vẻ mắt cao thâm cười nói. Cái này tôi không rõ lắm, chỉ là hai viên bảo thạch, không đáng giá thế chứ. Mai Thiên Kiệt gượng cười, đánh mắt qua lại, sợ Diệp Phàm không chịu nhận lấy. Nhận lấy, Tử Kỳ, tối nay để Thiến Thiến đeo, 2 triệu, không tính gì, cái cậu này, sao không làm miếng 2 vạn mang đến, khó coi à. Diệp Phàm bỗng lại thản nhiên nhận, biết thằng nhóc Mai Thiên Kiệt này không có ý tốt gì, kiểu gì tí nữa cũng có việc nhờ đến mình. Hơn nữa, sau khi nhận thằng nhãi này còn làm mặt sĩ diện như giáo huấn ai, Mai Thiên Kiệt thiếu chút nữa toát mồ hôi, cái gì gọi là vô sỉ, cái này chính là một ví dụ minh chứng rõ ràng. Anh, cái này, thật đắt quá. Diệp Tử Kỳ và Tống Thiến Thiến đều từ chối, còn người nhà họ Tống thì suýt ngã cả xuống đất. Mặc dù nhà họ Tống có thể nói là giàu có nhưng tổng gia sản cũng không vượt quá 4 triệu, mà chỉ có một đôi nhẫn này lại trị giá 2 triệu, thật là có chút giật mình. Chương 1255, mời sư phụ xuất mã. Mời sư phụ xuất mã. Ha ha, không sao, đồ của người này em không nhận là uổng phí đấy, huống hồ, người của Diệp gia, cái này có gì đâu, cho nên, anh sẽ có lý do riêng của mình. Diệp Phàm nhận lấy. Diệp Tử Kỳ vui vẻ đưa nhẫn cho Diệp Thiến Thiến. Tuy nhiên, lúc Diệp Phàm bước chân ra khỏi cửa nhà họ Tống, Kiều Viên Viên vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cái hộp nhẫn trong tay Tống Thiến Thiến. Tên nhãi này vô cớ tặng quà thế, hẳn có gì không ổn, không khéo Thạch Bảo mắt mèo này là gây ra họa, đàn bà mà, đều thích những thứ như thế này, nhưng không phải nói là Kiều Viên Viên tham tiền, mà chủ yếu là đôi nhẫn này khiến cô có chút cảm động, chắc chắn là cô đang nghĩ đến chính mình. Viên Viên, cái đấy có gì chứ, sau này chúng ta cũng sẽ có thôi, phải không? Diệp Phàm nhanh chóng nháy mắt. Có, anh chừng nào thì đưa cho em. Sắc mặt Kiều Viên Viên ửng đỏ, giơ tay ra như kiểu cô gái đòi kẹo vậy. Đồng chí Diệp toát mồ hôi nhìn Kiều Viên Viên, thật là hết lời để nói. Trong lòng nghĩ có kẻ còn vô liêm sỉ hơn cả mình, chợt gượng cười một cái. Sắp rồi, chờ chút nữa. Hừ. Kiều Viên Viên rụt tay về, hậm hực nhìn vị kẻ, vô liêm sỉ một cái rồi không nói gì nữa, nhưng đồng chí Diệp lại nhanh chóng đưa Kiều Viên Viên trở về nhà đi mất. Vừa mới ngồi vào trong xe, Mai Thiên Kiệt cười gượng rồi cũng ngồi vào. Có chuyện gì thì mau nói đi, biết thằng nhóc cậu không có lòng tốt như vậy đâu, tặng đá tai mèo có phải là muốn nhận chút lợi lộc gì không? Diệp Phàm thản nhiên nói. Sư phụ, đồ đề đâu dám đòi báo đáp từ sư phụ chứ, hơn nữa. Cái này cũng là của cô đồ đệ tặng, cũng không phải là của đồ đệ, chỉ là bây giờ đồ đệ gặp phải một chuyện khó. Mai Thiên Kiệt vẻ mặt cay đắng, có vẻ đáng thương nữa. Diệp Phàm vốn biết món đồ này chỉ là giả bộ mang đến để lấy lòng cảm thông thôi. Việc khó, thật sao? Diệp Phàm thản nhiên hừ một tiếng nhưng cũng không phản ứng, đến lúc này Mai Thiên Kiệt có chút cuống rồi, mông hắn ở trên ghế xe mà cứ xoay đi xoay lại. Một lúc lâu sau, thấy Diệp Phàm ngồi trong xe yên lặng, thật là không nhịn được nữa, đành gãi gãi đầu nói. Sư phụ, người thực mặc kệ việc khó của đồ đệ sao? Ở đất thủ đô này còn có việc mà họ Mai nhà cậu không làm được sao? Chẳng phải cái gì mà nhà họ Mai ghê gớm sao? Diệp Phàm thản nhiên nói. Sao có thể đều làm được hết, nhà họ Mai cũng không phải nhà đế vương. Mai Thiên Kiệt lẩm bẩm nói. Thôi vậy, nói ra nghe xem nào. Xem tôi có hứng thú không? Diệp Phàm liếc gã một cái rồi khoát tay, nói. Sư phụ, đồ đệ đưa sư phụ đến một chỗ được không? Mai Thiên Kiệt có chút bộ dạng bí bí ẩn ẩn nói. Đi đâu? Diệp Phàm nhíu mày, Mai Thiên Kiệt lại có chút lo sợ, nhanh chóng lấy lại nụ cười, nói. Dưới chân núi Hương Sơn có vịnh Phong Diệp. Bây giờ chắc còn chưa phải mùa ngắm lá đỏ nhỉ? Diệp Phàm thản nhiên hỏi. Đương nhiên không phải, phải đến mùa thu mới có cảnh lá phong đỏ trong 2 tháng. Mai Thiên Kiệt cười nói. Có phải là dưới cây phong diệp có mỹ nữ? Lời này của Diệp Phàm là từ khoang mũi mà ra. Sư phụ chính là vị thần anh minh vĩ đại, tính toán được hết mọi chuyện trên đời như đại tiên giáng trần. Mai Thiên Kiệt giơ ngón tay cái lên làm ra vẻ tán dương nịnh bợ. Cái này lạ rồi, cậu muốn đi tán gái, đâu nhất thiết phải kéo cả tôi.
hay là muốn tôi đi làm vật trang trí? Diệp Phàm cảm giác có chút kinh ngạc. Đồ đệ đâu dám, nếu là kéo người đi làm vật trang trí đồ đệ sợ vật trang trí này sáng quá, lại cướp cả em ấy đi mất, như thế chẳng phải thảm hại rồi sao? Mai Thiên Kiệt vẻ mặt khổ sở, đương nhiên là làm bộ rồi. Thế thì càng lạ, cũng không phải kéo tôi đi làm bóng đèn, thế tôi đi để làm gì? Diệp Phàm hừ nói. Hi hi, là thế này, gần đây đồ đệ người đang theo đuổi một cô gái, cô ấy là Ninh Hòa Hòa, dáng người như nàng tiên vậy, đến cả nụ cười cũng có thể làm nghiêng thành đổ nước, nhưng mà, cô ấy thích nhất là được đến Vịnh Phong Diệp dưới chân núi Hương Sơn. Mai Thiên Kiệt vừa làm vẻ mặt khổ sở vừa nói. Người ta đi thì để người ta đi, liên quan gì đến cậu? Diệp Phàm hừ một tiếng, rồi lại quay người lại cười nói. Không phải là dưới Vịnh Phong Diệp có một con hổ đáng sợ đến mức khiến cho đường đường một Mai thiếu gia của thủ đô này cũng không dám đi đấy chứ? Ôi! Mai Thiên Kiệt có vẻ bị nói trúng tim đen, vẻ mặt buồn bực, Diệp Phàm ngược lại, lòng hiếu kỳ lại dâng lên, hỏi. Nếu đúng là như thế thì kỳ lạ thật. Vẫn còn có nơi mà Mai thiếu gia không dám đến sao? Không phải là đầm rồng hang hổ chứ? Thực ra, cái này, nhà họ Mai tuy nói bên ngoài truyền đi còn được, chứ ở thủ đô, như gia tộc nhà đồ đệ thì chỉ xếp ở đỉnh núi hạng 2, vẫn không đứng được trong hàng hạng nhất. Như những gia tộc phẩm cấp màu đỏ, cái đế của những đấy không dày hơn của nhà họ Mai, như Triệu gia, Trấn gia. Những dòng họ này đều có nền tảng sâu hơn nhà họ Mai. Những điều này vẫn không phải lý do tôi sợ, chỉ là giữ cái Vịnh Phong Diệp kia là người nhà họ Phí. Mai Thiên Kiệt cũng không khoa trương, nói đúng tình hình thực tế. Họ Phí. Diệp Phàm miệng lẩm nhẩm nói ra hai chữ này, trong lòng suýt chút nữa là nói to ra. Thầm nhủ lẽ nào Phí gia đó chính là người bác họ Phí kia, thôi xong rồi. Trước đây khi ở Samoa của Vương quốc Thái, khi người bác ấy ra đi có đưa cho mình một sợi dây chuyền. Nói muốn nhờ mình đưa cho cô gái tên là Yến Hồng ở dưới chân núi Hương Sơn, thời gian này vì bận quá mà quên khuấy mất chuyện kia. Tuy nhiên, sư phụ Phí Thanh Sơn thời gian trước vẫn ở thành phố Phổ Hải, hẳn là có đi qua chỗ cô gái có tên Yến Hồng ấy, cũng không nói chuyện này với mình, việc này thật đúng có chút kỳ lạ. Có lẽ không có khả năng đấy, đâu có thể trùng hợp đến thế, không thể có chuyện người phụ nữ tên Hồng Yến ấy lại là bạn tuổi già của bác ấy được. Người nhà này lý lịch ra sao? Diệp Phàm hỏi, cũng là rất nghiêm túc hỏi. Nhà họ Phí trước là phó bí thư ủy ban kỷ luật trung ương thứ nhất Phí Nhất Hoàn, tuổi của người này không phải là lớn, có lẽ khoảng 60 gì đấy, nghe nói Phượng Bảo Sơn cũng sắp nghỉ hưu, người kế nhiệm chắc 8 phần là Phí Nhất Hoàn rồi. Mai Thiên Kiệt vẻ mặt trầm xuống, nói ra những lời này. Thực là lý lịch cũng rất lớn, chả trách cậu thành ra cái bộ dạng lo sợ này. Phí Nhất Hoàn nếu có thể kế nhiệm Phượng Bảo Sơn thì đúng là một trong 9 trụ cột chính trị rồi, là lãnh đạo quốc gia đấy, vậy Phí gia còn sợ không lên được hạng dòng họ hạng nhất trong thành sao? Diệp Phàm thoáng như có chút suy nghĩ, xoa xoa cằm, rồi gật gật đầu. Không đúng thưa sư phụ, Phí gia vốn đã là gia tộc hạng nhất ở thủ đô rồi, kiêu ngạo cũng chẳng kém gì Triệu gia, cũng có thể so sánh với Trấn gia người đang chấp chính thủ đô, thuộc vào top 10 dòng họ quyền lực đỉnh cao nhất của Trung Quốc chúng ta. Nếu nói đến Phí gia, Phí Mãn Thiên chủ tịch tỉnh Phúc Nam chúng ta chính là người nhà họ Phí đấy, hơn nữa còn là thân thích trực hệ. Mai Thiên Kiệt đúng là cũng biết không ít, dù sao cũng là từ miệng nhà họ Mai ra, bình thường đúng là nghe ngóng cũng không ít. Người nhà họ Phí kia cũng khá nhiều đấy phải không? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên nhiều, nhiều hơn cả người nhà họ Mai, chỉ tính anh em của Phí Nhất Hoàn nghe nói cũng đã có đến mấy người, có thể hợp thành một ban được. Mai Thiên Kiệt cười nói, quan nhà họ Phí, thế nếu nói vậy, quyền lực nhà họ Phí là chuyên chú cho một khối chính quyền rồi. Diệp Phàm nói, cũng không phải một nhà, thực tế, như những dòng họ ở trong thành này, không thể nói là chuyên chú cho một khối nào, ví dụ chính quyền hoặc quân đội, hoặc thương nghiệp, kỳ thực, như những dòng họ cấp cao này, đều chia ra các khối, quân đội cũng có, chính quyền cũng có, thậm chí trong thương nghiệp cũng có lúc ra mặt. Không có sự hậu thuẫn của kinh tế, chẳng có dòng họ nào có tiền mà thịnh vượng được. Tiền là cái gốc của một gia tộc hưng thịnh, là hòn đá tảng của một vượng gia. Như Kiều gia ở thủ đô này, bởi vì không tham gia vào kinh thương cho nên tất cả đều ăn vào cái vốn tổ tiên để lại, trong vấn đề thương nghiệp có lúc phải cấm gập khủy tay. Có sự hậu thuẫn của kinh tế, như cá gặp nước, hơn nữa, người trong dòng họ tham ô cũng sẽ giảm đi rất nhiều,
nhược điểm cũng không bị đối thủ bắt lấy được. Mai Thiên Kiệt nói ra một thôi một hồi lý lẽ. Nhìn Diệp Phàm rồi lại nói. Đương nhiên, họ cũng có trọng điểm, ví dụ nhà họ Mai, coi trọng về quân đội, Triệu gia cũng thế, cho nên bị người ngoài cho rằng là thế gia quân giới, đại gia quân giới. Không đúng, cậu theo đuổi người họ Ninh, có liên quan gì đến nhà họ Phí? Diệp Phàm ra vẻ không hiểu, thực ra là muốn thăm dò nguồn gốc nhà họ Phí. Ha ha, đúng là họ Ninh, nhưng là bà con với nhà họ Phí, đời trước là quan hệ an hem. Mai Thiên Kiệt cười nói, mới nhắc đến Ninh Hòa Hòa, hai con mắt lại có chút ánh lên, xem ra có chút bị rơi vào võng tình. Ừ, xem ra, thế lực nhà họ Phí này lớn lắm, đến lãnh địa của họ hẳn có chút khiến người ta phải sợ, chỉ bằng cái chức phó giám đốc sở này của tôi mà đến đấy hẳn sẽ bị người ta coi thường, nói vậy chắc cậu cũng không muốn sư phụ của mình bị mất mặt chứ. Diệp Phàm thản nhiên nói, tối mai nghe nói Phí gia sẽ mở một bữa tiệc, số người được mời cũng khá đông. Bởi vì quan hệ giữa đồ đệ và Ninh Hòa Hòa cũng không tệ lắm nên đồ đệ cũng nhận được thiệp mời, nhà họ Phí vẫn còn dùng thiệp gỗ. Mai Thiên Kiệt nói, có chút đắc ý, tiện tay rút trong ví ra tấm thiệp. Diệp Phàm nhận lấy nhìn, đúng là có mùi thơm của gỗ, mỏng như cánh ve, màu hơi đỏ đậm sờ nát trọng, phía trên có khắc hình đại bang đang bay lượn trên mây, kiểu dáng đầy khí phách. Ừ, thiệp không tồi, tuy nhiên, cũng không có gì kỳ lạ. Diệp Phàm hừ nói. Đem thiệp trả lại Mai Thiên Kiệt. Không có gì đáng ngạc nhiên, sư phụ à sư phụ, xem đi, người thật là quê quá, không nhìn ra gì cả. Mai Thiên Kiệt thiếu chút nữa cắn răng, làm ra vẻ tiếc rằng sắt không mài thành thép, cảm thấy có chút đã nói sai, liền quay mặt cười nói. Xin lỗi, nhớ miệng rồi, hì hì. Hừm, chẳng lẽ tấm thiệp gỗ này có lai lịch gì chăng? Diệp Phàm khinh liếc thằng nhãi này một cái, hừ nói. Đương nhiên là có, đây là tấm thiếp bát phẩm mộc đàn ở thành này. Mai Thiên Kiệt không phục, nói. Còn phân chia phẩm hạng, cũng không phải là quan chức võ công, phải chia đẳng cấp sao, thật là người thô quá đi, tấm thiệp này, có là cái trò gì chứ? Diệp Phàm hồn nhiên không để ý, rõ ràng có chút cố ý. Sư phụ, người có thể không hiểu, ở thủ đô này các đại gia tộc, quyền quý và giàu có đều mở tiệc cưới, chuyển nhà. Chúc thọ để mời khách, đều phải đến Trần Ký làm thiếp, hơn nữa, tất cả đều là thiếp của Trần Ký làm vinh dự. Huống hồ, thiếp gỗ đàn này phân thành bát phẩm, loại tốt nhất đương nhiên là nhất phẩm, loại thiếp bát phẩm này đương nhiên đều do công nhân thủ công chế tác. Người xem, cách chế tác này, kiểu dáng này, loại gỗ đàn sang quý này đưa cho công nhân làm thành mỏng như cánh ve, đây đúng là có bí thuật và tài năng mới làm được. Hơn nữa, tương đối quý. Chỉ một tấm thiệp này thôi cũng phải đến 1.000 tệ. Mai Thiên Kiệt đắc ý xoa xoa tấm thiệp, giống như nhặt được bảo kiếm vậy. Chương 1256, Kiều Viên Viên theo dõi nhẫn. 1.000 tệ, chỉ một tấm thiệp mà 1.000 tệ, cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ là một tấm thiệp mời thôi, thật lãng phí quá. Diệp Phàm có chút thở dài, thực sự có chút hết chỗ nói với cách sống của những gia đình giàu có này. Đương nhiên có ý nghĩa. Sau khi cầm về nhà có thế đem làm vật kỷ niệm mà treo lên giá sách, người mời anh là một đại gia, có khách đến nhìn thấy tấm thiệp treo trên giá sách hoặc giá đồ cổ, chẳng phải rất có thể diện sao, hơn nữa, nghe nói tấm thiệp nhất phản đàn mộc thời xưa chỉ do Trần Kỳ nhất phẩm quan chế tác. Bát phẩm này tương đương với cấp bậc huyện lệnh, xã hội hiện đại không ai để ý đến cái này. Mai Thiên Văn cười nói, vậy nhất phẩm thì bao nhiêu tiền? Diệp Phàm cũng hơi có chút tò mò. Không rõ lắm, nhị phẩm đồ đệ từng nhìn thấy, nghe nói một tấm là khoảng 5.000 tệ, nếu là nhất phẩm chắc không có dưới 10.000 tệ đâu. Mai Thiên Văn lắc lắc đầu. Một tấm thiệp đến 10.000 tệ, đúng là xa xỉ, đúng là đốt tiền. Diệp Phàm hừ nói. Đối với những đại gia tài sản lên đến vài tỷ mà nói, 10.000 tệ cũng chẳng khác gì một xu. Thiệp gỗ đàn nhất phẩm nhưng có giá trị khác. Không phải thời gian trước có một hậu duệ của vương gia đã bỏ ra một tấm thiếp gỗ đàn nhất phẩm mà cuối cùng bán đấu giá đến 1 triệu sao. Những người đấu giá suýt chút nữa còn đánh nhau vỡ đầu, đương nhiên cái đấy cũng là đồ cổ. Mai Thiên Văn nói chuyện này, lập tức lấy lại tinh thần. Cái này, nếu tôi đi mà không có thiệp thì vào thế nào? Diệp Phàm hỏi. Một tấm thiệp này có thể dẫn theo 3 người. Mai Thiên Văn cười nói. Ha ha. Tôi làm người hầu cậu rồi. Diệp Phàm gượng cười một tiếng rồi cau mày. Đồ đệ đâu dám,
đồ đệ đi theo sư phụ, giúp người cầm tấm thiệp này là được rồi. Mai Thiên Văn cười gượng nói lại, rồi người sang rồi nói thêm. Thực ra, tấm thiệp bát phẩm này mời những người đến đều là công tử các gia đình quyền quý trong thành này, đi một chút, giao lưu một chút, quen thêm nhiều bạn cũng có lợi mà. Ví dụ như đồ đệ, xét trong số những khách được mời đến Phí Gia Sơn Trang thì chắc chỉ được xếp hạng chung thôi. Có vài công tử đại gia thực lực gia đình thế nào thì không phải nói nữa, nhưng chính họ cũng có năng lượng phi phàm, tiền dắt thắt lung cũng đến bạc triệu, theo chính trị thì bình thường cũng là quan to cấp sở, theo quân đội thì chừng ít cũng phải là cấp thượng tạ. Những người này chính là tương lai về sau của nước Cộng Hòa, khoảng 10 năm sau, những người này sẽ bước lên cương vị lãnh đạo rất cao đấy, sẽ là những trụ cột của quốc gia. Bây giờ kết giao cũng là vì mở đường cho sau này dễ đi, đúng không? Diệp Phàm thực đã có chút động lòng, còn nói nữa, một hồi lý luận của Mai Thiên Kiệt đúng là cũng có lý. Vậy được, tối mai tôi đi xem, nếu rảnh thì sẽ đi dạo chút. Diệp Phàm gật đầu. Ok, đến lúc đấy đệ tử đợi sư phụ ở đâu? Mai Thiên Kiệt hỏi câu này mà ẩn ý sâu sắc, vì Diệp Phàm nói tối nay sẽ tổ chức hôn sự cho em trai ở Hồng Diệp Bảo gì đó, Mai Thiên Kiệt cũng muốn đến xem sư phụ mình sẽ mời những ai đến dự. Đối với người như Diệp Phàm, thì nghe từ miệng chị Mai Diệp Thu, từ những người trong nhà bình thường có nói ra cái tên này, Mai Thiên Kiệt cảm thấy sư phụ mình có chút thần bí, vẫn luôn muốn chạm vào xem cái đế của sư phụ. Cơ hội tiếp xúc gần gũi thế này, Mai Thiên Kiệt đương nhiên không bỏ qua rồi. Hồng Diệp bảo, thôi vậy, cậu tặng Tử Kỳ món quà lớn như vậy, tối nay cùng đến đi, địa điểm là... Diệp Phàm nói nhỏ lại. Sư phụ... có thể đưa theo 2-3 người đến cùng không? Mai Thiên Kiệt tròng mắt đảo lại, vì nghĩ cho người nhà họ Mai. Được, nhưng không được nhiều quá, khoảng 5 người đổ lại thôi, nếu không, nhiều người đến quá rượu của tôi lại không đủ để uống. Diệp Phàm nói đùa vài câu. Cứ vậy đi, chuyện tiệc rượu để đồ đệ lo, ở trong thành nhà họ Mai có một quán rượu, cũng là hạng 5 sau đấy. Mai Thiên Kiệt bắt đầu có hứng thú. Thôi. Việc này Diệp gia chúng tôi tự lo liệu được, không phiền đến bên cậu. Diệp Phàm khoát tay nói. Vậy được. Mai Thiên Kiệt xoa xoa đầu, rồi xuống xe đi. Thiếp gỗ đàn, đúng là rất quý. Diệp Phàm hừ một tiếng, lái xe thẳng một mạch đến cửa hàng kim thiếp Trần Ký. Trần Ký là một nhãn hiệu lâu đời, một tòa lầu 3 tầng làm mặt tiền, nhìn phong cách cửa hàng, hẳn là nhà cổ lưu lại từ thời nhà Thanh. Trước cửa có treo một tấm biển chữ vàng Trần Ký kim thiếp phô cửa hàng kim thiến Trần Ký. Lực bút viết tấm biển cứng rắn, mới nhìn cũng biết người hạ bút kia, Diệp Phàm giật mình hoảng hốt, thất thanh kêu lên. Thật tuyệt đỉnh, cố nhiên là danh sư thời nhà Thanh Tả Trung Đường, mẹ ơi, lai lịch của tấm thiệp này quả nhiên lớn đến vậy. Không có gì kỳ lạ cả, chàng trai trẻ ạ, ngày xưa con gái vợ lẽ của Tả Đại Sư gả cho chủ nhân của Trần Ký kim thiếp phổ. Cho nên... Tả đại sư viết tên cho cửa hàng, chuyện bình thường thôi, thời buổi khoa học hiện đại như bây giờ, cái gì mà máy tính chẳng đánh ra được, Trần Ký này vẫn chưa lộn ngược được. Cửa hiệu lâu đời mấy trăm năm, có văn hóa của riêng mình, người thành lão yến thích thiệp của Trần Ký này, cảm thấy đây là một loại tượng trưng cho thân phận. Cái này có lẽ là một loại văn hóa thiệp của người lão yên thôi, nhưng hiện giờ, những người quyền quý trong thành này lại đổ xô dùng loại thiệp này. Như loại thiệp gỗ đàn này còn phải xếp hàng đặt trước, đặt đơn trước 3 tháng, nếu không, sẽ không có hàng, ha ha ha. Một ông lão râu dài, toàn thân khoát tấm áo vải xanh, vuốt vuốt râu, cười híp cả mắt nói như thổi phồng lên với Diệp Phàm một hồi rồi đi ra khỏi cửa hàng, ông già ấy trên tay còn đang cầm một tấm thiệp làm từ lá dâu tằm. Mở mang tầm nhìn, miệng Diệp Phàm lẩm bẩm một câu rồi bước vào, phát hiện cửa hàng bày đủ loại thiệp từ kiểu hình mẫu mã, giấy có. Lá cây có, da có, ngà voi có hình như loại thiếp nào cũng có. Loại thiếp làm từ lá phong này bao nhiêu tiền? Diệp Phàm hỏi một phục vụ viên mặc sườn xám trong cửa hàng. Loại lá phong này là lấy từ cây phong dưới chân núi Hương Sơn. Đương nhiên, lá chỗ Trần Ký chúng tôi đều là lá phong rơi, không phải ngắt trực tiếp từ thân cây xuống. Trần Ký trước nay không tàn phá thiên nhiên bao giờ, cam kết bảo vệ sự hài hòa của thiên nhiên. Tuy nhiên, muốn chọn lựa lá phong có thể chế tác thiệp cũng không phải dễ, những là được chọn, 9 phần trong số là rơi xuống đất đều không được. Về sau, phải qua một quá trình gia công, đồ thêm hợp chất, màu sắc, phối lá, kéo ra vân vân, cho nên, một tấm thiệp lá phong này giá là 500 tệ.
anh xem, chữ trên là phong này đều là thủ công khắc mà thành, nếu dùng kính lúp xem, ở giữa chữ còn có các đường hình sơn thủy, để anh mở rộng tầm mắt. Cô phục vụ viên mỉm cười giải thích. Được, chính là nó, Diệp Phàm gật gật đầu, sau đó giơ danh thiếp ra ngồi ở cửa hàng khoảng một tiếng mới nhận được tấm thiệp lá phong. Cầm trên tay nhìn xem, thật đúng là vừa ý, tên mỗi vị khách đều có đặc sắc riêng, hơn nữa, tuyệt đối không trùng lặp. Mỗi cái đều đặc biệt. Cô phục vụ kia còn cười nói. Tiên sinh thúc giục gấp quá, nếu có thời gian sẽ viết cả thân thế địa vị, sở thích tính cách của mỗi vị khách ra được, cửa hàng chúng tôi có thể chế tác ra những tấm thiệp hợp với cá tính mỗi người. Tấm thiệp này, có thể giữ làm vật kỷ niệm, hơn nữa, có thể giữ đến mấy trăm năm cũng không mục. Sau đó, Diệp Phàm lái xe đi khắp thủ đô, phát thiếp đến khắp nơi. Đương nhiên, những người là bằng hữu như Thiết Chiêm Lang Phá Thiên thì nhờ quản gia tìm người đưa thôi. Còn những người như Trấn Đông Hải, Lý Khiếu Phong thì tự mình chạy đi. Vì để mở đường cho em trai, Diệp Phàm cũng mất một phen tâm sức. Mà Phó Chủ tịch tỉnh Việt Đông, Lâm Phong vẫn còn chưa trở về, tối nay chắc cũng sẽ đến ngồi một lúc. Về phần Thiết Chiêm Hùng và Lang Phá Thiên cùng với Trương Hùng ba người này, thật là lãng phí mất mấy tấm thiệp, Diệp Phàm biết, thiếu ba người này sợ ở thủ đô lại không có nhiều người quen, lúc khách đến lại sợ mất thể diện nên kéo mấy người này đến là để thêm người mà thôi. Vì đang là tháng 7, đúng giữa mùa hè, cho nên giờ mở tiệc nên là lúc 6 giờ hơn. Nhưng mới 4 giờ, người nhà Thiến Thiến đã chọn ra những thân thích bằng hữu uy tín, danh dự tầm khoảng 30 người đến Hồng Diệp Bảo. Tuy nhiên, lúc những người này kết thành đội bước vào Hồng Diệp Bảo, đã bị phong cách cổ điển, phóng khoảng của châu Âu kết hợp kiểu Trung Quốc của Hồng Diệp Bảo làm cho sửng sốt mất một lúc. Không thể tưởng tượng được Diệp gia có tiền như vậy, tòa nhà này giá trị không nhỏ đâu, lớn đến như vậy mà. Mặt cỏ, hồ nước, núi giả, suối phun, cầu nhở có nước chảy đều, như một công viên thu nhỏ vậy. Mẹ của Tống Thiến Thiến không cây em nổi hỏi. Ít nhất trị giá con số này vẫn là người thân thích đã dám định giá trị đôi nhẫn kia của nhà họ Tống giơ ba ngón tay ra. 30 triệu, đúng là đáng giá. Tống Bạch An hơi thở dài một câu. Ông già, ông than cái gì chứ, sau này Thiến Thiến chúng ta gả qua đây chẳng phải sẽ được hưởng phúc sao, ông lại thở dài. Vợ ông ta làm ra vẻ mặt bất mãn liếc nhìn một cái. Hâm mộ có biết hay không, đến điều này cũng không hiểu, chẳng lẽ tôi lại kỵ hối với cả con gái mình sao? Tống Bạch An có chút không phục, phản bác lại một câu. Ba, mẹ, đừng đấu khẩu nữa, nếu truyền đến tai thông gia thì thật không tốt chút nào. Tống Ninh Kiệt ở một bên vẫn đang kinh ngạc vô cùng nhưng nhanh chóng khuyên nhủ, lúc này hai người già mới thôi cãi nhau. Tống gia đến sớm vốn là để xem có gì cần giúp đỡ hay không, nghe nói Diệp gia là đến từ huyện Cổ Xuyên tỉnh Phúc Nam, dù sao cũng là nông thôn đến, chỉ sợ không đủ người ở chốn kinh đô lạ nước lạ cái này. Không thể ngờ được là bước vào Diệp Bảo Hồng mới phát hiện căn bản không cần đám người mình hỗ trợ gì, từng chiếc bàn tròn xa hoa đủ 15, 16 người ngồi đã bày ra hết cả. Trên bàn tròn cũng đã bày đủ cả hạt dưa điểm tâm và đồ uống. Mà trước mỗi bàn đều có hai nữ nhân viên xinh đẹp phục vụ, rót trà, rót nước cho mọi người, cách phục vụ không khác gì khách sạn 5 sao. Việc này đều do lão quản gia Cổ Bang sắp đặt cả. Chiếc bàn ở giữa chính điện lớn nhất, có thể ngồi được 20 người. Chiếc bàn đó đặc biệt thu hút ánh nhìn, Tống gia cũng tự biết, không một ai đến đấy ngồi, tất cả đều đến chiếc bàn ở mé bên, ngồi đủ 3 bàn. Bởi vì, họ cảm thấy ở đây có chút tự ti. Nhưng mà cũng có chút hung phấn, có thể chạm vào chiếc của hào hoa này, Tống gia không phát đạt mới lạ. Tuy nhiên, cha mẹ Tống Thiến Thiến và anh trai Tống Ninh Kiệt thật ra là làm đại biểu, được Diệp Phàm mời đến ngồi ở chiếc bàn chính giữa. Ở bàn tròn đã có ba vị trung niên ngồi, nhìn qua không qua 40 tuổi. Diệp Phàm rất bận, lại đến phía ngoài cửa đón khách rồi. Tống Ninh Kiệt có chút câu nệ ngồi ở bên cạnh Thiết Chiêm Hùng. Thông gia, mời uống trà, ha ha. Thiết Chiêm Hùng nhiệt tình tiếp đón, hắn cùng Lang Phá Thiên, Trương Hùng, ba người cũng đến sớm là định đến giúp một tay. Tuy nhiên, bây giờ ba người cũng chẳng phải giúp gì, chỉ ngồi uống trà, tán phét, bởi vì sớm đã có người làm rồi, ba người đành phải nhiệt tình làm người tiếp đón khách. Bắt đầu vừa uống trà vừa nói chuyện. Chương 1257, cô con gái nhà họ Ninh. Anh Thiết, không biết ở thủ đô chỗ nào sẽ được. Tống Bách An rất cẩn thận. Bởi vì anh ta có chút hiếu kỳ.
Đương nhiên Tống Bách An cũng không phải là dạng ngu đần, biết rõ rằng những người ngồi ở bàn này cũng đều là người có quyền thế, ít ra cũng phải là người giàu có, hoặc là quan chức chính phủ, chứ không phải là chức gì thấp kém như con trai. Vì vậy, khó mà có được cơ hội này cho con trai hay cho dòng họ nhà Tống mở mày mở mặt. Vì vậy mà Tống Bách An vẫn phải giữ thái độ đó mà tiếp tục. Ha ha, làm việc vặt tại Bộ Công an mà. Thiết Chiêm Hùng thản nhiên cười nói, súng đoán ra được người kia cẩn thận thế nào, cũng không phản ứng gì. Ha ha, anh Thiết, anh là bộ trưởng lớn mà lại làm việc vặt ở Bộ Công an, còn tôi chỉ là một cán bộ quèn thì chắc phải xấu hổ rồi. Lang Phá Thiên cố ý chọc Thiết Chiêm Hùng. Bộ trưởng lớn. Tống Bạch An run bắn mình suýt nữa đã thốt lên thành tiếng. Ha ha, chỉ là phó bộ trưởng thôi mà. Thiết Chiêm Hùng liếc nhìn ba người nhà họ Tống một lượt rồi nói. Còn về phần Dư Liên và Tống Ninh Kiệt, sắc mặt tự nhiên trầm lại. Không thể tưởng tượng nổi trong ba người ngồi đây lại có người làm phó bộ trưởng Bộ Công an, và người này có lai lịch thế nào, người nhà họ Tống đều có cảm giác ngồi không yên. Tuy nhiên, anh Lăng à, cho dù anh nói anh là chức quèn, nhưng chức vụ của anh là ở văn phòng trung ương, còn cao hơn cái chức của tôi đây. Thiết Chiêm Hùng lại nói lại Lang Phá Thiên và Nagi lập tức lộ rõ cả chức vụ của anh ta ra. Thật không thể tưởng tượng nổi, cục trưởng Lang còn công tác tại văn phòng trung ương, thật thất kính. Tống Ninh Kiệt miệng nói nhỏ, trong lòng tự nhiên thấy giật mình. Anh ta là đội trưởng đội an ninh quốc gia, ha ha. Thiết Chiêm Hùng liếc nhìn Lang Phá Thiên nói. Có phải là người trong kinh thành? Tống Ninh Kiệt có chút tò mò, hứng thú, nhưng không dám nói ra. Không sai. Chiêm Hùng tiếp lời. Trưởng Ban Kim, mời ngồi. Diệp Phàm đã bị anh bạn đó để ý. Tống Ninh Kiệt mới nhìn đã rất lúng túng, nhanh chóng đứng dậy miệng lắp bắp nói. Chào, chào trưởng Ban Kim. Anh là... Kim Thụ Đu Ân vừa ở Việt Đông đi điều tra về, nên không biết mấy người này. Còn với loại cán bộ hạng thấp như Tống Ninh Kiệt này đương nhiên ông ta không biết đến rồi. Tuy nhiên, con mắt của Kim Thụ Dương rất chua ngoa, nhìn thấy Tống Ninh Kiệt ngồi trên bàn họp trung ương này lại càng muốn xăm soi, còn nghĩ rằng người này có phải là có người nhà tại Kinh Thành không đây? Có cơ hội để quen biết những người danh giá như thế này không phải chuyện đơn giản, cũng không phải chuyện bình thường. Ha ha, trưởng Ban Kim, cậu ấy là em tôi tên là Tống Ninh Kiệt. Vừa mới nhận chức tại khu Triều Dương. Nếu nói ra thì cũng là đệ tử của anh. Nhưng không chừng có thể nhanh chóng thắng chức lên làm phó trưởng ban, tuổi trẻ tài cao mà. Diệp Phàm thuận miệng nói luôn, dù gì cũng là người nhà thân thiết, nói chuyện tình cảm tí cũng được rồi, đều là giúp đỡ lẫn nhau mà. Ồ, trưởng phòng Tống. Kim Thụ Dương gật đầu, rồi cũng bắt tay với Tống Ninh Kiều. Tự nhiên, sau khi biết thân thế của Thiết Chiêm Hùng và Lang Phá Thiên, trong lòng Kim Thụ Dương lại đắc ý. Bữa cơm ngày hôm nay thật đáng giá, vốn không muốn đến vì nghĩ Diệp Phàm thì có thể mời được nhân vật nào đến được lại không phải là ngựa ơi bản địa nên có chút đánh giá thấp về Diệp Phàm. Tuy nhiên, Kiều Viên Viên lại là bạn gái của Diệp Phàm, không đến cũng không được, vì thế mà cuối cùng ông ta đã đến, không ngờ lại thu hoạch được gấp N lần khi tưởng tượng. Diệp Phàm, chú Tề và chú Thiết và cả chú Đoàn nữa ba người đều đã đến rồi. Lúc này Kiều Viên Viên vội vàng tới. Sao ba người họ lại đến, đây là việc nhỏ thôi, thật là. Diệp Phàm liếc nhìn Thiết Chiêm Hùng đoán chắc lần này có người thích chen vào chuyện của người khác. Ha ha, nhìn cái gì, chính là tôi thông báo đấy. Đến một chuyến cũng chẳng sao, ngồi máy bay có 3 tiếng là tới mà. Người nhà họ Tề chắc sẽ hỏi anh tiền lì xì đâu. Thiết Chiêm Hùng gượng cửa ơi, đứng phát dậy cùng với Diệp Phàm ra đón khách. Nhưng Diệp Phàm vừa bước ra cửa thì không chỉ là 4 người mà ngoài Tề Chấn Đào, Thiết Thác cùng Đoàn Hải, Tề Thiên còn có cả vụ trưởng Phong Thanh Lục phòng tài vụ cùng 3 người nhà đến. Khách quý, ha ha, không ngờ vụ trưởng Phong cũng đồng ý đến. Diệp Phàm thốt lên. Ồ, tôi chẳng có gì mà không đồng ý đến cả, bí thư Diệp, ngay cả thiếp mời anh cũng không gửi, có phải là... Phong Thanh Lục cố ý tỏ vẻ không hài lòng nói. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Chỉ là tôi sợ vụ trưởng bận thôi, em tôi đính hôn là việc nhỏ nên không dám phiền các vị cấp trên. Ngay cả chú Tề, Nác Thiết và cả chú Đoàn tôi cũng chưa gửi thiếp. Nhưng anh Thiết lại thay tôi mời mọi người chu đáo vậy tôi vốn nghĩ anh ấy muốn nhiều thiệp như thế rất lãng phí, nhưng giờ tôi đã hiểu. Diệp Phàm nhìn Thiết Chiêm Hùng nói. Biết được rồi,
chúng ta là anh em mà, không phải khách sáo. Thiết Chiêm Hùng. Không lâu sau, anh họ của Kiều Viên Viên là Kiều Thế Hào từ kinh thành nhận được lời mời của Kiều Viên Viên cũng đến tham gia. Nhưng anh hai của Kiều Viên Viên là Kiều Thanh Dương lại không tới. Có vẻ như Phó Bộ trưởng Bộ Giao thông Chu Tiến Phong và em trai Chu Vệ Quốc cũng cùng đến. Đồng hồ vừa điểm 6 giờ thì hai nhân vật quan trọng nhất là Trấn Đông Hải và Lý Khiếu Phong cũng đã xuất hiện. Với những người khách ngồi đây đều không nhận ra hai vị này. Nhưng những người nhận ra hai vị kia như Thiết Chiêm Hùng cũng chỉ dám nói thầm trong lòng, đố kỵ vì hai vị này thiên vị Diệp Phàm. Ngày trước khi Thiết Chiêm Hùng và Lang Phá Thiên chuyển nhà có mời hai vị đó nhưng hai vị không đến. Chỉ cho con đến thôi, không ngờ lần này hai vị lại đích thân đến. Anh Lý, Ủy viên Trần, mời hai người ngồi. Diệp Phàm cung kính mời hai vị lên bàn trên. Ủy viên, Phó Bộ trưởng Thiết, không biết hai vị lãnh đạo này là ủy viên ở nơi nào? Kim Thụ Dương và Thiết Chiêm Hùng vừa mới quen đã như rất thân, ông ta hỏi nhỏ Thiết Chiêm Hùng. Rồi đồng chí Chu Tiến Phong ngồi cạnh Kim Thụ Dương tự nhiên lại giỏng tai lên muốn nghe xem hai người này đang nói về lai lịch của hai ông kia, khi thấy hai người đó cùng Diệp Phàm lên trên ngồi thì chắc chắn là có lai lịch quan trọng rồi. Ha ha, ông Lý là Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ngày trước, và người đi cùng ông ta là Trấn Đông Hải, là Thượng tướng, đang là Ủy viên Quân ủy. Hiện nay ông Lý đã nghỉ hưu rồi, còn Trấn Đông Hải vẫn giữ chức. Thiết Chiêm Hùng nói những câu có tính lựa chọn kỹ càng. Tự nhiên Kim Thụ Dương và Chu Tiến Phong trầm xuống, nhanh chóng ngồi đúng vị trí của mình. Không ngờ người ta lại là ủy viên quân ủy, thật quá cao rồi. Diệp Phàm, hôm nay anh là chủ, thì anh làm chủ đi. Hai chúng tôi đến cũng chỉ là góp vui thôi, không thể giọng khách át giọng chủ được, đúng không? Lý Khiếu Phong cười sảng khoái cùng Trấn Đông Hải kéo Diệp Phàm lên vị trí trung tâm còn hai người ngồi sang hai bên. Cảnh tượng này đều khiến ba người Lang Phá Thiên, Thiết Chiêm Hùng và Trương Hùng cảm thấy ghen tị. Vừa mới đặt lên một mâm thì Cổ Bang cùng một người nữa bước vào. Người này từ xa gọi Diệp Phàm. Xin lỗi Bí Thư Diệp, bởi vì có chút việc nên đến trễ. Triệu Tư Lệnh, anh có thể đến được đã là niềm vinh hạnh đối với tôi rồi, xin mời ngồi. Diệp Phàm đứng dậy, nhường chỗ. Nhưng ánh mắt Triệu Quát Thật Tinh Anh đã nhanh chóng nhìn thấy Trấn Đông Hải và Lý Khiếu Phong ngồi cạnh Diệp Phàm đã nhanh chóng chạy lại gần chào hỏi. Ai lại dám ngồi vào chỗ của Diệp Phàm? Triệu Tư Lệnh, có phải là đồng chí Triệu Quát nhà họ Triệu Phó Tư Lệnh quân khu Bắc Kinh không? Kim Thụ Dương lại hỏi. Đúng, Thiết Chiêm Hùng gật đầu. Còn những người như Chu Tiến Phong khi biết danh tiếng của Triệu Quát, tự nhiên trong lòng thấy kinh sợ. Mặc dù mắt kính chưa rơi xuống đất nhưng cũng kiểu như thế, huống hồ đằng này là không có đeo kính. 4-5 bàn tiệc bày ra mọi người cũng bắt đầu dùng bữa. Lúc này Kiều Thế Hào đứng dậy giơ ly rượu lên nói. Anh Lý, Trấn Tướng Quân, Triệu Tư Lệnh, hôm nay tôi xin được cạn ly rượu này cùng với Diệp Phàm, bởi vì hôm nay anh ấy là chủ, sau đó tôi sẽ kính ba vị. Anh có phải là con trai thứ hơi hích của nhà họ Kiều không? Lý Khiếu Phong hỏi thẳng không ngại ngùng. Vâng ạ, tôi là Kiều Thế Hào, cha tôi là Kiều Hoành Sơn. Kiều Thế Hào khi nói đến Kiều Hoàng Sơn có thể thấy Lý Khiếu Phong thể hiện rất cung kính. Không ngờ con trai của Tư lệnh Kiều lại lớn như thế này rồi, ha ha, Trấn Tướng Quân, chúng ta đã già cả rồi. Triệu Quát vuốt mấy cái râu nói. Kiều Tư lệnh, tự nhiên ba chữ này lại chạy vào tai của Kim Thụ Dương và Chu Tiến Phong, cùng những người của Tề Trấn, khiến họ có chút ấn tượng. Những người này đều rất giàu hoạt, nhà họ Kiều ở Kinh Thành lại liên hệ sang Kiều Tư lệnh. Có thể đoán ngay ra thân phận Kiều Hoành Sơn Tư lệnh quân khu Lĩnh Nam. Sư phụ, tôi đến muộn rồi. Lúc này có một đôi nam nữ vội vàng chạy vào, người con trai là Mai Thiên Kiệt còn người con gái thì không biết, có thể so sánh được với Tảo Phi Nhi. Người này chính là Ninh Hòa Hòa. Diệp Phàm thản nhiên cười, liếc nhìn Mai Thiên Kiệt đang khom khom cánh tay. Vâng, sư phụ, tôi phải mất bao nhiêu công sức mới có thể mời bà ấy đến đấy. Mai Thiên Kiệt ra vẻ đắc ý. Tôi có già như vậy không? Mai Thiên Kiệt, anh nói cho rõ xem. Ninh Hòa Hòa mới đầu nghe Thiên Kiệt gọi là sư phụ liền tiến lại bàn vẫn còn nghĩ rằng gọi Lý Khiếu Phong. Không thể tưởng tượng được lại là gọi Diệp Phàm, không ngờ hắn ta lại cao giá vậy, thấy mình đến mà cũng không thèm đứng dậy đón tiếp, thật đáng ghét. Hiểu nhầm rồi, chỉ là tôn trọng gọi cô thôi mà, ha ha. Mai Thiên Kiệt nhanh chóng tạ lỗi, nhìn sư phụ một cái.
tôn trọng, bản cô nương không phải là hiếm quý. Ninh Hòa Hòa vênh vênh mặt, tự nghĩ rằng những người ngồi đây không mấy người biết lai lịch, Ninh Hòa Hòa thuộc loại có cảm giác ưu việt tự nhiên. Bởi vì mẹ của Ninh Hòa Hòa là Phi Hương Dục, là em gái của phó bí thư Phi Nhất Hằng trong kinh thành. Mà cha cô là Ninh Chí Hòa, phó ban tổ chức trung ương. Đương nhiên, cũng sẽ nuôi dưỡng một cô Ninh Hòa Hòa với phong cách như vậy. Chương 1258, nhà họ Ninh ở thủ đô. Hơn nữa, cậu của cô ấy là Phi Nhất Hằng gần đây rất may mắn, nghe nói có thể không lâu sau sẽ được vào bộ chính trị, người nhà họ Phi ngồi lên chức cao, vô hình chung nhà họ Ninh cũng được thơm lây. Ngồi đi Thiên Kiệt, còn cả cô Ninh nữa. Diệp Phàm trong lòng có chút thong thả, thản nhiên nói. Thiên Kiệt, chúng ta đi, ở đây không thích hợp. Ninh Hòa Hòa nhìn Diệp Phàm hừm nói. Mai Thiên Kiệt lúc này không kịp hiểu gì. Nhanh chóng cười đáp lại. Hòa Hòa, khó khăn lắm mới có một chuyến đi, hơn nữa là do sư phụ tôi mời, ngồi xuống đã rồi hãy đi. Nếu không thì quá mất lịch sự. Không được, anh không đi thì tôi đi. Vì Ninh Hòa Hòa nhìn thấy Diệp Phàm cảm thấy khó chịu, căn bản là có chút cố ý đối đầu. Cô nàng này khí phách cũng không nhỏ, anh em tôi mời mà cô lại không chịu ngồi lại chút sao? Lẽ nào đây là lễ giáo nhà họ Ninh các cô? Lang Phá Thiên không chịu được nữa, lạnh lùng nói. Anh là ai? Anh tên gì? Ninh Hòa Hòa chau mày hỏi. Hòa Hòa, không nói nhiều nữa, tôi đi cùng cô. Mai Thiên Kiệt khốn khổ lên tiếng, mặc dù không quen những người ngồi bàn này, nhưng cũng không thể liếc nhìn sư phụ. Nếu như để cho chị Mai Diệp Thu biết thì chắc chắn sẽ bị đánh gãy chân. Đến lúc này hắn ta cũng hối hận rồi, vốn muốn để Ninh Hòa Hòa làm quen với sư phụ, chứ ai ngờ lại xảy ra chuyện thế này. Đột nhiên Ninh Hòa Hòa như cầm súng gây chiến với sư phụ, không chừng việc này lại khiến sư phụ coi nhà họ Ninh, nhà họ Phi là kẻ thù thì nguy, Mai Thiên Kiệt rất hoang mang. Con bé kia là con nhà ai mà không hề biết chút lịch sự nào, nếu vào tay tôi đã cho ăn cái tát rồi. Thiết Chiêm Hùng cũng quát lên, không cần biết là ai. Ông già kia muốn nói gì? Ninh Hòa Hòa điên lên, nhìn Thiết Chiêm Hùng đáp lại. Gọi Thiết Chiêm Hùng là ông già, lúc này tất cả mọi người đều chú ý đến bọn họ. Khuôn mặt Thiết Chiêm Hùng cũng không chịu nổi, bèn đứng dậy. Nhưng bị Lý Khiếu Phong nhẹ kéo lại và anh ta lại phải ngồi xuống. Thiên Kiệt, đưa Ninh Hòa Hòa đi đi, tôi không muốn gặp lại cô ta nữa, là một cô gái trong gia đình như vậy mà lại không có chút giáo dục gì cả. Diệp Phàm tức giận, lạnh lùng quát. Anh mới là loại không có giáo dục ấy, khốn nạn. Ninh Hòa Hòa tức giận, bình thường đi đâu các công tử con nhà giàu đều coi cô ấy như thần tiên, nhưng không ngờ lần này đến sư phụ cũng tức giận. Tôi sẽ đưa cô ấy đi ngay. Mai Thiên Kiệt hoang mang nói, rồi nhanh chóng lôi cô ấy đi. Ha ha, chỉ là hiểu nhầm nhỏ thôi, mọi người ơi tiếp tục đi. Diệp Phàm lấy lại bình tĩnh, quay lại cười nói với quan khách. Cái cô Ninh Hòa Hòa rốt cuộc là người nào chứ, như đứa trẻ con. Lang Phá Thiên chau mày nói. Không biết được, là bạn của Thiên Kiệt mà, nghe nói có quan hệ gì đó với nhà họ Phi, thường xuyên đi phong Diệp Loan. Diệp Phàm lắc đầu. Không phải là phong Diệp Loan nhà họ Phi chứ. Trấn Đông Hải cười nói. Nhà họ Phí. Thiết Chiêm Hùng lẩm bẩm, cũng lại chau mày. Hình như em gái của phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật trung ương Phí lấy người họ Ninh. Triệu Quát nói. Nếu đúng là như thế thì cô ấy lừa người nhà phó ban tổ chức Ninh Chí Hòa, nghe nói ông ấy có con gái. Lẽ nào lại là Ninh Hòa Hòa? Lúc này, Trần Nhất Minh đi cùng Lâm Phong đến đã phải thốt lên, hơn nữa sắc mặt còn rất lo lắng. Bởi vì Ninh Chí Hòa là cấp trên trực tiếp của Trần Nhất Minh trong ban tổ chức. Nếu để Ninh Hoàn Hòa nhớ mặt sau này về nói cùng Ninh Chí Hòa thì có chuyện lớn rồi. Nhưng may mắn Ninh Hòa Hòa lại không biết Trần Nhất Minh. Tuy nhiên, Trần Nhất Minh lại nhìn sang hai vị ngồi cạnh Diệp Phàm. Rồi lại nhìn ra những người nhà họ Triệu cùng cả Triệu Quát một lúc sau mới vững tin lại. Còn về Phó Chủ tịch Lâm Phong, trong lòng rất nhiều thăng trầm. Anh ta không muốn đắc tội Diệp Phàm nhưng đắc tội nhà họ Phi và Ninh Hòa Hòa cũng là việc anh ta không cố ý muốn làm. Chỉ là vì ngồi ở đây đều là cán bộ cấp cao những người trẻ tuổi nhưng lai lịch khôn nhỏ, Lâm Phong chỉ có thể nói thầm vì câu không dám lên tiếng. Có lẽ là đi rồi, nhà đầu đó, tự nhiên lại chửi mắng anh Diệp. Lúc này, Kiều Viên Viên từ nhà vệ sinh đi ra sau khi nghe rõ ràng đã rất phẫn nộ nói.
Trần Nhất Minh lại không biết Kiều Viên Viên, chỉ cảm thấy cô gái rất xinh, rất tuyệt vời. Hơn nữa lại rất thân mật với Diệp Phàm, có thể là bạn giá của Diệp Phàm chăng? Cô à, cô họ Ninh rất nóng nảy, cô chỉ có thể nói ở đây thôi, đừng để đến tai cô ấy, nghe nói vợ của trưởng ban Ninh rất ghê gớm. Thực ra, trong lòng Trần Nhất Minh rất phức tạp, bởi vì sau Trần Nhất Minh còn có một phó bí thư Uông Bác Minh mà ông ấy lại chẳng mặn mà gì với Phi Nhất Hằng. Nghe nói vì chuyện này không biết vì nguyên nhân gì mà Uông Bác Minh lại bị Phi Nhất Hằng phái ngựa ơi đi điều tra. Sau cùng cũng bị giam lại, Uông Bác Minh cho rằng Phi Nhất Hằng không nể mặt ông ta nên mâu thuẫn giữa hai người càng ngày càng tăng. Ở địa vị của Uông Bác Minh nếu như có thể khiến Diệp Phàm cùng nổi dậy với nhà họ Phi thì chắc cha sẽ dám làm. Nếu có thể có được cảm giác tốt từ Diệp Phàm thì con đường sự nghiệp sau này cũng thênh thang rồi. Hơn nữa Diệp Phàm có uy lực khiến người ta khó lường, cũng có thể không nhỏ hơn nhà họ Phí. Đương nhiên đây cũng chỉ là khách thôi, không thể bằng Diệp Phàm được. Nhưng những người này cũng đồng ý đến chứng tỏ đều có quan hệ không tồi với Diệp Phàm. Cảm ơn, tôi không lo gì cả, nhà họ Ninh thì cũng đã sao. Kiều Viên Viên rộng rãi gật đầu. Ha ha, Ninh Chí Hòa là phó ban tổ chức trung ương, đây là chức vụ đặc biệt, nhất định làm cho mọi người bành hoàng. Dù gì thì cũng là một ngành quản lý cao, nhưng gia đình nhà họ Kiều cũng bề thế nên cũng không lo lắng gì. Lúc này, Triệu Quát ngồi cạnh cũng lên tiếng. Đại viện nhà họ Kiều. Trần Nhất Minh lẩm bẩm nói, có chút kinh ngạc nhìn Kiều Viên Viên, càng nhìn càng thấy Kiều Viên Viên giống ai đó. Đột nhiên thấy toát mồ hôi, thầm nhủ chẳng nhẽ là người nhà bộ trưởng Kiều sao. Ngồi cùng bàn đó cũng không ít người đang có ý nghĩ như vậy, đặc biệt là Phó Chủ tịch Lâm Phong, trong lòng có chút hoảng hồn. Không phải là tôi là người nhà họ Kiều mà thế, mà quan trọng vấn đề này thuộc về thái độ và cách nhìn người. Kiều Viên Viên thản nhiên nói. Thôi, không nói việc này nữa. Cạn ly nào. Diệp Phàm khoát tay, không muốn nghĩ chuyện nhàm chán này nữa. Ninh Hòa Hòa tức đến chảy nước mắt về nhà. Hòa Hòa, con sao thế? Từ trên lầu một người phụ nữ đoan trang đi xuống. Bà mặc một chiếc áo trắng như tuyết, khuôn mặt sáng ngời. Toàn thân như ngọc, mũi cao, khuôn mặt hình trái xoan. Mẹ! Ninh Hòa Hòa như con nít chạy vào ôm chặt mẹ áp vào ngực mẹ và khóc. Sao thế, rốt cuộc có chuyện gì? Người mẹ vuốt nhẹ mái tóc cô con gái, hỏi. Ninh Hòa Hòa vẫn còn đang khóc. Rồi một cô gái xinh đẹp như tiên nhẹ nhàng hỏi. Em à, ai ức hiếp em? Mau nói cho chị nghe nào. Một tên khốn nạn, một tên lưu manh, chị Phi chị nói xem, em không trêu chọc gì hắn sao hắn lại mắng em chứ? Ninh Hòa Hòa chửi mắng. Nói xem, hắn mắng em như thế nào, chị sẽ cho em hết giận. Cô gái trao mày kiên quyết, cũng tức thật nhưng âm thanh câu hỏi vẫn có chút nhẹ nhàng. Hắn mắng em không có giáo dục. Ninh Hòa Hòa nói ra câu này khiến hai người phụ nữ xinh đẹp đứng ở bên cũng phải biến đổi sắc mặt. Hắn ta họ gì, sống ở đâu, lại dám mắng chửi người nhà họ Ninh không có giáo dục. Người phụ nữ trầm mặt nói. Tên là Diệp Phàm, nghe nói là chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật thành phố Ngư Đồng tỉnh Việt Đông buổi tối có tổ chức tiệc tại Hồng Diệp Bảo. Là Mai Thiên Kiệt kêu con cùng đi, vốn dĩ con cũng vui vẻ đi, nhưng không ngờ hắn ta lại là người không hiểu gì, nói rằng chúng ta có chút lễ nghĩa cũng không hiểu, ngay cả đứng dậy hắn ta cũng không đứng tiếp. Sau đó con không vui nên đòi về, hắn ta tự nhiên la mắng con. Ngồi cùng bàn hắn còn có hai người đã có tuổi còn quát lên với con nữa, gọi như gọi chó ấy. Việc này là Ninh Hòa Hòa thêm mắm muối vào, suýt nữa khiến Diệp Phàm và ba người Thiết Chiêm Hùng thành tội ác tày trời. Vì Lang Phá Thiên và anh Thiết cũng đã bị cô ta nhớ mặt. Bọn họ thực sự mắng chửi như vậy sao? Chị Phi lại hỏi lại lần nữa. Chị Điệp, em nói dối chị làm gì ạ? Không tin chị đi hỏi Mai Thiên Kiệt xem. Ninh Hòa Hòa nghiêm mặt nói. Đưa mẹ đi, để xem tên đó có ba đầu sáu tay không, chẳng qua cũng chỉ là một chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật cấp thành phố, cùng lắm là cấp phó sở thôi mà, chẳng lẽ lại to gan như vậy? Phi Hương Ngọc tức giận đứng phát dậy nói. Hay là nói với cha? Ninh Hòa Hòa bĩu môi nói. Chỉ là việc nhỏ còn muốn nói cho cha sao, con đúng là trẻ con, muốn cho cha thêm đau đầu phải không? Phi Hương Ngọc có chút giận nói. Mẹ, chị Điệp, bọn họ mắng em là không có giáo dục, việc này là trực tiếp mắng chửi con, sau là mắng chửi mọi người, và rộng hơn là nói cả nhà họ Ninh ta.
Hơn nữa, mẹ Đường Đường là người nhà họ Phi gia, vì vậy. Hừm, cái miệng nhỏ của Ninh Hòa Hòa thật biết nói chuyện, dám nói cả đến nhà họ Ninh, cảm thấy vẫn không đủ, nói sang cả nhà họ Phi nữa. Hừm, cuối cùng Phi Hương Ngọc cũng tức điên lên, lạnh lùng nói. Dì đừng lo, chỉ là một cán bộ nhỏ ngoài tỉnh mà thôi, cháu có cách xử anh ta. Người chị Điệp họ Phi kia nói. Ý cháu là, Phi Hương Ngọc đảo hai mắt hỏi cháu gái. Yên tâm Hòa Hòa, việc này chị Điệp sẽ giúp em hả giận, chắc chắn sẽ khiến em hài lòng. Chị Phi đột nhiên cười sảng khoái. Chị Điệp, đến lúc đó. Ninh Hòa Hòa hé nụ cười. Tiễn xong Trấn Đông Hải và Lý Khiếu Phong cùng mọi người, Diệp Phàm ngồi lại đàm đạo cùng Thiết Chiêm Hùng và Lang Phá Thiên cùng Trương Hùng. Lúc này quản gia Cổ Bang đến. Anh Diệp, ngoài kia có một thanh niên muốn gặp anh. Là người nào? Diệp Phàm chau mày, hỏi, cảm thấy khuya rồi thì còn có ai đến chắc chắn không phải khách mời, trong lòng có dự cảm không hay. Nói là người nhà họ Phi ở chân núi Hương Sơn. Cổ Bang nói rất cẩn thận. Cho anh ta vào. Diệp Phàm khua tay, nhìn ba người bạn một cái. Người này đến không hay ho gì cả. Thiết Chiêm Hùng nói câu này, hai mắt lóe lên tia sáng. Không phải sợ hãi mà là có chút chờ mong gì đó. Binh đến tướng chặn, thủy đến đắp đê. Anh Thiết, tôi và anh cũng nhanh tới 40 rồi nhưng cũng không nên lo lắng chuyện này mà. Lang Phá Thiên cười thản nhiên, hắn ta chính là mối họa cho nhân loại, còn sợ gì nữa chứ? Ha ha, lo lắng chưa chắc là sợ. Anh Lang, ở vị trí của anh thì chắc là không lo gì rồi. Người ta có hỏi anh thì cũng phải nghĩ cách, là người quản lý của Cục Cảnh vệ Trung ương. Đường Đường là cán bộ trực thuộc văn phòng Trung ương, trên thực tế, nếu có gì thì các vị trong bộ chính trị cũng chỉ nói anh vài câu. Trương Hùng có vẻ ghen tức nói. Sao phải nói chua như thế Trương Hùng, anh không thấy sao, mỗi lần mấy người đo xuất ngoại thì thần kinh tôi lúc nào cũng trong tình trạng quá tỉa, không túc nào dừng lại. Còn nữa, cái chức phó này cũng quan tâm bao la chuyện. Những ngày này cũng quá khổ sở rồi. Đánh cũng không được đánh, giết không được giết. Đến đối thủ của mình là ai cũng không hiểu nổi. Ngày ngày đều tiềm ẩn, giả dụ muốn đối lại với đối thủ thì cũng bị bắn tỉa. Ăn nói lung tung đến nay thì tôi cũng là một phần tử bạo loạn, làm gì có nhiều tay súng như thế, thật là không ai biết sự thật. Nếu là các anh, tôi đã sớm nói với tướng quân Trấn rồi, không muốn đứng lại vị trí này. Đổi môi trường cứ như báo săn lại hay, muốn giết cứ giết, phải chết thì chết, chết nhanh, ha ha. Lang Phá Thiên nói ngọn ngành. Đang được hưởng phúc mà không biết hưởng thưa đồng chí Lang ạ. Diệp Phàm cười nói. Tướng quân Trấn chắc chắn không đồng ý đúng không? Thiết Chiêm Hùng cuối cùng cũng cười trên nỗi đau của người khác. Đúng là anh nói đúng, anh nói xem, vị trí đặc biệt của tôi nói ra thì người khác sẽ thấy thần bí. Hơn nữa còn rất sợ, rất uy phong, cái gì mà cấm quân, lại còn 180.000 quân Nhật cấm quân giáo đầu gì. Rồi còn cả lãnh đạo Ngự Lâm. Trên thực tế tôi chỉ là anh hùng sau màn ảnh, chẳng có tác dụng gì. Ở nước chúng ta không có mấy người biết đến đại anh hùng này. Lang Phá Thiên than dài. Nói được là được, nói như tôi đây. Rõ ràng là Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia nhưng đều chẳng gặp công việc minh bạch. Bình thường đi công tác, ngay giấy chứng nhận là thuộc Cục An ninh Quốc gia cũng không được lộ ra, trừ khi có trường hợp khẩn cấp, còn thông thường đều phải che giấu thân phận. Là một tiểu thương mà thôi. Những cảnh sát hiện nay có ai dám nói anh là tiểu thương không tiền đâu. Trấn TTH Tour trưởng cũng keo kiệt, chỉ cấp cho danh tiểu thương đầu đường. Còn như Diệp Phàm kia, thấy không, người ta còn có danh tiếng, mà đi đâu cũng gặp được, đương nhiên có thể hù dọa người rồi. Đương nhiên ngoài thân phận là thuộc tổ đặc nhiệm A, còn là phó tổng tham mưu gì đó, cục trưởng cục cảnh sát. Nếu có đưa ra những chứng nhập kia, thì cũng khiến người khác kinh hoàng rồi. Trương Hùng lại đánh đến Diệp Phàm nói. Đương nhiên mấy người này nói chơi thôi. Cục trưởng Trương, anh xem tôi có khi nào nói về thân phận mình tùy tiện đâu. Có thể anh không biết, ở Ngư Đồng này tôi đã phải chịu đủ tức giận rồi, đứa bé thì đập trứng vào mặt. Công ty Quảng Dương Điền quay lại với tôi. Nguồn ở tỉnh tùy tiện xuống vung tay múa chân. Những ngày này, thật là tức nghẹn. Diệp Phàm than thở.